Bởi vì phải biết, bọn họ một cái là vậy hổ giang em trai ruột, một cái lại là cùng chi đánh không biết nhiều ít năm qua lại đồng liêu, há lại sẽ không được rõ vậy cho dù là ở Hồng Sư Động nội bộ, cũng đương kim hung danh hiển hách chiến tướng hổ giang chân chính sức chiến đấu. Thậm chí liền liền vậy La Quyền, thân là hôm nay Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp, đường đường luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong, có thể hắn cũng rất rõ ràng, coi như là hắn tự mình ra tay sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ cùng vậy hổ giang sức chiến đấu 4-6 mở. Đổi câu mà nói, chính là bọn họ giữa hai người thực lực, chân thực sức chiến đấu, là thật thật chênh lệch không lớn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ai có thể đủ liêu muốn lấy được, ở nơi này bọn họ nguyên bản cũng căn bản nhìn không thuận mắt kim thiềm động chính giữa, một cái nhìn như chỉ có 20-30 tuổi loài người người tuổi trẻ, nhưng lại có thể lấy như vậy một loại kinh khủng tư thái, liền ước chừng chẳng qua là một kích, liền đem vậy hổ giang bị thương nặng tới hôn mê. Nghĩ đến đây, ở trong một cái chớp mắt này vậy hổ sơn cùng với La Quyền nhìn Trần Phi ánh mắt liền không khỏi run rẩy, rồi sau đó vậy mồ hôi lạnh lại là do như suối trào, không ức chế được hướng ra phía ngoài bốc lên, ướt đẫm áo quần. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, nếu như liền liền hổ giang cũng không có cách nào ngăn trở đối phương một chiêu mà nói, vậy bọn họ cũng càng là không bao lớn có khả năng. Thành tựu Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp, luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong La Quyền có lẽ có thể nhiều chống đỡ một hồi, nhưng vấn đề là, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Những thứ khác vậy trong đại điện kim thiềm động những cao thủ, bao gồm phó động chủ Mông Nhất lúc này đều là vùi đầu được có chút thấp, lông mày hơi rũ, nhìn về phía Trần Phi bóng người ngay trong ánh mắt, có dũng khí nồng nặc kính sợ, sợ hãi, cùng với vẻ kinh dị. Bọn họ nơi kính sợ cùng sợ hãi, dĩ nhiên là chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cường hãn, thực lực đáng sợ. Liền vậy Hồng Sư Động hung danh hiển hách chiến tướng hổ giang, cũng lại có thể liền hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, đây quả thực là mộng ảo. Mà đây loại ảo mộng lại ý vị như thế nào? Ý nghĩa loài người kia chẳng lẽ chính là một vị luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả? Nếu không phải như vậy, hắn lại làm sao có thể làm được cái này kinh hãi trình độ? Mà một nghĩ như vậy, bọn họ mới rốt cục có chút nhận biết, lúc này đứng trước mặt bọn họ loài người này người tuổi trẻ. Đến tột cùng là có nhiều đáng sợ. Dẫu sao đây chính là luyện khí tầng 9 động chủ cấp A. Nếu là bọn họ kim thiềm động có thể ngồi trên như vậy cấp cường giả khác, há lại sẽ luân lạc tới bị vậy Hồng Sư Động như vậy trắng trợn lấn áp, mà không còn sức đánh trả, thậm chí còn chỉ có thể lựa chọn im hơi lặng tiếng, đem vậy đau khổ đàng hoàng nuốt xuống. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì là vậy mấy chữ mà thôi. Luyện khí tầng 9 động chủ cấp, hay hoặc là yêu thú cấp 2 hậu kỳ. Mà nghĩ đến đây, vậy Mông Nhất vậy rốt cuộc có chút nhớ nhung rõ ràng, tại sao bọn họ động chủ Lưu Kim Thiềm Thứ Vương dẫn lấy là trọng bảo màu đen phán đoán đầu mũi tên, sẽ khó hiểu xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Có lẽ, bọn họ động chủ bây giờ thật ra thì đều đã không có ở đây. Chẳng qua là, thằng nhóc này thật là ban đầu bị bọn họ đuổi giết người kia. Lúc này mới bao lâu, hắn lại có thể thì trở nên được như vậy lực lượng đáng sợ. Loại chuyện này thực nếu là thật, vậy người trẻ tuổi này thiên phú cùng tiềm lực, liền không khỏi có chút quá dọa người. Hắn tuổi như vậy, nhìn như nhiều lắm là cũng chỉ 20-30 tuổi, chính là lại có thể đạt tới có thể chém chết Lưu Kim Thiềm Thứ Vương sức chiến đấu. Hơn nữa bây giờ còn nghĩ vậy Hồng Sư Động tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, cũng cho một chiêu bị thương nặng, trực tiếp để cho nó hôn mê, cái này bực nào kinh người. Khó có thể tưởng tượng loại người này nếu như lại cho hắn một đoạn thời gian. Lại đem sẽ thành được loại nào cường hãn cùng khủng bố. Nghĩ đến đây vậy Mông Nhất lại đột nhiên có chút chân mềm nhún, bởi vì là, hắn trước nhưng mà vậy tham dự đối với Trần Phi vây quét và đuổi giết. Nếu là vị gia này mà bây giờ nhưng thật ra là muốn đến thu sau tính sổ, vậy. Hắn ánh mắt bắt đầu hơn nữa sợ hãi đứng lên, đầu đầy mồ hôi, cả người không ngừng run rẩy. Mà đối với trong đại điện nhiều người như vậy biến hóa trong lòng, Trần Phi ngược lại là không nghĩ tới cái gì. Mà là chẳng qua là một mặt bình thản nhìn vậy Hồng Sư Động La Quyền các người. Đại nhân, ngài đến tột cùng là, chúng ta chẳng qua là đại biểu Hồng Sư Động tới đây đưa thư, không có ý gì khác. Ở đó Trần Phi bình thản ánh mắt nhìn chăm chú dưới, vậy Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp La Quyền nhưng thật giống như ngay tức thì gặp sét đánh vậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn Trần Phi có chút run rẩy nói. Hắn bây giờ lực lượng không bằng người. Hơn nữa đối phương tên này lại có chút thực đang xuất thủ quá độc ác một ít, cho nên, làm hắn không thể không sợ à. Lúc trước ngươi cũng không phải là như vậy,
Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu có chút tự tiếu phi tiếu nói. Lúc trước, cái này La Quyền từ lấy là đến từ Hồng Sư Động, tự thân vẫn là luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong, cho nên khí thế kia nhưng mà cao cao tại thượng, di chỉ khí vung, tùy ý đùa bỡn oai phong, nhưng bây giờ thì sao? Hắn ngược lại muốn xem bây giờ, đối phương còn có thể hay không muốn hắn quỳ xuống, dập đầu 36 cái vang đầu, còn cái gì từ hắn dưới háng chui qua? Không dạ, đại nhân, ta. Nghe vậy, nghe được chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cười mỉa giễu cợt, vậy La Quyền cũng chỉ có thể là trong lòng nồng nặc kêu khổ đứng lên. Hắn làm sao biết, ở nơi này rõ ràng là Lưu Kim Thiềm Thứ Vương cầm quyền Kim Thiềm Động trong, vậy mà sẽ đột nhiên không giải thích được nhô ra một như thế sức chiến đấu kinh khủng tộc người tu sĩ. Nếu như hắn sớm biết, ít nhất trước vậy coi trời bằng vung nói, hắn là làm sao vậy không dám nói ra miệng à. Đại nhân, lúc trước là ta có mắt không tròng, không biết đại nhân ngài lợi hại, cũng là nên dạy bảo. Vậy La Quyền như vậy cười khan vừa nói, sau đó lại trực tiếp đưa tay ở trên mặt mình, bót một tiếng, tới như vậy một chút. Mà đây chàng pháo tay dĩ nhiên là làm tất cả mọi người tại chỗ cũng trong nháy mắt sắc mặt ngây ngẩn, kinh dị không dứt. Bởi vì là bỏ mặc nói thế nào, vậy La Quyền giàu gì cũng là Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp, đường đường luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể như vậy kéo được phía dưới tử, mình cho mình một cái tát. Đủ để có thể gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đến tột cùng là đem hù được có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngươi điều này cũng đúng thật lấy được, buông được. Thấy tình cảnh này, coi như là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nguyên bản còn trong lòng ôm một chút tiếp tục truy cứu đối phương cuồng ngôn tâm tư, nhưng bây giờ, vậy vẫn là chỉ có thể một bên lắc đầu, một bên tính. Nếu không, liền không khỏi lộ vẻ được hắn người này quá không lớn độ. Không cần phải. Nơi nào, đã làm sai chuyện, chịu phạt chính là phải. Đại nhân, hôm nay chuyện này, không biết ta trở về sau đó, nên làm sao bẩm báo. Vậy La Quyền nghe vậy thấy vậy trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói tự mình tát mình bạt tai loại chuyện này mà rất mất thể diện, nhưng tổng so quỳ xuống dập đầu, chui dưới háng muốn tốt hơn rất nhiều chứ. Hắn trước thả ra nói như vậy, chẳng lẽ đối phương không biết thật cùng hắn tích cực à? Dẫu sao liền hổ giang đối phương cũng dám tùy tiện tiện bị thương nặng thành trọng thương, lúc này nếu là lại mù quáng mang ra bọn họ Hồng Sư Động, có thể bao lớn ý nghĩa? Nói không chừng còn biết hoàn toàn ngược lại. Có thể sống đến hắn từng tuổi này tu chân giới tầng dưới chót, có mấy cái là đầu óc không linh quang, ngu. Như vậy bọn họ sống đến ngày hôm nay sao? Cái này còn không đơn giản. Nguyên bản vốn lấy về nói là được, bất quá. Nói đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi dừng lại một chút, rồi sau đó cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt ra ngoài tinh mang, chậm rãi nói, bất quá. Ngươi trở về sau đó ngược lại là có thể nhân tiện nói một chút, cái này Kim Thiềm Động từ hôm nay trở đi, ngược lại là sẽ đổi tên. Đổi một tên chữ. Nghe vậy, trong đại điện cơ hồ là ngay tức thì liền nhấc lên một mảnh xôn xao. Trên mặt tất cả mọi người đều có loại run rẩy cùng vẻ kinh hãi. Bởi vì là, cái này một động chi phủ nếu như đổi tên chữ, không phải là ý nghĩa Giang Sơn đổi chủ sao? Trước, cái này Kim Thiềm Động tên. Chính là đại biểu Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, mà bây giờ, Trần Phi nếu như muốn đem vậy đại biểu Lưu Kim Thiềm Thứ Vương tên chữ đổi, khẳng định nhất định phải tiêu diệt Lưu Kim Thiềm Thứ Vương mới được à. Mất hết Lưu Kim Thiềm Thứ Vương, quang là như vậy ý niệm cả đời ra, vậy La Quyền liền không nhịn được cùng vậy đồng hành mà đến đồng bạn Hổ Sơn nhìn nhau một cái, tất cả nhìn thấu đối phương ánh mắt kia ẩn chứa ý nghĩa. Cái này Kim Thiềm Động, chỉ sợ là thời tiết muốn thay đổi. Dạ, đại nhân. Ta sẽ trở về đúng sự thật bẩm báo. Sau đó liền gặp vậy La Quyền không chút do dự nói thật nhanh, muốn từ chỗ thị phi này nhanh chóng rời đi. Chủ yếu là, vậy mà nói, nếu là muốn thời tiết thay đổi mà nói, không thường thường đều là sẽ đi đôi với giết hại cùng chảy máu sao? Bọn họ cũng không phải là cái này Kim Thiềm Động người, nếu là ở nơi đây chảy máu, nhiều không có lợi lắm. Các người đi thôi, Trần Phi tự nhiên vậy lười phải cùng bọn họ nói nhiều. Hắn bây giờ cần làm, là mau sớm đem cái này Kim Thiềm Động bắt lại, còn như cái gì đó Hồng Sư Động, coi như là bọn họ biết nơi này biến cố, thì có thể làm gì. Hắn nguyên bản liền dự định để cho đối phương biết một chút à.
dù sao cũng là hàng xóm mà, trả lễ lại, nên trước cho đối phương toàn bộ khí. Dạ, đại nhân, chúng ta lập tức liền rời đi. Nghe vậy, Vậy La Quyền lập tức không chút do dự nói. Vậy tổn thương được không nặng Hổ Sơn vậy lập tức đem mình đã hôn mê ca ca đeo lên, ba người không chút do dự từ vậy trong đại điện nhanh chóng rời đi. Mà ở nơi này dạng sau đó, trong đại điện còn sót lại Kim Thiềm Động những cao thủ liền lập tức lòng hoảng lên, tâm tình rất là phức tạp cùng một ngạt. Dẫu sao, bọn họ cũng không phải là người điếc, cho nên lại sao có thể không nghe được Trần Phi trước nói. Bọn họ cái này Kim Thiềm Động, thật chẳng lẽ muốn đổi tên đổi họ. Phịch, ầm ầm long, mà ở quát lui Hồng Sư Động sứ giả các người sau đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ánh mắt bình thản quét mắt tại chỗ một vòng, rồi sau đó đột nhiên giương tay một cái, một đạo hơi thở đáng sợ tam dương chân hỏa kiếm khí lại trực tiếp đem vậy trong đại điện đại biểu nhất cao vị động chủ chi ghế, đánh thành mảnh vỡ. Cái này thanh âm điếc tai nhức óc rất là chói tai, vậy làm trong đại điện lòng của mọi người bẩn giống như là hung hăng bị nắm được vậy. Hô hấp không chót lọt, vậy bầu không khí, cũng là ở nơi này ngay tức thì đột nhiên đọng lại đứng lên. Vật này các người hẳn nhận được chứ? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại lần nữa vung tay lên, một cái đã lạnh như băng thi thể trực tiếp là xuất hiện ở trước mắt mọi người, dầm một tiếng rơi vào trong đại điện trên mặt đất, tung lên chút bụi mù. Tê, vậy, đó là động chủ đại nhân. Động chủ đại nhân đã chết sao? Chết ở trong tay hắn. Tất cả mọi người tại chỗ cũng ngay tức thì sắc mặt biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Từ Trần Phi trong túi đựng đồ lấy ra, dĩ nhiên là vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương thi thể. Nếu là muốn thu phục cái này Kim Thiềm Động mà nói, chỉ sợ cũng không có cái gì khác, nhanh hơn đây có lực uy hiếp, có hiệu quả thực tế. Mà thực tế, vậy đích thực là như vậy. Chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đem vậy Lưu Kim Thiềm Thứ Vương thi thể lấy ra sau đó, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ Kim Thiềm Động cao thủ đều có một loại tứ chi như nhũn ra, cả người cảm giác lạnh như băng, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kinh hãi, còn có nồng đậm sợ hãi. Không có biện pháp, phải biết trước kia Lưu Kim Thiềm Thứ Vương chính là bọn họ Kim Thiềm Động cường đại nhất người, chấp trưởng bọn họ bên trong động uy tín, cùng với ngự nửa mình dưới giết quyền hành. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ đây chính là bọn họ Kim Thiềm Động đã từng là động chủ đại nhân Lưu Kim Thiềm Thứ Vương à. Cho dù là một ít luyện khí tầng 9 cường giả cũng biết dành cho hắn nhất định mặt mũi, mà bây giờ, lại bị một người tu sĩ giết chết, còn nghĩ hắn thi thể cũng mang theo tới. Đây đối với một mực bao phủ ở Lưu Kim Thiềm Thứ Vương uy tín dưới đông đảo Kim Thiềm Động cao thủ mà nói, trong lòng có bao nhiêu chấn động cùng hoảng sợ, thật là không cần lời nói, là có thể phân biệt rõ ràng, rất rõ ràng. Tóm lại một chút, đó chính là hiện ở trước mắt đứng trước mặt bọn họ loài người này tu sĩ, hắn sức chiến đấu trình độ cường đại vượt xa qua bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa còn muốn so với đã từng là Lưu Kim Thiềm Thứ Vương cường đại nhiều, nếu không, người sau lại làm sao có thể sẽ chết mất. Lưu Kim Thiềm Thứ Vương đã từng muốn giết, cho nên ta đem tiêu diệt, coi như là báo thù, mà các người muốn thì nguyện ý thần phục với ta mà nói, liền lưu lại. Ta Trần Phi ở chỗ này bảo đảm các người tuyệt sẽ không hối hận lần này quyết định, nhưng nếu như, trong các người nếu là có người không muốn, vậy không quan hệ, bây giờ ta cho các người một nén nhang thời gian cân nhắc cùng rời đi. Trần Phi ánh mắt lãnh đạm nhìn chung quanh trong đại điện, lại mở miệng nói, ta người này nói chuyện giữ lời, cho nên các người nếu là thật muốn đi, bây giờ cũng không cần cố kỵ cái gì, ta cũng không sẽ cầm các người như thế nào, hoặc là trả thù. Nhưng nếu như... sau một nén nhang các người còn ở lại trong đại điện này, như vậy thì đừng trách ta xấu xí nói trước, ba lòng hai ý giả, giết không tha. Rào rào. Vậy tự âm mang theo sát ý lạnh như băng cùng với uy thế, trực tiếp là ở đại điện này bên trong giống như gió bão vậy cuộn sạch mở. Cơ hồ mỗi một cái cảm nhận được người, lúc này cũng cả người nhìn không được run, ánh mắt run rẩy. Bọn họ rất rõ ràng, bực này sát ý, có thể không phải là đùa. Phốc suy. Sau đó vậy tám đại thiết vệ ở giữa thiết một trực tiếp là không biết từ đâu tìm tới một nén nhang, đem đốt, thúc giục khói lượn lờ, làm tại đại điện bên trong tất cả yêu thú cũng không có như vậy hốt hoảng cùng hốt hoảng qua. Bởi vì là mặc dù Trần Phi nói nếu là bọn họ không muốn thần phục, đại khả tự nguyện rời đi, nhưng vấn đề là lời như vậy thật có thể tin tưởng sao? Tại chỗ rất nhiều Kim Thiềm Động những cao thủ trong lòng đều ở đây hết sức suy tính cái vấn đề này chân thực tính. Bởi vì là,
trong bọn họ có một số ít trước đều là tham dự qua vây giết Trần Phi, mà bây giờ, Trần Phi vương giả trở về, trực tiếp là đem vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương làm thịt, bọn họ sao dám đợi tiếp nữa. Vạn nhất bị thu sau tính sổ lại nên làm cái gì? Dẫu sao loại chuyện này mà, lại có ai nói rõ? Nghĩ đến đây, thì có một vị yêu thú cấp 2 sơ kỳ cảnh giới con cóc yêu tàn nhẫn cắn răng một cái, chật vật mang ra bước đầu tiên, hướng vậy đại điện chi đi ra ngoài. Ở hắn xem ra không đi cũng chết, đi cũng chết, ngược lại không như đánh cuộc một lần. Sau đó liền gặp tại chỗ tất cả kim thiềm động cao thủ ánh mắt cũng đồng loạt hội tụ ở trên người hắn, cùng lúc đó, còn đang len lén quan sát Trần Phi phản ứng. Nhưng mà sự thật nhưng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu căn bản cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì. Mặc cho vậy muốn rời khỏi người rời đi, lão thần tử đang nhắm mắt ánh mắt. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy nguyên bản trong lòng tồn muốn rời đi tâm tư kim thiềm động những cao thủ lập tức kích động. Sau đó liền gặp bọn họ không chút do dự từng cái đi bộ, hướng vậy đại điện ra rời đi. Như vậy, chỉ là chốc lát ở giữa, đại điện này bên trong đã có ít nhất vượt qua 1/5 nguyên lai kim thiềm động cao thủ lựa chọn rời đi. Dĩ nhiên, lựa chọn lưu lại người cũng là nhiều hơn. Dẫu sao trong bọn họ rất nhiều người sở dĩ sẽ lựa chọn gia nhập kim thiềm động, đơn giản chính là muốn tìm một núi dựa, tìm kiếm một phe thế lực che chở, mà bây giờ đâu? Mặc dù Lưu Kim Thiềm Thử Vương chết, có thể Trần Phi triển hiện ra bá đạo cùng thực lực nhưng mạnh hơn. Đồng dạng là thần phục, bọn họ không có lý do không chọn Trần Phi. Ít nhất Lưu Kim Thiềm Thử Vương nhưng mà đều chết ở trên tay hắn, bực này sức chiến đấu, dĩ nhiên đủ để làm bọn họ tin phục. Bất quá Trần Phi loại này bá đạo có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Những cái kia Kim Thiềm Động cao thủ trong cũng có sẽ cảm thấy Trần Phi có phải hay không sẽ quá mức bá đạo. Như vậy, bọn họ cuộc sống sau này có phải hay không thì sẽ đổi được rất khó chịu. Nghĩ đến đây, lại có một ít lục tục người chọn rời đi. Cuối cùng, làm một nén nhang thời gian trôi qua sau đó, trong đại điện cũng chỉ có 3/5 người lựa chọn lưu lại. Như vậy từ con số phía trên tới xem, đầu tiên là tổn thất Lưu Kim Thiềm Thử Vương, phó động chủ Tàng Vinh vậy chờ cao cấp cao thủ, bây giờ lại là nhiều như vậy nồng cốt. Tình anh lựa chọn rời đi, đương kim là tổn thương nguyên khí nặng nề mới đúng. Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng rất hiển nhiên cũng không để bụng những thứ này. Bởi vì là loại chuyện nhỏ này mà đối với hắn mà nói, phân phút là có thể giải quyết. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, vậy Kim Thiềm Động vốn là phó động chủ mông nhất, lại có thể vậy lựa chọn lưu lại. Sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi quỳ một chân, ồm ồm cáo lỗi nói, trước không biết động chủ đại nhân ngài thân phận. Thuộc hạ mông nhất có nhiều đắc tội, xin động chủ đại nhân thứ tội. Lưu Kim Thiềm Thử Vương cái này nguyên hung đã đền tội, quên mất chuyện ta liền không nhắc chuyện cũ, bất quá, liên quan tới ta trước độ kiếp linh khí tẩy rửa sự việc, tận lực không muốn truyền bá ra ngoài, biết không? Trần Phi phất phất tay, chậm rãi nói. Động chủ đại nhân, nghe vậy vậy mông nhất cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó không chút do dự nói. Cùng lúc đó, thật ra thì trong lòng của hắn vậy còn có một ít vui mừng. Bởi vì là hắn sở dĩ sẽ mạo hiểm lựa chọn lưu lại, ít nhất có 70% duyên cớ đều là bởi vì là hắn từng chính mắt gặp qua Trần Phi vượt linh khí tẩy rửa lôi kiếp, hơn nữa còn là trong truyền thuyết hắn căn bản cũng không có nghe nói, vậy không nghe nói qua tầng 4 linh khí tẩy rửa lôi kiếp, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa người như vậy, một khi không có ở tu luyện dọc đường nửa đường phát sinh ngoài ý muốn gì, tương lai nhưng mà tất nhiên có đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh, cái loại đó cường hãn cảnh giới tiềm chất. Mà có như vậy ý nghĩa trên người, hắn nếu là có thể thần phục nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là hắn thật nói lên một cái bắp đùi. Nếu như hắn mong nhất có thể ở tương lai có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, thành tựu núi dựa mà nói, cái này ưng giản hạp, thậm chí chung quanh mấy cái khu vực, còn không phải là mặc cho hắn tùy tiện đi ngang. Đây là một cuộc đánh bạc. Mà bây giờ mới bắt đầu nhất thứ nhất trận thật giống như đã thành công đánh cuộc đúng. Chủ nhân, cái này Kim Thiềm Động, chúng ta muốn không muốn đổi một cái tên mới. Mà nhưng vào lúc này, vậy thiết một cung kính mở miệng nói. Cái này Kim Thiềm Động đã giang sơn đổi chủ, lại dùng dĩ vãng tên chữ, đích xác có chút không quá thích hợp. Là có thể đổi một cái. Trần Phi sờ cằm một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, liền kêu Minh Thần Phủ đi. Minh Thần Phủ, nghe vậy, mọi người tại đây đều có chút hơi chần chờ. Bởi vì là, phủ loại này sau khâu,
ở bọn họ Ưng Giản Hạp có thể không phải có thể tùy tiện đủ loạn dùng. Không sai, Minh Thần Phủ, Trần Phi lại nói nữa tiếng nói khẳng định nói một lần. Đây cũng không phải là hắn theo liền nghĩ tới, hoặc là ăn nói lung tung, là bởi vì là từng đối với hắn truyền đạo bị nghiệp vị kia tu chân giới cao nhân ân sư, hắn tôn hào chính là có Minh Thần hai chữ. Hôm nay hắn chính là ở nơi này tu chân giới chính giữa bước ra bước đầu tiên, khai sáng căn cơ, dĩ nhiên là muốn lấy nguyên thủy nhất mộng cùng khởi điểm, tới thành là hắn trong tương lai tiến về trước, tranh bá đường thúc dục cùng tượng trưng. Không quên gốc lòng. Nhưng sau đó, vậy mông nhất nhưng cắn răng rẻ đặt nói, động chủ đại nhân, vậy Minh Thần hai chữ, cũng không có vấn đề gì, có thể ở chúng ta Ưng Giản Hạp bên trong khu vực đi không có nhà nào thế lực dám danh hiệu, lấy phủ thành tựu sau khâu, chỉ có thành U Lang bên kia cao cấp thế lực cường đại, mới có như vậy lá gan cùng tư cách. Còn có chuyện như vậy. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, không nghĩ tới cái này thành U Lang địa vực dưới quyền lại còn có như vậy kiêng kỵ. Nhưng hắn đối với có phải hay không lấy phủ tới thành tựu sau khâu hồi kết, cũng không có quá lớn chấp niệm, cho nên nghe lời này một cái, vậy không kiên trì nữa cái gì, sau đó nhàn nhạt nói, vậy đã như vậy mà nói, trước hết lấy Minh Thần Động kêu đi. Tuy nói không quá quan tâm, có thể nếu có thể lấy càng cường đại hơn chứ tới thành tựu hồi kết sau khâu, hắn lại làm sao có thể sẽ không muốn chứ. Cho nên, trước hết tạm thời kêu như vậy trước đi. Mà vậy trong đại điện đông đảo Kim Thiềm Động, không đúng, đông đảo Minh Thần Động những cao thủ hiển nhiên là nghe được Trần Phi lời này ý trong lời nói, bất quá, bọn họ nhưng đồng loạt lựa chọn coi thường. Bởi vì nếu là bọn họ thế lực thật có thể cường thịnh đến đổi tên là lấy phủ chữ là sau khâu, đây chẳng phải là bọn họ là có thể cùng thành U Lang những cái kia cao cấp thế lực cường đại sánh vai, điều này có thể sao? Dù sao lấy bọn họ bây giờ tầng thứ cùng thân phận, là hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên, chỉ có thể coi như là lựa chọn coi thường. Ta Minh Thần Động mới lập, vì để tránh cho các người nói ta hẹp hòi, cũng coi là bác tốt tiền thưởng đi, mông nhất, vật này cho dù là ở trung phẩm trong pháp khí cũng coi là tương đối tốt, người lấy xài trước đi trước đi. Vèo một tiếng, một luồng ánh sáng đen phá vỡ giữa không trung. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy không nói gì, mà là từ túi đựng đồ kia trung tướng một tản ra mạnh mẽ hơi thở búa sắt lấy ra, hướng về phía vậy quỳ một chân trên đất mông nhất chính là ném qua. Vật này chính là vậy Tàng Vinh trước xài giá thật lớn, mới ở đảo Thương Lam lên làm được trung phẩm pháp khí, lực công kích rất mạnh, giá trị tự nhiên cũng là chân quý. Đây là, vậy quỳ một chân trên đất mông nhất vừa thấy được trước mặt búa sắt, cảm nhận được phía trên kia tràn ngập cường hãn hơi thở, lập tức ánh mắt kích động, hướng Trần Phi lớn tiếng viết cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho. Và vậy Tàng Vinh như nhau, hắn trong tay cũng là không có tiện tay trung phẩm pháp khí. Mà bây giờ, cái này trung phẩm pháp khí đến một cái tay, hắn lập tức là có thể cảm nhận được, bảo này hết sức thích hợp hắn. Nếu là có thể bị hắn nắm trong tay mà nói, nhất định thực lực đại tăng. Đứng lên đi, Trần Phi sau đó nói. Sau đó lại gặp ánh mắt hắn quét nhìn toàn trường, gặp được là mông nhất đạt được trung phẩm pháp khí dày ban cho sau kích động, tha thiết ánh mắt, khẽ lắc đầu cười một tiếng, chợt chậm rãi nói, còn như các người. Đi đem bên trong động phủ này tất cả có thể dùng để luyện đan vật liệu cũng lấy tới đi. Luyện đan vật liệu. Vừa nghe đến Trần Phi lời này, vậy trong đại điện hiện tại tất cả Minh Thần Động cao thủ cũng không nhịn được ngẩn ra, rồi sau đó lau một cái khó tin vẻ kinh hãi, liền đồng loạt xông lên bọn họ gò má. Ánh mắt kia hoặc là chấn động có nhiều chấn động đông, phải nhiều kích động có nhiều kích động. Chẳng lẽ, bọn họ cái này mới động chủ? Còn là một vị vô cùng tôn quý luyện đan sư sao? Mọi người đều biết, cái này luyện đan sư tuyệt đối là cái này tu chân giới một số hàng đầu thân phận tôn quý nghề, coi như là những cái kia thanh danh hiển hách hoặc là lai lịch dọa người các thế lực lớn nhân vật lớn, vậy mà nói, cũng sẽ không đường đột lựa chọn cùng một vị luyện đan sư đối nghịch. Bởi vì đây là một loại rất không sáng suốt cách làm. Hơn nữa không chỉ có như vậy, rất nhiều chỉ cần là nội tình hơi lớn mạnh một chút tông môn hoặc thế lực gia tộc, cũng biết nghĩ đủ phương cách, bất kể bất cứ giá nào đều phải đào tạo được chuyên thuộc về chính bọn hắn luyện đan sư. Đây không chỉ là bởi vì là luyện đan sư cái này ba chữ, bản thân liền tượng trưng tài sản, tượng trưng cho là một tòa di chuyển bảo khố cùng mạng giao thiệp quan hệ. Trọng yếu hơn chính là, một phe thế lực có thể hay không có chuyên thuộc về chính bọn hắn luyện đan sư, thậm chí nên luyện đan sư đan đạo cảnh giới tầng thứ tu vi là nhiều ít. Những thứ này đều là trực tiếp quan hệ nên thế lực tầng thứ cùng mặt mũi.
thử nghĩ một phe thế lực nếu là có thể có luyện đan sư cao cấp chấn giữ, thanh danh truyền lưu bên ngoài, ai sẽ không cho mấy phần mặt mũi. Mà đây, mới là luyện đan sư chân chính ẩn chứa giá trị. Nhưng dù vậy, người người đều muốn thành là luyện đan sư, tất cả thế lực vậy đều muốn đào tạo được chuyên thuộc về chính bọn hắn luyện đan sư, nhưng ở bên trong tu chân giới này, tương đối mà nói, luyện đan sư số lượng vẫn là quá ít, ít đến liền tổng thể số lượng 1/100 triệu, sợ rằng cũng không có. Bởi vì là nghề nghiệp này thật sự là quá cần thiên phú. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, coi như là một vị cấp bậc hơi thấp luyện đan sư, vậy vẫn là cần như núi luyện đan vật liệu mới có thể chất đống đi ra. Nếu như những cái kia xuất thân bần hàn tán tu, hoặc là tông môn nhỏ đệ tử, ai có thể làm được như vậy một chút. Cho nên, cho dù là đối với Mông Nhất cùng với đại điện này bên trong hiện nay là minh thần động cao thủ mọi người mà nói, luyện đan sư, chỉ là cái này ba chữ ẩn chứa phân lượng, liền đã hoàn toàn đủ để đáng bọn họ cực độ coi trọng, cùng cảm thấy kính nể đâu. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa lên tiếng, chính là vậy chỉ có luyện đan sư mới có thể dùng lấy được luyện đan vật liệu, vậy, đây chẳng phải là ý nghĩa. Động chủ đại nhân, khó khăn, chẳng lẽ ngài còn là một vị tôn quý luyện đan sư? Sau đó liền gặp trong đại điện một người lắp ba lắp bắp nói, lời nói mang nồng nặc run rẩy. Ánh mắt kia, quả thật lộ vẻ được vô cùng là tha thiết cùng kích động. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy bọn họ tương lai cuộc sống sau này há chẳng phải là thì phải an nhàn trời cao. Cho nên, không chỉ là hắn, nhưng làm hắn những lời này hỏi sau khi đi ra, tất cả mọi người tại chỗ lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy run rẩy, còn có kích động. Đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, trước đem đồ vật lấy tới đi. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng bán cái thắt hút, nhàn nhạt nói. Ta cái này thì lập tức đi lấy. Nghe vậy trong đại điện mọi người lúc này mới cả người giật mình một cái, tỉnh táo lại. Vậy Mông Nhất lập tức không chút do dự nói. Đối với bất kỳ một phe thế lực mà nói, vậy tài nguyên gửi đất, đều là trọng yếu nhất. Mà ở nơi này Kim Thiềm Động, không đúng, ở nơi này Minh Thần Động trong, đã từng cũng chỉ có Lưu Kim Thiềm Thứ Vương còn có hắn, cùng Tàng Vinh, cùng với không đổi tên trước khi thiết vừa có tư cách tiếp xúc và mở vậy tài nguyên kho hàng. Mà bây giờ, thiết một không lên tiếng, dĩ nhiên cũng chỉ có hắn qua đi lấy. Như vậy chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn mang người dương lớn nhỏ dương đem vậy tài nguyên gửi đất tất cả luyện đan vật liệu cũng trở tới. Tất cả lớn nhỏ có chừng hơn 10 dương, tất cả tản ra đủ loại hào quang, cùng với hoặc là thấm vào lòng người, hoặc giả là đắng chát, ngọt ngào các loại mùi vị, lộ vẻ được cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú và chói mắt. Động chủ đại nhân, bên trong động gần 10 năm tới luyện đan vật liệu hàng tích trữ cơ vốn đều ở nơi này. Mời ngài xem qua, ở đem vậy luyện đan vật liệu dọn tới sau đó, Mông Nhất rất cung kính nói. Gần 10 năm qua, vậy 10 năm trước thì sao? Nghe vậy Trần Phi hơi gật đầu, bất quá, một lát sau lại gặp hắn mở miệng hỏi. Ở hắn xem ra, cái này Kim Thiềm Động trước kia sợ rằng không chỉ là ước chừng tồn tại 10 năm chứ. Hồi bẩm động chủ đại nhân. Trước kia những cái kia, có đại khái 1/3 là thành tựu cống phẩm lên cung cấp Tử Viêm Cung, còn như còn dư lại, đều bị Lưu Kim Thiềm Thứ Vương ra tay bán hết. Ngài cũng biết, chúng ta bên trong động vốn là không có luyện đan sư chấn giữ, cho nên những cái kia luyện đan vật liệu cho dù là lưu lại, cũng không dùng. Vậy lừa gạt vừa giải thích nói. Như vậy à? Trần Phi sáng tỏ vậy gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì nữa. Sau đó liền gặp đem ánh mắt kia rơi vào vậy lớn nhỏ hơn 10 dương luyện đan trong tài liệu mặt, tử nhỏ cẩn thận quan sát. Cái này Kim Thiềm Động ngồi trên gần 200-300 dặm địa bàn cùng đất đai, mặc dù không coi là lớn, khá vậy tuyệt đối không coi là nhỏ. Như vậy tới những thứ này luyện đan tài liệu tích lũy đúng là số lượng có chút làm người ta kinh ngạc, nhưng là, những cái kia luyện đan trong tài liệu nhưng phần lớn đều là cấp rất thấp đồ, dùng để luyện cấp 1 cấp 2 đan dược tạm được. Cao hơn nữa, cũng không có cái đó phẩm chất cùng hiệu quả thuốc. Nhưng một lát sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẫn còn là cặp mắt hơi sáng, vung tay lên, vậy tất cả lớn nhỏ luyện đan dương tài liệu tử trong, liền lập tức có 20-30 đạo đủ loại lưu quang bay bắn ra, trôi lơ lửng ở đó không trung. Rồi sau đó chính là có từng cổ một đủ loại mùi thơm hoặc là vị chát, ở đại điện này bên trong tản ra. Chỉ những thứ này cũng không tệ lắm. Hẳn miễn cưỡng có thể luyện chế được một ít thứ đi.
nhìn vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung đủ loại luyện đan vật liệu, Trần Phi lại là vung tay lên, đem vậy trên mặt đất tất cả lớn cặp táp trong lại nhảy ra ngoài mấy chục loại các loại phổ thông luyện đan vật liệu, làm phụ trợ chế thuốc, quanh quẩn tới ở giữa không trung. Phốc suy. Rồi sau đó trong đại điện tất cả mọi người còn không có từ Trần Phi cái này cổ quái cử động trong bừng tỉnh, một cổ hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa, thì đã xông lên đại điện trường cấp 3, đem vậy trôi lơ lửng tại đại điện giữa không trung tất cả luyện đan vật liệu cũng toàn bộ cuộn sạch bao phủ đi vào. Sau đó chính là phân giản, xử lý vật liệu, ngừng luyện tinh hoa. Hết thảy các thứ này thật là tốc độ bay sắp đến làm người ta khó tin. Chẳng qua là trong nháy mắt. Đại điện này bên trong tất cả mọi người đều ngay tức thì trợn mắt hốc mồm, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Cái này, động này chủ đại nhân hắn bây giờ không phải là đang luyện đan chứ? Làm sao có thể, mặc dù ta không hiểu luyện đan, nhưng vấn đề là, luyện đan không đều phải cần lò luyện đan, còn muốn chuẩn bị nói trước sao? Vậy bây giờ đây coi là cái gì? Cõi đời này thật chẳng lẽ còn có như vậy kinh người kỹ thuật luyện đan? Chúng ta cái này mới động chủ hắn kết quả là người nào? Cái này, đây quả thực. Trong đại điện, cơ hồ tất cả mọi người đều ngay tức thì lập tức tạc oa. Trên mặt đồng loạt hiện ra kinh hãi, trợn mắt hốc mồm, cùng với khó tin chấn động vẻ. Bởi vì là, coi như là bọn họ có thể tiếp nhận Trần Phi là một người thân phận tôn quý luyện đan sư, có thể, nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Không cần lò luyện đan cùng tâm trái đất lửa. Thậm chí cũng không cần trước thời hạn làm bất kỳ chuẩn bị gì, Trần Phi liền trực tiếp đem nhiều như vậy các loại không giống nhau luyện đan vật liệu giống như là một nồi nấu tựa như được, toàn bộ bắt đầu luyện. Điểm chính là hết thảy các thứ này được là vẫn là như vậy nước chảy mây trôi, chót lọt tự nhiên, liền bọn họ những thứ này người ngoài nghề cũng không nhìn ra dù là một chút xíu tật xấu. Cái này, đây tột cùng là ở, khi dễ, bọn họ không hiểu luyện đan. Vẫn là bọn họ cái này mới nhậm chức động chủ có luyện đan thực lực, đã đạt đến bọn họ khó hiểu cao độ, quá mức lợi hại. Mà đang ở bọn họ như vậy trong lòng cuồng chấn, trên mặt bị rung động đến trợn mắt hốc mồm lúc đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đã tốc độ có thể nói kinh khủng đem vậy tất cả luyện đan vật liệu xử lý xong hết, đưa vào tam dương chân hỏa trong, trực tiếp là bắt đầu cái cuối cùng trình tự, dung đan đứng lên. Thực vậy, nếu như muốn nghiêm túc, thật tốt miễn cưỡng luyện đan. Cái này lò luyện đan cùng với chuẩn bị nói trước cũng hẳn là không thể thiếu được. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất là hắn nơi luyện đan đan dược, cấp bậc cũng chân thực quá thấp, cao nhất cũng chính là một loại cấp 3 hạ phẩm đan dược mà thôi, chân thực không cần để cho hắn như vậy trịnh trọng mà đợi, toàn lực ứng phó. Sở dĩ như vậy cũng chính là nửa tới giờ sau đó, từng hạt tròn quanh quẩn ngân văn đan dược, một bên tản ra đan thơm, một bên liền ở đó trong đại điện mọi người dần dần bởi vì là kích động. Run rẩy mà phóng đại trong con ngươi, từ từ từng hạt tròn xuất hiện. Ngân văn, vậy lại có thể đều là trong truyền thuyết ngân văn đan dược, ta hắn mà không phải đang nằm mơ chứ. Cái này quả thực đơn giản là thật không tưởng tượng nổi chứ. Lại có thể luyện ra ngân văn đan dược. Điểm chính là vậy tất cả, mỗi một viên đan dược đều là ngân văn đan dược. Không có một viên không phải. Ta, trời ạ. Động chủ đại nhân hắn đến tột cùng là vị lợi hại dường nào luyện đan sư. Đây quả thực. Tất cả mọi người tại chỗ hoàn toàn là bị trước mắt một màn này cho rung động đến trợn mắt hốc mồm, trên mặt thần sắc ngây ngốc, miệng mở lớn, ánh mắt thẫn thờ, liền vậy cầm đều giống như sắp bị kinh rơi trên mặt đất. Đây chính là ngân văn đan dược à. Đối với bọn họ mà nói, tầm thường đừng nói là vậy có thể nói là truyền thuyết ngân văn đan dược, coi như là hai văn, ba văn. Đối với bọn họ mà nói, đều là vô cùng hiếm thấy, siêu cấp đắt giá. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ cái này mới nhậm chức động chủ nhưng lại có thể ngay trước bọn họ tất cả mặt mà, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện giống như là trò đùa vậy một quyền một luyện, liền lại luyện ra mấy chục viên ngân văn đan dược. Vậy giữa không trung mỗi một viên mới ra lò cấp 2 thượng phẩm hoặc cấp 3 hạ phẩm đan dược, đều là 4 văn ngân văn cấp bậc, không một ngoại lệ. Như vậy thực tế, thật là làm bọn họ so nằm mơ cũng còn không chân thật. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Ta trước nói, nếu như các người nguyện ý lưu lại, ta thì sẽ không để cho các người là mình làm ra liền lựa chọn như vậy, mà cảm thấy thất vọng. Sau đó, cũng chỉ nghe gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bình thản thanh âm, chậm rãi ở đó trong đại điện mọi người bên tai nếu như là thánh chỉ vậy, uy nghiêm, tràn đầy khí thế vang lên.
Đây là cuốn mây đan, cấp 2 thượng phẩm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, các người lấy về ăn vào, cơ vốn cũng có thể xông phá trước mặt cảnh giới cổ trai. Tiến hơn một bước, Trần Phi đưa tay chỉ vậy giữa không trung nào đó bề ngoài hiện đầy vân văn đan dược, nhàn nhạt nói. Vèo, vèo, vèo. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp vậy trong đại điện trong nháy mắt mây quang bạo tránh, mấy chục đạo cản ánh sáng màu trắng hướng mọi người bắn tới, sau đó ở bọn họ trước mặt hóa thành từng hạt tròn mượt mà đan dược. Xông lên, xông phá cổ trai. Trong đại điện đông đảo người nghe được Trần Phi lời kia, lại nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt bọn họ mượt mà đan dược, cảm thụ vậy kinh người dược lực, tất cả không nhịn được trên gương mặt nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng loại này có thể xông phá bình cảnh vượt qua ải đan dược chân quý, không nghĩ tới bọn họ bây giờ, vẻn vẹn chỉ là lựa chọn lưu lại, liền người người đều có. Cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho. Chốc lát ở giữa, ầm ầm niếc tai quỳ xuống đất khấu tạ thanh liền ở đại điện này bên trong niếc tai vang vọng. Đến bây giờ bọn họ dĩ nhiên đã biết, bọn họ có thể lưu lại, không phải là đối phương hy không hy vọng, mà là chính bọn hắn chó ép vận thật là tốt đến nghịch thiên. Có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 4 văn vượt qua ải đan dược luyện đan sư, cái này ý vị như thế nào? Đừng nói là bọn họ kim thiềm động, coi như là Vân Long Sơn vậy chờ có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ siêu cường thế lực, cũng đều không gặp được có thể mời được bực này luyện đan thực lực kinh khủng luyện đan sư đại thần, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ bọn họ nhưng lại có thể may mắn thành là đối phương thuộc hạ, đạt được cái này 4 văn ngân văn đan dược dày ban cho. Không phải chó ép vận là cái gì. Trong đại điện, không thiếu minh thần động cao thủ cả người run rẩy đem đan dược kia nhận lấy, rồi sau đó, đều là không nhịn được trong lòng thở dài một tiếng. Phải biết trước đây không lâu, đối phương cường thế muốn thành làm cho này động phủ người chấp trưởng, bọn họ mặc dù đều lựa chọn lưu lại, nhưng trong lòng cái loại đó nhân vật chuyển đổi, nhưng cũng vẫn là không có thay đổi hoàn thành. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ bọn họ nhưng trực tiếp bị cái này liên tiếp vọt ngạc nhiên mừng rỡ cho khiếp sợ đến không lời có thể nói. Một vị có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 4 văn vượt qua ải đan dược luyện đan sư, chỉ sợ cũng coi như là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả cũng sẽ đối với hắn khách khí, coi hắn là cùng một tầng thứ tồn tại, mà bây giờ. Đại nhân vật như vậy lại đã là trở thành bọn họ núi dựa à. Trong đại điện, vậy mông nhất cùng với 8 đại thiết vệ các người đều là ở trong mắt hiện lên hâm mộ. Loại này có thể trợ giúp người đột phá bình cảnh đan dược tương đương ít gặp, huống chi tất cả mọi người bọn họ lấy được vẫn là trong truyền thuyết hiếm thấy vô cùng 4 văn ngân văn đan dược, lại là giá trị phi phàm. Lại không nghĩ rằng Trần Phi chỉ như vậy tùy tùy tiện tiện luyện ra, dễ dàng ban thưởng đi ra ngoài. Nếu là bọn họ ban đầu có thể có được như vậy đan dược cực phẩm mà nói, cũng không biết sẽ tiết kiệm nhiều ít công phu, rút ngắn không biết nhiều ít thời gian tu luyện à. Bất quá! Bọn họ mặc dù trong lòng hâm mộ, bất quá nhưng vẫn có một ít tự biết mình. Vậy mông nhất, Trần Phi đã dày cho hắn một kiện trung phẩm pháp khí cấp bậc búa sắt, bàn về giá trị, thật ra thì cũng không kém với đơn độc một viên 4 văn cuốn mây đan. Còn như vậy 8 đại thiết vệ các người, lấy bọn họ thân phận bây giờ, chính là Trần Phi nô bộc, coi như bây giờ không có, sau này khẳng định vậy sẽ có được. Hơn nữa, lấy bọn họ hiện nay tu vi thực lực tới xem, cấp 2 thượng phẩm đan dược. Đối với bọn họ mà nói đã chỗ dùng không phải rất lớn. Ở đem viên kia viên cuốn mây đan phân thưởng sau khi đi ra ngoài, Trần Phi lại đem tầm mắt nhìn về phía 8 đại thiết vệ các người. Nghiêm ngặt nhắc tới, có vậy nội đan cấm chế thành tựu ràng buộc, cái này 8 yêu mới là hắn chân chính thành viên nòng cốt cùng thuộc hạ lực lượng, vì vậy, hắn tự nhiên không biết keo kiệt đan dược cái gì. Vì vậy, hắn lại lần nữa vung tay lên một cái. Đem vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung tầm thường 8 cái điểm sáng bắn ra, tựa như là từng đạo màu xám cho nhạt lưu quang vậy, trực tiếp là cướp hướng vậy 8 đại thiết vệ 8 yêu. Mọi người thấy vậy sắc mặt cả kinh, lúc này mới phát hiện vậy trong đại điện giữa không trung lại còn có 8 viên màu xám trắng đan dược tồn tại. Hơn nữa, cẩn thận quan sát, vậy 8 viên màu xám trắng đan dược vậy hình như là 4 văn ngân văn đan dược à. Các người 8 cái bây giờ cũng coi là ta thân tín. Ta tự nhiên cũng không biết keo kiệt cái gì. Trần Phi cười nói, đây là bụi đất hổ đan, cấp 3 hạ phẩm, có tỷ lệ có thể làm cho các người từ yêu thú cấp 2 sơ kỳ đỉnh cấp đột phá đến yêu thú cấp 2 trung kỳ, dĩ nhiên còn như có thể hay không thành công, còn được nhìn chính các ngươi bản lãnh. Giao giao. 3, cấp 3 hạ phẩm đan dược. Còn,
vẫn có thể có tỷ lệ để cho bọn họ đột phá. Cơ hồ là trong nháy mắt, làm vậy tám đại thiết vệ nghe vậy sau đó, nhất thời đều là cả người run một cái, rồi sau đó vậy trên khuôn mặt chính là có đậm đà vẻ mừng rỡ như điên hiện ra. Bọn họ tám đại thiết vệ, bản thân chính là tám anh em, sở trường hợp kích đối chiến, bất quá bọn họ cũng đã cắm ở cái này yêu thú cấp 2 sơ kỳ đỉnh cấp cảnh giới rất nhiều năm, chậm chạp không thể làm ra đột phá, cho nên có thể tưởng tượng được, điều này có thể có tỷ lệ trợ giúp bọn họ đột phá bụi đất hổ đan, đối với bọn họ mà nói là chân quý bực nào. Hơn nữa, loại đẳng cấp này đan dược, tuyệt đối nếu so với trước kia Trần Phi ban thưởng đi ra cuốn mây đan hơn nữa cực phẩm, chính là cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Coi như là ở Thanh Long Câu bên kia lớn phòng đấu giá, vậy tất nhiên sẽ là máu tanh tranh đoạt. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, một khi nếu là bọn họ tám anh em có thể thành công mà nói, tất cả đột phá đến yêu thú cấp 2 trung kỳ tầng thứ, hợp chiến lực có thể mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ cũng coi như là luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả bọn họ đều sẽ có lá gan cùng một trận chiến liền chứ. Như thế, đây quả thực là thế chấp bay vượt à. Cảm ơn chủ nhân dày ban cho. Chợt liền gặp vậy tám đại thiết vệ dè đặt, ánh mắt run rẩy đem vậy tám viên bụi đất hổ đan nhận lấy. Sau đó không hẹn mà cùng thở một hơi thật dài, quỳ một chân trên đất, miệng hô chủ nhân, hiển nhiên cũng là hoàn toàn đem bọn họ thái độ biểu đạt đi ra. Ở nơi này tất cả minh thần động cường giả trước mặt tự xưng là Trần Phi nô bộc, cái này đã đủ nói rõ hết thảy. Bọn họ cam tâm tình nguyện thừa nhận thân phận này. Chủ nhân, mà nghe được tám đại thiết vệ như vậy gọi, tại chỗ đông đảo minh thần động cao thủ mặc dù đầu tiên là sững sốt một chút, nhưng sau đó, bọn họ nhưng cũng rất bình tĩnh đón nhận hết thảy các thứ này, cảm giác giống như là chuyện đương nhiên. Bởi vì là ở bọn họ xem ra, có thể thành là một tôn như vậy lợi hại luyện đan sư nô bộc, thật giống như, cũng không gặp phải là chuyện gì xấu. Một điểm này, từ tám đại thiết vệ các người bây giờ bị ban thưởng liền có thể thấy được rõ ràng. Dẫu sao cấp 3 hạ phẩm 4 văn ngân văn vượt qua ải đan dược, đó là bực nào khái niệm à? Những thứ khác dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn lại lời thừa, bất quá, ta hy vọng các người có thể nhận rõ sở một chút, ta Trần Phi, từ trước đến giờ tuân theo là thưởng phạt phân minh. Cho nên chỉ cần các người sau này có xây công, không ba lòng hai ý, ta minh thần động tự nhiên cũng không biết bạc đãi. Nghe hiểu sao, sau đó, Trần Phi vậy bình thản ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói. Động chủ đại nhân. Tất cả minh thần động cường giả đều là cùng kêu lên kêu, thanh thế chấn thiên. Mà ở thấy một màn này, thức hải bên trong trận kinh không cũng là không nhịn được khẽ mỉm cười. Không thể không ra. Trần Phi ngón này kinh khủng kỹ thuật luyện đan thật sự là quá đường tắt cùng dễ dàng. Có thể tưởng tượng được, sau này thì coi là vì muốn từ Trần Phi trong tay đạt được vượt qua ải đột phá đan dược, cái này minh thần động, cũng biết trên dưới một lòng. Mà đây, vậy đúng là chỉ có luyện đan sư mới có thể có được đáng sợ uy vọng, cùng với lực hiệu triệu à. Như vậy thứ nhất, Trần Phi tiểu tử này bước đầu tiên, cuối cùng là đã viên mãn hoàn mỹ bước ra. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó cưỡng ép đem bên trong lòng mình phần kia nhiệt huyết lay động cảm giác ép xuống, ánh mắt lần nữa đảo mắt nhìn toàn trường, nói, được rồi, đồ cầm liền xuống đi làm việc đi. Các người bế quan trước ta muốn gặp được cái này minh thần động từ trên xuống dưới đại chỉnh bữa một lần. Động này bên trong từ trên xuống dưới, trừ các người ra, bất kể là loài người hoặc giả là yêu tộc, hay hoặc là tất cả lớn dị tộc, bọn họ và trước những người đó như nhau. Ta cho bọn họ một ngày thời gian làm ra lựa chọn, không bắt buộc, không muốn lưu lại đại khả từ nơi này bên trong động đi ra ngoài, bất quá, đại chỉnh bữa trước, liên quan tới ta luyện đan sư thân phận không thể tiết lộ chút nào đi ra ngoài. Trần Phi bình thản ánh mắt lần nữa vờn quanh trong đại điện một vòng, nhàn nhạt hỏi, hiểu ý của ta không? Rõ ràng, động chủ đại nhân. Vậy trong đại điện minh thần động những cao thủ cùng kêu lên cần phải đạt nói. Bọn họ lại không phải người ngu. Dĩ nhiên rõ ràng Trần Phi hành động này là ý gì. Còn như mới vừa rồi những cái kia lựa chọn rời đi người, nếu bây giờ bị bọn họ biết chân tướng, sợ rằng tất nhiên ruột cũng biết hối xanh lơ chứ. Ha ha, ha ha ha. Vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó, mình làm ra liền như vậy chính xác lựa chọn, tại chỗ minh thần động những cao thủ nội tâm liền không nhịn được kích động cười lớn. Từ tối nay sau đó, ta không có ở đây lúc này bọn họ tám cái còn có mông nhất liền thay ta hành xử động chủ vị quyền lợi. Nói đến đây,
liền gặp Trần Phi nhẹ nhàng phất phất tay, nói, được rồi, tất cả đi xuống đi. Thiết một, các người tám cái lưu lại. Động chủ đại nhân, vậy chúng ta liền cáo lui. Vậy Mông Nhất nghe vậy vui mừng, rồi sau đó không chút do dự mang cái này Minh Thần Động những cao thủ bước lui ra đại điện. Sau đó, vậy trong đại điện cũng chỉ còn lại có Trần Phi cùng với tám đại thiết vệ ở. Thấy tình cảnh này, vậy thiết một không khỏi tiến lên cung kính hỏi, chủ nhân, nhưng mà có gì phân phó? Trần Phi gật đầu một cái, sau đó gắn qua thân, nhìn về vậy thiết một, cùng với sau lưng hắn tám đại thiết vệ, nói, đem các người trước vậy thảo luận trận pháp trận đồ, vậy cho ta xem. Trận pháp hợp kích trận đồ. Nghe vậy vậy thiết một hơi ngẩn ra, hơi cắn răng, rồi sau đó vẫn là phản ứng rất nhanh từ túi đựng đồ kia trong lấy ra một quyển dính cổ xưa hơi thở màu vàng đất quyển ra thú trục. Trên đó vẽ đầy nhìn như hết sức huyền diệu trận pháp đường vân quỹ tích, nếu là có thể hiểu thấu mà nói, nhất định uy lực bất phàm. Người trận tầng 4 trận pháp sao? Từ thiết một tay trong nhận lấy trận pháp kia quyển trục, Trần Phi ánh mắt hơi ở phía trên kia nhìn lướt qua, liền tự lẩm bẩm đứng lên, nói. Đúng vậy, vậy thiết vừa nghe nói lại ngẩn người, bất quá, sau đó hắn nhưng lại lập tức nhớ lại, bọn họ chủ nhân này trừ là một vị thân phận cao quý luyện đan sư ra. Ngoài ra, còn hình như là một vị lợi hại trận pháp sư. Cho nên có thể nhận ra trận pháp này cấp bậc, không kỳ quái. Chủ nhân, đây là anh em chúng ta năm xưa ở một vị luyện khí tầng 9 loài người cường giả tọa hóa trong động phủ tìm được, ngài nếu là cần, cứ việc cầm đi. Sau đó liền gặp vậy thiết một rất cung kính nói, nguyên lai hắn là lấy là Trần Phi coi trọng bọn họ huynh đệ trận pháp này quyển trục. Nghe vậy, Trần Phi hơi ánh mắt lóe lên quét hắn một cái. Rồi sau đó liền lại đem ánh mắt kia chuyển lái đi, một bên bước hướng vậy lớn đi ra ngoài điện, một bên nhàn nhạt nói, trận pháp này quyển trục bây giờ ta nơi này thả mấy ngày, ta thử một chút có thể hay không lại đem hắn cải tạo lợi hại hơn. Ba ngày sau các người lại tới tìm ta đi. Đổi, cải tạo lợi hại hơn. Nghe vậy, vậy tám đại thiết vệ ngươi xem ta xem ngươi, thiếu chút nữa không có bị Trần Phi lời này cho khiếp sợ đến cắn bể đầu lưỡi. Chủ nhân nói hắn phải đem người này trận tầng 4 trận pháp sửa đổi một chút. Khó khăn, chẳng lẽ, hắn trận pháp tu vi vậy còn đạt tới người trận tầng 4 trận pháp sư sao? Có thể vậy chờ trình độ, cũng đã là có thể cùng phổ thông luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả tương để tịnh luận à? Không chỉ là bản thân thiên phú, sức chiến đấu vô cùng là cường hãn, còn có kinh khủng như vậy năng lực luyện đan, thậm chí liền bây giờ, hắn trận pháp cảnh giới tu vi cũng như thế dọa người. Đây tột cùng là cần đáng sợ đến bực nào thiên tư, mới có thể ở chủ nhân hắn tuổi như vậy, làm đến như bây giờ. Đây quả thực, thật là không khỏi có chút quá dọa người chứ. Càng là cùng Trần Phi tiếp xúc càng sâu, vậy tám đại thiết vệ liền càng cảm giác bọn họ chủ nhân này, nhất định chính là không thuộc mình tai. Vô luận là thiên phú hay hoặc là tiềm lực, cũng đơn giản là cường hãn đến đáng sợ. Nếu không hắn lại sao có thể ở hắn tuổi như vậy? Liền làm đến như vậy khủng bố, trình độ kinh người. Sao chịu được gọi kinh người vượt cấp mà chiến sức chiến đấu, thật là kinh khủng đan đạo năng lực luyện đan, còn có bây giờ cái này nghi phải nhân trận tầng 4 trận pháp sư cảnh giới. Hết thảy các thứ này nếu là truyền đi, sợ rằng phải đem người hù điên mất mới có thể hiện ra hết thảy các thứ này, hắn ẩn chứa ẩn bên trong, là có bao nhiêu làm người ta rung động cùng đáng sợ. Rồi sau đó, Trần Phi liền vậy từ vậy trong đại điện rời đi. Sau đó Minh Thần Động mở ra đại chỉnh đốn. Trước những cái kia có tư cách tụ tập tại đại điện ở giữa những cao thủ, vốn là kim thiềm động trong cao tầng, mà bây giờ, bọn họ trên dưới một lòng, hăng hái mà 10 phần, tự nhiên làm theo liền làm vậy Trần Phi muốn gặp được đại chỉnh đốn, thuận lợi khai triển đứng lên. Có một số ít nguyên bản kim thiềm động trung thành lựa chọn ngoan cố chống cự, rời đi, nhưng càng nhiều hơn kim thiềm động thuộc quyền vẫn là hết sức sáng suốt lựa chọn lưu lại. Kim Thiềm Động chính thức đổi tên là Minh Thần Động, hắn dưới quyền tất cả tu sĩ binh lính đều bị lần nữa phân chia cùng biên chế. Loại này không có ở đây lời thừa. Minh Thần Động nào đó bên trong mật thất, Trần Phi bàn ngồi chung một chỗ ôn ngọc thạch trên giường, đem vậy thiết một đưa cho hắn ra thú trận pháp quyển trục bưng ở trong tay, lẳng lặng tính toán, lĩnh hội, thời gian chỉ như vậy lặng lẽ chạy trốn, trôi qua rất nhanh rất nhanh. Trong thức hải, Trận Kinh Không cũng là ở yên lặng quan sát Trần Phi. Hơn nữa hắn còn lại chia thần đánh giá vậy quyển gia thú trục phía trên trận pháp, bất quá ước chừng chẳng qua là một lát sau, liền gặp hắn con mắt chớp mắt,
trong miệng mặt hơi nhẹ di một tiếng. Hình như là từ vậy ra thú trận pháp quyển trục phía trên phát hiện có vật gì. Hồi lâu sau, Trần Phi sự chú ý mới từ vậy ra thú trận pháp quyển trục phía trên thoát khỏi mở, chẳng qua là, rồi sau đó nhưng gặp hắn chân mày theo bản năng liền nhíu lại, giống như là gặp được cái gì khó xử. Thấy tình cảnh này, Trận Kinh không chậm rãi mở miệng nói, như thế nào, có thể từ trận pháp kia trong tìm được đầu mối gì sao? Trần Phi hiển nhiên không nghĩ tới Trận Kinh không lại đột nhiên hỏi hắn cái vấn đề này, ngẩn người, chợt có chút ngượng ngùng lúng túng cười lên, nói, hình như là ta quá tự đại. Trận pháp này mặc dù là nhân trận tầng 4 cấp bậc, có thể ta bây giờ nhưng hoàn toàn không có gì đầu mối. Tự đại, ta xem ngươi là có một chút, bất quá trận pháp này ngươi xem không hiểu vậy không kỳ quái. Nghe vậy, Trận Kinh không cười một tiếng, nói. Trần Phi sờ một cái đầu. Hắn nhất mới đầu dự tính ban đầu là muốn mình thử một chút, xem có thể hay không ở nơi này nhân trận tầng 4 trận pháp nguyên hữu trên căn bản, làm ra một ít nhỏ xíu sửa đổi, và hoàn thiện. Cứ như vậy mà nói, một là có lợi cho hắn trận pháp cảnh giới tu vi tiến về trước cùng đột phá. Thứ hai mà, thì là có thể làm vậy tám đại thiết la quyền đổi được càng lớn mạnh một chút, tốt giúp hắn phân ưu làm việc. Bất quá bây giờ xem ra, hắn quả thật vẫn là có chút tự đại một ít. Bởi vì là hắn bản thân cảnh giới tu vi thật ra thì liền cũng tài nhân trận tầng 3, bây giờ nhưng muốn hoàn thiện, sửa đổi nhân trận tầng 4 cấp trận pháp khác, đây không phải là tự đại là cái gì. Bất quá ngươi mới có thể có như vậy ý tưởng cùng hành động thực tế ngược lại cũng là không tệ. Trận pháp vật này, trừ cả ngày lẫn đêm điều nghiên, cơ hồ không có những thứ khác đường tắt đi có thể đi. Gặp Trần Phi biểu lộ như vậy cùng động tác, vậy Trận Kinh không cũng là không khỏi ha ha cười một tiếng. Vậy hư ảo đường cong lưỡi đao gương mặt trên, sau đó chảy ra một tia vẻ tán thưởng. Trận đạo minh mông, mặc dù nhất là kiêng kỵ không biết trời cao đất rộng, một đôi mắt vừa được trên ót, nhưng cần thiết can đảm cùng với thử nghiệm tinh thần nhưng cũng vẫn là không thể thiếu được. Dẫu sao nếu là không có như vậy can đảm cùng thử nghiệm tinh thần, không khỏi đại biểu mất đi mũi nhọn sao. Nói như vậy, thật ra thì không gặp phải là chuyện gì tốt. Sau đó, liền gặp vậy Trận Kinh không chân mày dương lên. Chậm rãi mở miệng nói, cái gọi là trận pháp, thật ra thì chính là một loại tìm kiếm thiên địa này quy tắc, từ đó đưa tới thiên địa linh khí, cuối cùng đem dẫn lấy là đã dùng người thủ đoạn. Những đạo lý này ta từng nói với ngươi, tin tưởng ngươi vậy hiểu. Nghe vậy, vậy Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái, rồi sau đó lặng lẽ chờ Trận Kinh không tiếp theo nơi muốn nói. Hắn trước, sở dĩ dám khen hạ như vậy cửa biển, không phải là bởi vì là hắn trong thức hải còn có Trận Kinh không ở đây không? Bất kể là nhân trận tầng 3, nhân trận tầng 4 trận pháp, thậm chí coi như là nhân trận tầng 5, đối với Trận Kinh không mà nói đều là khoa nhi đồng, hoàn toàn không khó khăn. Không đáng giá một đề ra. Mà bây giờ, dĩ nhiên là nên là hắn nhận nghiêm túc thật nghe nói lúc. Một vị từng vô hạn đến gần đại trận sư cảnh giới chuyên gia trận pháp tự mình cho hắn giải thích nghi hoặc, cái này tu chân giới, lại có bao nhiêu người có thể có như vậy đãi ngộ cùng vinh dự. Mà nghe nói từ nơi này trận đạo đường bị khai thác và phát huy mới bắt đầu thời điểm, bố trí trận pháp thủ đoạn cùng loại hình cũng không có như vậy phức tạp đạt tới khó khăn, nhưng sau đó, theo trận pháp phát triển mạnh mẽ, vậy dần dần bị người khám phá ra lợi hại hơn, nhưng lại hơn nữa rườm rà cùng phức tạp bày trận phương thức. Vậy Trận Kinh không ngay tại Trần Phi trong thức hải đưa tay ra, từng luồng màu băng lam linh quang xông ra, chốc lát ở giữa. Lại vậy Trần Phi chung quanh ngay tức thì ngưng tụ thành hai tòa tản ra kinh người hơi thở trận pháp. Hơn nữa làm Trần Phi cảm thấy giật mình là, sẽ ở đó trận pháp tạo thành sau nửa hô hấp ở giữa, vậy hai tòa trận pháp lại có thể bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Không sai, vậy thật là ở dung hợp. Ước chừng hai ba cái hô hấp ở giữa, vậy hai tòa nguyên vốn phải là độc lập trận pháp nhưng lại có thể hoàn toàn dung hợp vào nhau. Mà như vậy tạo thành cùng phát triển sau đó. Vậy mới dung hợp trận pháp, nhìn qua thì trở nên được phá lệ phức tạp, bất quá hắn tản mát ra hơi thở nhưng tối thiểu so với trước đó cường đại gấp đôi. Thậm chí nhiều gấp đôi. Đây là cái gì? Trần Phi cặp mắt có chút nóng bỏng, nhìn vậy mới dung hợp trận pháp, không nhịn được hỏi. Cái này gọi là dung hợp trận pháp, cũng gọi làm nặng bao nhiêu hợp lại trận pháp. Người bây giờ ở xem vậy quyển ra thú trục phía trên trận pháp. Trận Kinh không nói. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc chợt ngẩn ra, chợt ánh mắt lại quét trở về vậy quyển gia thú trục phía trên, trong con mắt lóe lên tinh mang, chân mày khi thì nhíu lại, khi thì buông, như vậy ít nhất mấy giờ sau đó,
mới gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt hàm chứa thoáng vui mừng. Ta thật giống như có chút đầu mối. Không nghĩ tới, cuốn gia thú này trục phía trên ghi chép lại có thể sẽ là một tòa dung hợp trận pháp. Một bên nói như vậy, Trần Phi còn đột nhiên có chút vui mừng vậy tám đại thiết la quyền căn bản cũng không hiểu trận pháp, chỉ biết là nông cạn làm ẩu, nếu không hắn bây giờ có thể hay không an ổn đứng ở chỗ này, cũng còn nói không nhất định chứ. Mà nghe được Trần Phi như vậy một phen, trong thức hải trận kinh không không khỏi sắc mặt lại sững sờ một chút. Chỉ là hắn như thế chỉ điểm đôi câu, cộng thêm mình đoán mấy giờ, thì có đầu mối. Bực này năng lực lĩnh ngộ có phải hay không có chút quá phóng đại. Như vậy một lát sau, vậy trận kinh không cuối cùng là có chút chậm rãi bừng tỉnh, ở trong óc ánh mắt giống như là thấy quái vật vậy ngửa đầu nhìn một cái, cuối cùng mới lắc đầu một cái, chậm rãi nói, được rồi, loại đẳng cấp này dung hợp trận pháp ngươi tạm thời còn không có năng lực sửa đổi và hoàn thiện, để ta đi. Vậy thì phiền toái tiền bối ngài, Trần Phi lập tức khách khí nói cảm tạ, chuyện này có trận kinh không tự mình ra tay, dĩ nhiên là nhất định không sơ hở tí nào. Sau đó liền gặp hắn ngồi xếp bằng ở ôn ngọc thạch trên giường, tu luyện. Thời gian nhanh chóng lưu đi, vậy trước từ vậy minh thần động bụi văng đầy người chật vật rời đi hồng sư động hộ pháp la quyền các người, vậy rốt cục thì trở lại ngoài mấy trăm dặm hồng sư động bên trong. Chẳng qua là bọn họ vừa về tới động này bên trong, nơi nghênh đón bọn họ nhưng là từng đạo kinh hãi, chấn động ánh mắt. Câu cũng lộ vẻ được có chút khó tin. Dẫu sao phải biết vậy hổ giang hổ sơn hai anh em lợi hại. Bọn họ hồng sư động bên trong ai không được rõ, ai không biết. Nhưng bây giờ hai người bọn họ nhưng lại có thể cũng bị thương nặng như vậy trở về, còn có vậy la quyền la hộ pháp, lại cũng là một bộ thất vọng hình dáng. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá hiện nay la quyền, hổ sơn các người, hiển nhiên là không đếm xỉa tới những người khác đang suy nghĩ gì. Chỉ gặp bọn họ trở lại hồng sư động sau đó. Vậy hổ giang hổ sơn hai huynh đệ lúc này không chút do dự một đầu gặp khó khăn trở về bọn họ nhà mình trong động phủ, lựa chọn đóng chặt sơn môn, thảm hề hề chữa thương đứng lên. Mà vậy La Quyền, chính là một đường đi tới cái này hồng sư động bên trong chỗ sâu nhất. Chỉ gặp vậy hồng sư động chỗ sâu nhất, chính là đứng vững một tòa màu lửa đỏ vô cùng là bắt mắt, cùng sáng chói sáng lạng khí thế khoáng đạt cung điện. Mà ở đó bên ngoài đại điện mặt nơi cửa chính còn chừng canh giữ trước hai tôn dáng người khổng lồ sư tử đực, uy vũ bất phàm, yêu khí cuồn cuộn, làm người ta có dũng khí trong lòng run rẩy cảm giác. Bất quá lấy La Quyền vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp tu, ngược lại cũng không còn như bị như vậy uy thế liền uy hiếp đến. Ta muốn gặp động chủ đại nhân, mau vào đi bẩm báo. Sau đó liền gặp một đường đại mã kim đao đi tới cửa kia trước, hướng vậy hai đầu sư tử đực trầm giọng nói. La hộ pháp, ngươi chờ chốc lát, vậy hai đầu sư tử đực vừa thấy được là La Quyền tới, vậy không dám thở ơ, lập tức trong miệng mặt ầm ầm nói. Vèo. Sau đó, liền gặp vậy canh giữ ở ngoài cửa lớn trong đó một đầu sư tử đực lập tức chui vào trong cung điện. Bất quá rất nhanh liền gặp hắn lại trở lại nữa, dẫn La Quyền tiến vào trong đại điện. Cung điện này từ bên ngoài xem cũng chính là lửa đỏ một mảnh, đi tới nơi này trong đó, nhưng lại có thể khác có động thiên. Tinh ngọc phô địa, cầu nhỏ nước chảy, linh khí nồng nặc hiện đầy trong không khí này. Đến cuối cùng, bọn họ đi tới một tòa nhìn như vô cùng là rộng lớn trong nội điện. Ở đó bên trong điện ương để một tòa thật to lư hương, màu đỏ thấm thúc dục khói lượn lờ, một vị người mặc vào bát quái hồng bào dáng người khổng lồ hổ yêu, đang ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa giao long văn trên ghế, quanh thân yêu khí cuồn cuộn, mắt như chuông đồng, uy thế cực thịnh. Hiển nhiên, cái này dáng người khổng lồ hổ báo không phải người khác, chính là vậy hồng sư động động chủ, hồng sư đạo nhân. Mà ở gặp hắn lúc này cả người nơi bộc lộ ra ngoài cuồn cuộn yêu khí, như vậy uy mãnh khiếp người, hùng hồn nóng bỏng. Là muốn so với tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả lợi hại không thiếu. Mà nhưng vào lúc này, vậy hồng sư đạo nhân chuông đồng vậy đóng chặt hai tròng mắt chậm rãi mở ra, lộ ra vậy chỉ là cùng mắt đối mắt thì có chút ra đầu tê dại cặp mắt. Một món lạnh ý chợt lóe lên, làm vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới La Quyền đều là không nhịn được cả người hơi run rẩy. Ánh mắt cả kinh. La Quyền, trước ta không phải nói với các người gần đây không nên tới quấy rầy ta bế quan sao? Kết quả chuyện gì xảy ra? Sau đó liền gặp vậy hồng sư đạo nhân mặt không cảm giác nhàn nhạt nói. Động chủ đại nhân, thật sự là bởi vì làm cho này lần chuyện này có chút phiền toái,
dính dấp đến kim thiềm động vậy hắc huyền mỏ đồng động, thuộc hạ không dám âm thầm quyết định, hai động chủ vậy còn ở bên ngoài chưa có trở về, cho nên. Nghe vậy, vậy La Quyền lập tức giải thích. Kim thiềm động vậy hắc huyền mỏ đồng động, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân trong con ngươi lướt ra ngoài một đạo tinh mang nói. Nếu như dính dấp đến tòa hầm mỏ kia, vậy quả thật chỉ có thể do hắn tự mình xử lý. Bởi vì là quá sự quan trọng đại. À, nói, Hồng Sư đạo nhân đôi mắt bắn ra hai món duệ quang. La Quyền đem đúng sự kiện đầu đuôi gốc ngọn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Hồng Sư đạo nhân nghe. Nghe được cuối cùng, vậy Hồng Sư đạo nhân trực tiếp là có chút chân mày sâu nhíu lại, nhìn về vậy La Quyền lạnh lùng nói, người nói thế nào kim thiềm động bây giờ đổi chủ nhân. Mới nhậm chức động chủ ít nhất có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu. Đúng vậy, vậy La Quyền không chút do dự gật đầu một cái, nói, Hổ Giang Hổ Sơn hai anh em thực lực động chủ đại nhân ngài hẳn rất rõ ràng, nhưng mà tên kia vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền làm Hổ Giang trực tiếp là gặp bị thương nặng, hôn mê đi. Hơn nữa có thuộc hạ vậy trước mặt người, vậy có một loại không cách nào chống lại cảm giác vô lực. Vậy Hồng Sư đạo nhân một cái tát vỗ vào trên tay vịt. Người sau lập tức lên tiếng đáp lại nổ tung, thành là bột, tiếng vang ầm ầm. Thật đúng là thời khắc mấu chốt nếu không phải là cho ta làm ra cái lớn như vậy vấn đề khó khăn à. Hắc huyền mỏ đồng động bên kia, bọn họ có cái gì không phát hiện cùng phát hiện. Vậy Hồng Sư đạo nhân trong đôi mắt hàn mang lóe lên, âm lãnh nói. Hắn cảnh giới cùng sức chiến đấu, tuy nói tầm thường luyện khí tầng 9 tu sĩ tuyệt không khả năng là địch thủ của hắn, nhưng vấn đề là thật muốn xé rách ra mặt ồn ào. Hắn nhưng cũng phải bị giới hạn thủ hạ cái này cả tòa Hồng Sư động à. Dẫu sao một người luyện khí tầng 9 tu sĩ cùng mạ vàng thiềm thử vương như vậy yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp, có thể cho cùng bọn họ Hồng Sư động tạo thành phá xấu xa, là thật hoàn toàn khác xa lắc xa lơ, không có ở đây một tầng thứ phía trên. Nếu là thật đem đối phương ép, quyết tâm, vậy bọn họ Hồng Sư động không thể nghi ngờ nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Trên thực tế, nếu thật chẳng qua là một tòa thông thường hắc huyền mỏ đồng mạch, vậy hắn Hồng Sư đạo nhân sợ rằng lập tức thì biết bỏ đi như muốn đoạt lại ý niệm, không muốn bởi vì là cái này cùng một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ nổi lên va chạm. Nhưng vấn đề là bây giờ vậy kim thiềm động hắc huyền mỏ đồng động nhưng cũng không là thông thường hắc huyền mỏ đồng mạch, mà là có huyền cơ khác à. Cái này ta xem bọn họ ngược lại là còn không việc gì phát hiện, bất quá, động chủ đại nhân. Vậy hắc huyền mỏ đồng động chỗ sâu hơn dẫu sao nhưng mà chôn giấu có hắc huyền đồng tinh, nếu là trì hoãn lâu, bị cấm run run những người đó phát hiện. Vậy La Quyền trần chờ mở miệng, trên khuôn mặt hiện lên dầu dỉ sắc thái. Bọn họ Hồng Sư động sở dĩ sẽ đột nhiên hướng vậy kim thiềm động nói lên muốn vậy hắc huyền mỏ đồng động, không phải bởi vì là bọn họ coi trọng cái gì đó hắc huyền đồng, mà là bởi vì là bọn họ chôn giấu ở kim thiềm động ám kỳ. Dưới cơ duyên xảo hợp lại phát hiện vậy hắc huyền đồng trong hầm mỏ, chỗ sâu hơn, lại có thể cất giấu có hắc huyền đồng tinh. Cái này hắc huyền đồng mặc dù vậy là không sai vật liệu luyện khí, hàng loạt tinh luyện sau đó có thể dùng để đúc hạ phẩm pháp khí, thậm chí trung phẩm pháp khí. Có thể nó cực hạn nhưng cũng là ở đó trung phẩm pháp khí tầng thứ. Lại bởi vì là bản thân nó chất lượng, cùng không ổn định nguyên tố, rất lâu đều là khó mà đạt tới. Cho nên loại này vật liệu luyện khí mặc dù có thị trường, nhưng giá cả cũng không cao. Nhưng mà vậy hắc huyền đồng tinh lại bất đồng. Hắc huyền đồng tinh, chính là ngưng tụ địa mạch canh kim khí dị chủng mỏ sắt, vô luận là chất lượng, hoặc giả là độ cứng rắn, thậm chí công dụng, cũng phải xa xa vượt qua với cái trước. Hơn nữa loại vật này nhưng mà cũng có thể dùng để làm đúc thượng phẩm pháp khí phụ trợ vật liệu luyện khí, có thể tưởng tượng được, loại này mỏ sắt là có chân quý dường nào. Cũng khó trách vậy Hồng Sư đạo nhân hiểu ý động, không đỡ được vậy cám dỗ, lộ ra tham lam răng nanh. Chẳng qua là bây giờ, sự việc đổi được phiền toái à? Như chẳng qua là tầm thường hắc huyền mỏ đồng mạch, ta cũng lười phải đi tranh cái gì, bất quá bây giờ đây chính là hắc huyền đồng tinh à. Đây chính là có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí cao cấp vật liệu luyện khí, ta Hồng Sư đạo nhân sao có thể thì làm như không thấy, uổng công đem cái này to lớn tài sản chắp tay nhường nhịn. Hồng Sư đạo nhân đôi mắt híp lại, chợt cười lạnh, nói, nếu tên kia muốn đem cái này kim thiềm động chiếm đoạt đến chính hắn trong túi, lại làm sao có thể không cùng chúng ta những thứ này hàng xóm gặp mặt một lần. Đã như vậy, La Quyền, người một lần nữa dậy một bộ thiệp mời đưa qua. Ta đây muốn xem thằng nhóc kia kết quả là lai lịch thế nào, có cái gì bản lãnh.
Ta Hồng Sư đạo nhân đồ mong muốn, chẳng lẽ hắn còn có gan tử không cho ta sao? Hừ, chỉ còn lại hừ lạnh một tiếng ở đó bên trong trong điện thật cao vang lên, không ngừng vang vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy ngày sau đó, Minh Thần Động Trần Phi nơi bế quan trong mật thất đột nhiên hiện ra lăng liệt ngọn lửa hào quang. Cho người cảm giác giống như là núi lửa phun ra hoặc giả là mãnh hổ xuống núi vậy, vô cùng là cương mãnh, vô cùng là bá đạo, nhưng đến cuối cùng, lực lượng kia nhưng thật giống như là bị cái gì trở ngại vậy, dần dần bắt đầu gọt yếu xuống. Ai, vẫn là hơi kém một chút xíu, đáng tiếc à. Trong mật thất, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người chậm rãi mở ra, có chút tiếc nuối tự lẩm bẩm. Nguyên lai, hắn mấy ngày nay đang thử đánh vào luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới, bất quá rất hiển nhiên, hắn mấy lần thử nghiệm cũng không có một ngoại lệ, toàn đều thất bại. Bất quá cái này giống như cũng là sự việc không có biện pháp, bởi vì là hắn mới vừa mượn thối máu tử vân đan đột phá đến luyện khí tầng 7, căn cơ vẫn chưa có hoàn toàn củng cố lại. Trên thực tế có như vậy một hai lần hắn đều có thể miễn cưỡng xông phá đi qua, nhưng đến cuối cùng, nhưng là chính hắn đầu tiên lựa chọn buông tha. Bởi vì là hắn rất rõ ràng như vậy làm hậu quả là cái gì, là rút ra miêu rút dài, sẽ ảnh hưởng đến hắn căn cơ hoàn mỹ tính, vì vậy tạm thời nhanh, bây giờ không có cần như vậy. Nói khó nghe chút, vậy cũng là gọi là cái mất nhiều hơn cái được. Thất bại, ngược lại có chút đáng tiếc, bất quá lấy người bây giờ tu vi tốc độ tiến triển. Cái này một hai lần thất bại, đổ không coi vào đâu, không hại đến đại thể. Trong thức hải trận kinh không chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy, lần này không được thì lần sau đi, ta đã dự cảm đến ta mau muốn thành công, không gấp ở nơi này tạm thời. Tiền bối, trận pháp kia, Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Đã làm xong, ngươi xem tường kia lên. Trong thức hải, trận kinh không bình thản nói. Sau đó vậy trong mật thất một cái hướng khác sạch sẽ vách tường trực tiếp là sáng lên, chia 8 cái khu vực, hiện đầy huỳnh huỳnh tỏa sáng trận pháp đường vân. Đây là, ở thấy 8 tấm đại biểu trận pháp huyền diệu đường vân hình vẽ, Trần Phi cặp mắt lập tức tránh sáng lên, kinh hô trận pháp này. Thật là quá thần kỳ, quá huyền diệu. Hắn không nghĩ tới, trận kinh không lại đem vậy vốn là dung hợp trận pháp biên dườm ra thành đơn giản, đi ra ngoài liền 8 cái đơn độc chia ra trận nhỏ. Cứ như vậy, trận pháp này hiểu độ khó ít nhất nếu so với trước kia đơn giản gấp mấy lần, mà uy lực, nhưng ngược lại sẽ càng cường đại hơn. Ta đem vậy vốn là trận pháp phân giải thành 8 cái đơn độc trận nhỏ pháp, mỗi một cái đơn độc nhỏ trận pháp uy lực cùng lĩnh ngộ độ khó tổng thể là ở nhân trận tầng 3 cỡ đó, hợp chung một chỗ tổ hợp thành dung hợp trận pháp nói, nhất ở trạng thái hoàn mỹ, có thể tương đương với nhân trận tầng 5 chừng. Vậy trận kinh không bình thản nói, lại bổ sung, cứ như vậy mà nói. Vậy 8 người hẳn dễ dàng hơn có thể hiểu trận pháp này chỗ tinh túy. Tiền bối, ngài thật là thật lợi hại, không phục không được à. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không khỏi cảm thán vậy nói. Tuy nói trận kinh không bây giờ nói đơn giản dễ dàng, có thể loại chuyện này thật lợi hại, hắn há lại sẽ không biết. Đếm ngày sau, Trần Phi từ vậy bế quan trong mật thất đi ra, hắn cảnh giới tu vi cũng là khoảng cách luyện khí tầng 7 đỉnh cấp chỉ có nửa bước xa. Nếu là có thể có một thích hợp thời cơ, có lẽ hắn là có thể lập tức đột phá. Mà cũng chỉ là cái này mấy ngày thời gian, toàn bộ Minh Thần Động cũng giống là có biến hóa long trời lỡ đất. Ban đầu, cái này Minh Thần Động bên trong có thể có luyện khí lục trọng đỉnh cấp hay hoặc là yêu thú cấp một hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới, liền gọi là bên trong động cao thủ. Mà trước, cái này Minh Thần Động bên trong luyện khí tầng 7 hay hoặc là yêu thú cấp 2 sơ kỳ cao thủ, số lượng tuyệt đối không có 20 cái. Mà vậy luyện khí tầng 8 cùng với yêu thú cấp 2 trung kỳ cảnh giới trở lên bên trong động cường giả, lại là không vượt qua 5. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ khi bọn hắn làm ra quyết định, lựa chọn thần phục Trần Phi, ăn vào đan dược kia sau đó, Minh Thần Động tổng hợp toàn thể thực lực trực tiếp là ở mấy ngày nay bên trong chợt tăng gấp đôi có thừa. Đây chính là gấp đôi có thừa à? Cái gì khái niệm? Nói cụ thể một chút. Chính là hiện nay cái này Minh Thần Động bên trong luyện khí tầng 7 cảnh giới trở lên cao thủ, ít nhất có 40, sắp xỉ 50. Mà vậy luyện khí tầng 8 cùng với yêu thú cấp 2 trung kỳ cảnh giới trở lên cường giả, số lượng, cũng là chợt tăng tới sắp xỉ 10. Như vậy một loại hoàn toàn có thể nói là kinh khủng toàn thể thực lực giếng phun phương thức, trực tiếp là làm cả Minh Thần Động bên trong cường giả, những cao thủ, lại một lần nữa hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chân chân thiết thiết lãnh giáo đến.
Một vị đẳng cấp cao năng lực của luyện đan sư, đến tột cùng là có kinh khủng dường nào cùng khổng lồ. Phải biết coi như là vậy có hai vị yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả trấn giữ Hồng Sư Động, hắn có luyện khí 7, tầng 8 cao thủ số lượng, vậy không sai biệt lắm chính là như vậy. Đổi câu mà nói, cũng chính là Trần Phi chỉ hao tốn mấy ngày thời gian, cộng thêm hơn 10 dương bọn họ ngày thường căn bản là chưa dùng tới luyện đan vật liệu, liền lại đem bọn họ Minh Thần Động nội tình lực lượng, dương cao lên tới cùng vậy Hồng Sư Động ngang hàng cao độ. Vậy đây nếu là lại cho bọn họ một ít thời gian, cùng cần thiết luyện đan vật liệu, đây chẳng phải là nói, bọn họ Minh Thần Động nội tình lực lượng cũng có thể ở rất trong thời gian ngắn gặp phải vậy Vân Long Sơn. Nghĩ đến đây, vậy Minh Thần Động bên trong bây giờ các thành viên chính là đều tràn đầy động lực cùng hăng hái mà. Có động chủ đại nhân như vậy một vị lợi hại luyện đan sư ở đây, bọn họ còn cần lo lắng cái gì? Đây quả thực thật cái gì cũng không cần phải lo lắng liền à. Ha ha, ha ha ha. Động chủ đại nhân, ngài xuất quan. Đến khi Trần Phi từ vậy bế quan trong mật thất sau khi ra ngoài, lập tức có một đạo thanh âm cung kính truyền tới. Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là vậy Kim Thiềm Động nguyên phó động chủ Mông Nhất đang người mặc một bộ màu tím nới lỏng pháp bào, thần sắc một mực cung kính đứng ở vậy mật thất ngoài cửa lớn. Hơn nữa xem bộ dáng kia của hắn, tựa hồ đã sớm sẽ ở đó hậu. Ừ, ở trên tay ngươi vậy là thứ gì? Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó lại đột nhiên chú ý tới trong tay đối phương đang cầm dán một cái giống như là thư mời giống như vậy, phía trên đồ văn còn có chữ ánh đỏ loè loè, tràn ngập nồng nặc yêu khí, không khỏi hỏi. Hồi bẩm động chủ đại nhân, đây là Hồng Sư Động lại phái người đưa tới. Là vậy Hồng Sư Động động chủ Hồng Sư Đạo Nhân 150 tuổi thọ yến thư mời, xin động chủ đại nhân ngài xem qua. Vậy Mông Nhất lập tức nói. Vừa nói, hắn còn vừa đem vậy thiếp mời hai tay đưa tới. Vậy Hồng Sư Đạo Nhân tiệc mừng thọ thư mời. Nghe vậy Trần Phi hơi sững sờ, chợt trực tiếp là đưa ra một cái tay đem vậy thiệp nhận được trong tay, một cái tay khác cũng ở đây đưa tới, chuẩn bị đem vậy thư mời thiệp bên ngoài giấy niêm phong mở ra. Nhưng vào lúc này, tình huống đột biến. Vèo. Ngay tại ở một chớp mắt kia, Trần Phi vừa định muốn vạch trần vậy thư mời giấy niêm phong, xì một tiếng, một đạo lớn chừng ngón cái xích quang, tựa như là trần trụi hồng sấm sét vậy, từ vậy thư mời thiệp bên ngoài giấy niêm phong trong thoát ra, tốc độ thật nhanh, chớp mắt ở giữa nổ bắn ra hướng Trần Phi thân thể. Cái này biến cố làm Trần Phi còn có vậy Mông Nhất đều là không nghĩ tới. Người sau lại là ngay tức thì sắc mặt biến đứng lên, lộ vẻ được có chút kinh hoàng thất thố. Bởi vì là hắn có thể cảm nhận được, cái này xích quang tuyệt không đơn giản, có làm hắn run sợ, thậm chí ra đầu tê dại uy thế cùng hơi thở. Cho nên nếu như một kích này là hướng hắn tới mà nói, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thậm chí cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng. Hừ, bất quá liền sau đó một khắc, hắn bên tai nhưng là đột nhiên vang lên Trần Phi nặng nề một tiếng hừ lạnh thanh. Sau đó, ở đó Mông Nhất đột nhiên phóng đại chấn động con ngươi trong, Trần Phi vậy tay phải năm ngón tay trực tiếp là nhanh như tia chớp, chợt một cướp, liền trực tiếp giống như là kéo dài tàn ảnh vậy, đem vậy xích quang nắm thật chặt. Sau đó rầm một tiếng. Vậy uy thế kinh người xích quang trực tiếp là bị Trần Phi bàn tay cầm bể. Biến thành mảnh vỡ. Mà hết thảy các thứ này mặc dù miêu tả rất là ung dài, nhưng trên thực tế, nhưng bất quá là chỉ phát sinh ở vậy rất ngắn mấy cái hô hấp bây giờ. Đến khi Trần Phi đem vậy xích quang một cái tát cầm bể sau đó, vậy Mông Nhất lúc này mới chợt phản ứng bừng tỉnh, một mặt tái nhợt, thần sắc hốt hoảng nói, động chủ đại nhân, ngài không có sao chứ? Không có sao, Trần Phi sắc mặt bình thản lắc đầu một cái, rồi sau đó cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi hơi hiện ra nhàn nhạt giá rét, tự lẩm bẩm xem ra tên kia là muốn cân nhắc một chút ta thực lực. Nếu như tầm thường luyện khí tầng 8 đỉnh cấp tu sĩ, không cẩn thận, cũng có thể bị như thế một tay trọng thương đến. Vậy Hồng Sư Đạo Nhân chân thực quá hèn hạ, lại dám làm những thủ đoạn nhỏ này, vậy Mông Nhất tức giận nói. Loại này hèn hạ vô sỉ người thủ đoạn, thật có khả năng ở vô tình dưới bị đánh lén làm bị thương. Bá rồi. Trần Phi không nói gì, mà là trực tiếp đem vậy thư mời vứt xuống góc tường, sắc mặt nhàn nhạt nói, chuẩn bị một chút, 3 ngày sau cùng ta cùng đi vậy Hồng Sư Động. Động chủ đại nhân. Vậy Mông Nhất nghe vậy, lập tức không chút do dự lớn tiếng nói. Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực, một tòa cao độ ít nhất là có mấy ngàn thước núi to trên, vách đá thẳng đứng, quái thạch lởm chởm.
bộc treo ngân long, vậy trong núi sâu cũng không biết có nhiều ít thành tinh linh chi tách ra thơm, đại tự nhiên cùng yêu thú hung mãnh vậy làm khu vực này tràn đầy nguy cơ. Mà ở đó núi to trên, chóp đỉnh nhất hiện đầy băng tuyết to lớn ong đực trên, xa xa nhìn lại, nhìn lớn khí bàng bạc, khí thế ngất trời, lại là có từng ngọn huy hoàng cung điện, san sát, linh quang quanh quẩn ở đó mảnh bầu trời. Mà ở đó từng ngọn khí thế khoáng đạt dãy nhà chính giữa, thỉnh thoảng có thể thấy từng ngọn phóng lên cao đủ loại linh quang, điều khiển người các loại, không giống nhau pháp khí. Mà vậy dãy nhà chính giữa trên mặt đất thì vậy là bóng người nhốn nháo trước, rất nhiều người loại tu sĩ đang từ ngọn núi kia chóp đỉnh nơi cửa chính ra ra vào vào. Nơi này liền chính là ở toàn bộ Ưng Giản Hạp bên trong khu vực đều có nhất định danh vọng cùng uy danh Vân Long Sơn chỗ ở. Là lấy núi làm tên thế lực cường đại. Nghe nói vậy Kim Thiềm Động lại nhô ra một người, đem lúc đầu mạ vàng Thiềm Thứ Vương tiêu diệt, bây giờ muốn mình nắm trong tay vậy mảnh đất bàn. Vân Long Sơn lên một tòa cung điện bên trong, một vị môi xương to lên ông già tóc trắng, vừa dùng tay gõ trước mặt mặt bàn, phát ra bình bịch bịch. Có quy luật thanh âm, một bên ánh mắt nhìn chung quanh trong điện một vòng, ánh mắt có chút âm lãnh mở miệng, nói. Cái này môi xương to lên ông già không phải người khác. Chính là cái này Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, người ta gọi là Hắc Phong Tử, chính là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong. Cùng vậy đảo Thương Lam hai vị đảo chủ hoàn toàn là cùng một tầng thứ tồn tại, cách vậy trúc cơ chân nhân cảnh giới bí ẩn, cũng chỉ có nửa bước xa. Trưởng giáo, chúng ta cái này Vân Long Sơn tiếp giáp khu vực có vậy Hồng Sư Động cũng đã là đủ phiền toái được, cái này bây giờ nếu là nhiều đi nữa đi ra cái Kim Thiềm Động. Một vị mũi ưng âm u ông già đứng lên nói. Cái này âm u ông già tên là Lạc Bàng, chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, tuy giống vậy có luyện khí tầng 9 cảnh giới thực lực, bất quá nhưng xa không bằng vậy Hắc Phong Tử lợi hại. Bởi vì là hắn cũng chỉ là thông thường luyện khí tầng 9 cảnh giới mà thôi, chưa đạt tới đỉnh cấp. Không sai, vậy Kim Thiềm Động cùng Hồng Sư Động cùng là Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ, nếu là thật để cho bọn họ thế lớn, liên hiệp tới một chỗ. Tương lai sợ rằng sẽ đối với chúng ta Vân Long Sơn tạo thành một ít uy hiếp. Cũng không thể để mặc cho như vậy uy hiếp tiềm ẩn chẳng ngó ngàng gì tới. Một vị khác độc nhãn tóc muối tiêu ông già cũng là lời nói dày đặc nói. Cái này độc nhãn tóc muối tiêu ông già tên là Lý Vân Kiếm, vậy chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, có luyện khí tầng 9 cảnh giới thực lực, còn như hắn sức chiến đấu, chính là cùng vậy Lạc Bàng ở vào như nhau bây giờ. Bất quá vậy Kim Thiềm Động Thủy Chung là trên danh nghĩa ở Tử Viêm Cung dưới quyền, nếu là đường đột hướng hắn ra tay, sợ rằng sẽ đưa tới Tử Viêm Cung bên kia bất mãn à. Khác một giọng nói chen vào, có chút lo âu nói. Trước kia bọn họ Vân Long Sơn nguyện ý để mặc cho Hồng Sư Động và Kim Thiềm Động tồn tại, là bởi vì là cái trước có hai lớn yêu thú cấp hai hậu kỳ cường giả, lại vậy Hồng Sư Động hai động chủ Vân Sư Đạo Nhân còn cùng thành U Lang nào đó vị đại nhân vật có hơi chút quan hệ. Làm bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, thành khí hậu. Mà vậy Kim Thiềm Động, chính là bởi vì là bọn họ có chút quá yếu, ngay cả một có thể lên liền mặt bàn, chấn được chàng tử luyện khí tầng 9 cường giả cũng không có, căn bản là không có gì khí hậu, cho nên bọn họ Vân Long Sơn vậy liền một mực lười được động thủ. Nhưng bây giờ tình huống này nhưng không giống nhau, có luyện khí tầng 9 cường giả chấn giữ thế lực, cùng không có luyện khí tầng 9 cường giả chấn giữ thế lực, đó hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Coi như là Vân Long Sơn bực này có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ siêu cường thế lực, vậy vẫn là đều không nguyện bằng bạch gặp đối phương thế lớn. Đến sau này cùng bọn họ đối nghịch, nhưng nếu là muốn đem như vậy uy hiếp trước thời hạn bóp chết ở trong nôi mà nói, bọn họ nhưng lại không thể không cân nhắc, cùng cố kỵ Tử Viêm Cung bên kia vậy một vòng. Bỏ mặc nói thế nào, vậy Kim Thiềm Động bây giờ hôm nay Thủy Chung là treo ở Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ như vậy danh phận hạ. Đánh chó vậy vẫn là phải xem chủ nhân chứ, luôn không khả năng cái gì cũng không quản không để ý, mạnh tới đi. Nói như vậy, không phải là cho Tử Viêm Cung tìm được cơ hội và lý do, ra tay đối phó bọn họ Vân Long Sơn sao? Bọn họ Vân Long Sơn cùng Tử Viêm Cung quan hệ, hãy cùng Hồng Sư Động cùng bọn họ Vân Long Sơn là giống nhau. Đối phương cũng không muốn thấy bọn họ Vân Long Sơn uổng công ở nơi này Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực phát triển thế lớn. Hừ. Vậy Tử Viêm Cung coi như bất mãn, vừa có thể đem chúng ta Vân Long Sơn như thế nào. Đừng quên, chúng ta nhưng cũng là có người đứng sau. Vậy Lạc Bàng không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Được rồi.
Nhưng vào lúc này, vậy Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử nhưng cau mày, đột nhiên đem lời nói cắt đứt. Chính là một cái kim thiềm động mà thôi, coi như là bây giờ nhiều hơn tới một cái luyện khí tầng 9, vậy không tới phiên bọn họ sau này đối với chúng ta Vân Long Sơn Diệu Võ Dương Oai. Như vậy nhỏ yếu thế lực, chúng ta Vân Long Sơn một khi chỉ cần là khởi binh, còn không phải là muốn diệt liền diệt. Vậy Hắc Phong Tử lạnh lùng nói. Đây là tự nhiên, chính là một cái luyện khí tầng 9, gà vườn chó đất mà thôi, ta Lạc Bàng cùng tùy tiện một vị trưởng lão đã qua, là có thể dễ dàng đem tiêu diệt, tất cỏ không lưu. Vậy Lạc Bàng lập tức gật đầu phụ họa, lại chuyện đương nhiên nói. Lời tuy như vậy, nhưng nếu là không có lý do liền trực tiếp đem tiêu diệt, cuối cùng vẫn là có chút quá khoe khoang, dễ dàng đưa tới phiền toái. Như vậy đi, trước vậy Hồng Sư Động Hồng Sư Đạo Nhân không phải đưa tới dán một cái tiệc mừng thọ thư mời sao? Ta muốn vậy đoạt lấy kim thiềm động người vừa mới đến, khẳng định vậy sẽ đi. Lạc Bàng ngươi đi theo Tiểu Long đi một chuyến, tiên lễ hậu binh. Nếu là tên kia nguyện ý mang kim thiềm động âm thầm thần phục chúng ta Vân Long Sơn, chuyện này cũng được đi, nếu là không nguyện ý, thì tùy tìm cái lý do và hắn làm ồn ào đi. Vậy Hắc Phong Tử cặp mắt lóe lên vẻ đùa cợt, âm chắc chắc băng cười lạnh nói. Hắn trong miệng vậy Tiểu Long, chính là hắn ngồi xuống đệ tử quan môn, Chu Long, luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực cũng coi là có một ít uy danh. Làm ồn ào, bót. Hay à, không hổ là trưởng giáo đại nhân, quả nhiên tâm tư kín đáo, thủ đoạn bất phàm. Cứ như vậy coi như là sau đó chúng ta nghĩ ra binh tiêu diệt vậy kim thiềm động, vậy Tử Viêm cung vậy sợ rằng không có gì đáng nói. Vậy Lạc Bàng trước sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức hai tay vỗ một cái, một bên vỗ Hắc Phong Tử nịnh bợ, một bên cười to nói. Như vậy, quả thật bọn họ động thủ lý do là đủ rồi à. Ha ha. Vậy Hắc Phong Tử giơ thẳng lên trời cười như điên, cười được toàn bộ cung điện cũng lay động. Rất nhanh, Lạc Bàng các người liền chuẩn bị xong, đoàn người còn có vậy Chu Long liền xuống Vân Long Sơn, hướng vậy Hồng Sư Động đi. Gần đây Vân Long Sơn, Hồng Sư Động, Kim Thiềm Động phụ cận đây mấy trăm dặm khu vực chính giữa, bầu không khí không thể nghi ngờ là có chút sôi sục cùng sôi động. Mà loại biến hóa này, hiển nhiên chính là bởi vì là vậy Kim Thiềm Động đổi chủ. Cùng với bọn họ đã là chính là hướng ngoại giới tuyên bố, Nguyên Kim Thiềm Động, giờ đang thức đổi tên là Minh Thần Động. Kim Thiềm Động đổi tên thành cái gì, hiển nhiên cái này bên trong khu vực tất cả mọi người không quan tâm, đơn giản chính là đổi một gọi. Bất quá cái này một động chi phủ đổi chủ, nhưng còn chưa được không làm bọn họ cảm thấy vô cùng rung động, giống như là nhấc lên một tràng sóng to gió lớn. Dẫu sao giống như một động chi phủ đổi chủ loại chuyện này mà. Ai chẳng lẽ còn không biết ý vị như thế nào sao? Bây giờ cái này Kim Thiềm Động, nha, không đúng, là bây giờ cái này Minh Thần Động nếu có thể bị đổi chủ, vậy thì nhất định là trước kia vậy Kim Thiềm Động cao tầng, nhất định là bị toàn diệt. Hoặc là chính là chết, hoặc là chính là bị hàng phục. Nhưng vấn đề là cái này Minh Thần Động dĩ vãng động chủ, Mạ Vàng Thiềm Thư Vương, đây chính là thứ thiệt yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là vậy Mạ Vàng Thiềm Thư Vương sức chiến đấu, có thể nghe nói là xa so cùng cấp yêu thú cũng hoặc tu sĩ cường giả mạnh mẽ. Như vậy, coi như là những cái kia thứ thiệt yêu thú cấp 2 trung kỳ cường giả đỉnh phong, cũng đều không gặp được, có thể đem như thế nào, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ vậy Mạ Vàng Thiềm Thư Vương nhưng thật giống như là chết, liền các thủ hạ động phủ cũng còn bị đoạt đi. Đây tột cùng là thần thánh phương nào, có lực lượng cường đại dường nào? Mới có thể làm được kinh người như vậy sự việc. Không ít người trong lòng giống như là bị miêu nhi móng nắm như nhau, ngứa một chút, chỉ muốn biết chân tướng sự tình. Thậm chí như vậy nhiệt liệt bầu không khí đều là lan tràn đến vậy đảo Thương Lam trên. Chỉ gặp vậy đảo Thương Lam lên nào đó tòa nhà hàng trong, vậy sở kích liệt tranh luận đề tài, liền chính là vậy Kim Thiềm Động đổi chủ đổi tên, cùng với vậy Hồng Sư Đạo Nhân 150 tuổi thọ yến sự việc. Hừ, ta phải nói. Vậy đoạt lấy Kim Thiềm Động người vẫn là có chút quá hết sức lông bông. Vậy Vân Long Sơn cùng Hồng Sư Động bây giờ vốn là nước sâu không được, bây giờ vậy Minh Thần Động còn như thế cao giọng, không phải mình tìm phiền toái cho mình. Không sai, vậy Kim Thiềm Động trước mặc dù có thể như thế yên ổn, có rất lớn bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì là thực lực quá yếu, Vân Long Sơn khinh thường đáp lời ra tay, mà vậy Hồng Sư Động cũng là cần hắn thành tựu tự thân cùng vậy Vân Long Sơn trung gian chậm sông lên mang. Đúng vậy,
nếu là cái gì đó minh thần động động chủ thật có thể giết chết mạ vàng thiềm thứ vương mà nói, vậy hắn khẳng định tất nhiên có luyện khí tầng 9 trở lên sức chiến đấu. Mà nếu là như thế, Vân Long Sơn bên kia chắc chắn sẽ không lại chẳng ngó ngàng gì tới, mặc cho hắn thuận lợi phát triển thế lớn. Muốn nếu đổi lại là ta, ở còn không có đầy đủ thực lực trước, coi như là phía sau màn điều khiển, vậy khẳng định so với như bây giờ liều lĩnh xung động mạnh chứ. Lời cũng không thể như thế nói. Vậy minh thần động động chủ nếu có thể đem mạ vàng thiềm thử vương cũng tiêu diệt, ta muốn hắn cũng không phải đứa ngốc, cho nên hắn sẽ chọn làm như vậy, có phải hay không bởi vì là có cái gì dựa vào hoặc lá bài tẩy. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta trước cũng không biết từ đâu nghe được một cái tin đồn, vậy minh thần động động chủ, hình như là một vị luyện đan sư. Cái gì, luyện đan sư, bất quá coi như là luyện đan sư, vậy vẫn là xem cấp bậc chứ. Có thể ta nghe nói hình như là ở luyện đan sư cấp 3 trở lên. Cái gì, luyện đan sư cấp 3, cái này không thể nào đi. Cả tòa bên trong khách sạn, cãi vã kịch liệt không ngừng kéo dài. Mà ở đó nhà hàng vắng vẻ xó xỉnh chỗ, có hai vị người mặc vào che giấu đầu trường bào ông già lẫn nhau ngồi đối diện trước, giống như là thần sắc bình thản nghe những cái kia cãi vã. Bất quá, làm hắn nghe có người nói ra vậy minh thần động động chủ trừ là một vị có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu cao thủ ra, còn có thể là một vị luyện đan sư cấp 3 sau đó, vậy một vị trong đó mặt của lão giả sắc nhất thời cũng có chút hơi thay đổi. Lam Kình, người nghe không, cái gì đó minh thần động động chủ có thể là một vị luyện đan sư cấp 3, cái gọi là không phong không dậy sóng, trên mình ngươi độc này. Nếu không chúng ta qua đi thử một chút, lão kia người bị che giấu trên mặt mũi miệng rất lớn. Trên môi càng là có hai cái long lanh trong suốt râu dài. Hắn lúc này sau khi nghe, vội vàng nhìn về đối diện hắn lão kia người nói. Ho khan, hụ hụ hụ, Thương Khôn, quang bọn họ nói như vậy ngươi chỉ tin tưởng. Những cái kia thân phận cao quý luyện đan sư cấp 3, làm sao có thể nguyện ý đến chúng ta cái này vắng vẻ sơn cùng tùy tận tới. Hơn nữa, coi như là luyện đan sư cấp 3, hơn phân nửa ngày đầu cũng chính là cấp 3 hạ phẩm chứ. Lưu Kỳ cũng cầm ta độc này không có biện pháp, người nọ có thể trị được. Hụ hụ hụ, ho khan. Vậy một ông cụ khác run rẩy ho khan nói chuyện giống như là rất không có trung khí, thanh âm phù phiếm. Bỏ mặc nói thế nào, mới có thể có hy vọng liền thử một chút chứ. Nếu không, lấy ngươi như bây giờ trạng thái nhưng mà không có biện pháp lại chống đỡ nữa bao lâu. Được rồi, Lam Kình, chuyện này liền nghe ta, đến khi vậy Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ kết thúc sau đó. Chúng ta liền đến vậy minh thần động đi xem. Có thể vậy được gọi là, Thương Khôn, ông già nhưng không đáp ứng, thái độ kiên quyết lắc đầu một cái, nói. Hắn có thể không muốn nhìn mình cái này bạn già chúng độc chết. Cho nên coi như là có một chút điểm hy vọng, vậy phải được đi thử một chút, vạn nhất đâu. Mấy ngày sau đó, vậy Hồng Sư động nơi chiếm cứ Hồng Sư lĩnh dãy núi phi thường náo nhiệt, bởi vì là nên động phủ hiện đảm nhiệm động chủ. Yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả Hồng Sư đạo nhân 150 tuổi tiệc mừng thọ sắp vào lúc này cử hành. Sơn lĩnh kia trong lần thứ tiết so dãy nhà cùng với trong cung điện, nhiều đội đến từ 4 phương 8 hướng, tất cả phương hướng đội ngũ đánh cờ xí, sơ bảo tràng, lái xe loan, vô cùng kéo phong xuất hiện ở nơi này. Có thậm chí còn có từng vị quần áo tịnh lệ cô gái trẻ dọc đường bỏ ra mảnh cánh hoa múi, linh quang vần quanh, một đường trình diễn nhạc khúc. Mau xem! Đó không phải là Tây Phong lãnh địa Thanh Xà đạo nhân sao? Nghe nói hắn gần đây thật giống như thành công đột phá đến luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Hình như là có chuyện như vậy. Ồ, đó không phải là phía Bắc tóc đỏ lão nhân sao? Hắn vậy đích thân đến. Còn có Lý Quân Vinh cũng tới. Tên này cũng là một khó dây dưa chủ nhân. Làm nhiều đội ngũ kéo phong từ 4 phương 8 hướng lái vào Hồng Sư lĩnh dãy núi, hướng vậy chính giữa nhất Hồng Sư động hội tụ đi. Trần Phi vậy đồng dạng là đến, đi theo phía sau mông nhất, sau đó chính là một đội minh thần động đội ngũ, không nhanh không chậm bước vào vậy Hồng Sư lĩnh trong núi lớn. Dọc đường còn có thể gặp được không ít người hoặc yêu, đang dùng kinh dị, ánh mắt khác thường nhìn hắn. Này, các người mau xem, đó không phải là Kim Thiềm động phó động chủ mông nhất sao? Chẳng lẽ nói, thằng nhóc kia chính là cái gì đó minh thần động chủ? Làm sao có thể, theo ta xem. Thằng nhóc kia hơn phân nửa là cái gì đó minh thần động chủ đệ tử hoặc cái gì, nếu không, ngươi lấy là hắn có thể đem mạ vàng thiềm thử vương giết chết. Chớ có nói đùa được không? Cũng vậy,
thằng nhóc kia nhìn như thế trẻ tuổi, cho nên làm sao xem vậy không giống như là có luyện khí tầng 9 cảnh giới thực lực à. Không ít người tránh ở phương xa chỉ chõ chõ, mặc dù vô cùng hiếu kỳ, có thể bọn họ vậy vẫn là không có dám quá mức càn rỡ. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này minh thần động hẳn là so trước kia vậy kim thiềm động cường đại hơn mới đúng, nếu không, vậy mạ vàng thiềm thứ vương lại sao có thể sẽ chết. Động chủ đại nhân, muốn không muốn ta đi dạy bảo bọn họ. Mà nghe được thấy cách đó không xa những người đó chỉ chõ chõ, vậy mông nhất không khỏi cặp mắt hàn mang chớp mắt, ghé vào Trần Phi sau lưng, cung kính nói. Được rồi, không cần phải. Bất quá Trần Phi nhưng thật giống như cũng không để bụng những thứ này, sắc mặt bình thản lắc đầu một cái, liền tiếp tục hướng sơn lĩnh kia chính giữa nhất hồng sư động đi. Cùng lúc đó, bọn họ minh thần động đến tin tức cũng là bị truyền đến hồng sư động ở giữa hồng sư đạo nhân nơi đó. Đã tới chưa, người nọ hình dạng thế nào, cho ta cụ thể miêu tả một chút. Hồng sư động bên trong, vậy một đầu lửa đỏ lông hồng sư đạo nhân ngồi cao ở trên ghế, chân mày có chút theo thói quen hơi nhíu lại, thêm mặt không chút thay đổi nói. Động chủ đại nhân, người nọ nhìn như rất trẻ tuổi. Người phía dưới lập tức đem hắn nhìn thấy Trần Phi dung mạo một chút không lọt cho hồng sư đạo nhân miêu tả đi ra. Là một xem ra tuổi tác còn trẻ tiểu tử, mà nghe được người kia bẩm báo, hồng sư đạo nhân chân mày không khỏi nhíu sâu hơn. Bởi vì là thẳng đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện mình thật giống như quên từ La Quyền nơi đó hỏi một chút, vậy cái gọi là minh thần động động chủ, đến tột cùng là trưởng thành hình dáng gì? Có thể đem vậy mà vàng thiềm thử vương giết chết. Nghi là có luyện khí tầng 9 cảnh giới thực lực, nói thế nào đi nữa, cũng không khả năng trẻ tuổi hơi quá đáng mới đúng a. Chẳng lẽ lần này đối phương là thật không có tự mình tới, mà là lựa chọn đem đệ tử hoặc là những người khác phái tới. Nếu là như vậy, chẳng lẽ tên kia là bị hắn trước ở lại thư mời phía trên thủ đoạn nhỏ cho làm bị thương. Nếu là như vậy, vậy cái gọi là minh thần động động chủ, vậy giống như không hắn trước nghĩ như vậy lợi hại, cùng khó giải quyết à. Nghĩ đến đây, vậy hồng sư đạo nhân to lớn như chuông đồng mắt hổ trong lướt qua một tia âm lãnh vẻ. Sau đó liền gặp hắn lạnh lùng nói, đi nói cho đặng bằng, để cho hắn tìm đối phương phiền toái xem. Sẽ đối phương thật chẳng qua là phái cái bất nhập lưu đệ tử hoặc là những người khác tới, vậy hắn dĩ nhiên là phải thật tốt cho mấy gia oai phủ đầu, đem vậy khiếp đảm người cầm nặn một phen. Cũng tốt làm đối phương nhận rõ sở, từ bây giờ về sau, chính hắn thân phận cùng vị trí, là cái gì? Mà hắn trong miệng đặng bằng, thì chính là bọn họ hồng sư động một trong tứ đại hộ pháp, có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thực lực, cùng vậy La Quyền sức chiến đấu ở vào như nhau bây giờ. Đồng thời, hắn cũng là lần này thọ yến người phụ trách chủ yếu một trong. Thì chính là bọn họ mà hắn trong miệng đặng bằng, thì chính là bọn họ hồng sư động một trong tứ đại hộ pháp, có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới. Vậy hắn dĩ nhiên là phải thật tốt cho mấy gia oai phủ đầu. Dạ người nọ lên tiếng đáp lại lui ra. Cùng lúc đó, Trần Phi các người vậy cách vậy hồng sư động càng ngày càng gần. Mà càng đến gần vậy mục tiêu, Trần Phi trong lòng thì càng khó tránh khỏi có chút xúc động. Cái này hồng sư động không hổ là hồng sư động, vô luận là từ nội tình cũng hoặc là từ thực lực tới xem, cũng đích thực muốn so với hắn mới vừa đón lấy minh thần động cường hoành hơn rất nhiều. Một đội kia đội nhân mã tối thiểu đều là do luyện khí 4 năm xông lên cường giả tạo thành. Thậm chí liền luyện khí lục trọng, hay hoặc là yêu thú cấp 1 sơ kỳ đỉnh cấp cũng đều không thiếu gặp. Mà bọn họ minh thần động đội ngũ chỉ là cùng một màu, đại khái cũng chỉ có luyện khí tầng 4 tả hữu trình độ, thậm chí luyện khí tầng 5 cùng với yêu thú cấp 1 hậu kỳ chừng cũng coi như là tương đối hiếm thấy. Hai người chênh lệch nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Mặc dù ở Trần Phi hay hoặc là mông nhất cái tầng thứ kia trong mắt cường giả, luyện khí tầng 4 tầng 5, coi như là luyện khí lục trọng. Đối với bọn họ mà nói, vậy căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt. Nhưng vấn đề là đối với một phe thế lực mà nói, từ đầu đến cuối vẫn không thể chỉ mấy cái như vậy người thay phiên làm tư lệnh không quân à. Chỉ có từ trên xuống dưới, chân chính các giai đoạn, các trong thấp cao tầng cũng lâm nhiên có thứ tự, huyết dịch tươi và sinh động, đây đối với một phe thế lực mà nói mới thật sự là căn cơ vững chắc, nội tình cường đại biểu hiện. Không thể hoặc thiếu. Trong lòng nghĩ như vậy. Trần Phi bọn họ chỗ ở vị trí lại khoảng cách vậy hồng sư động càng gần. Một đội kia đội nhân mã số lượng dần dần đổi thiếu, thực lực, nhưng càng đổi càng mạnh.
Đến cuối cùng thậm chí dọa người đến tất cả đều là luyện khí tầng 7 hoặc yêu thú cấp 2 sơ kỳ. Càng làm cho người ta giật mình là liền luyện khí tầng 8 hay hoặc là yêu thú cấp 2 trung kỳ cao thủ, đều đã xuất hiện không dưới 10 vị. Mặc dù hiện nay Minh Thần Động vậy có nhiều như vậy, có thể rất hiển nhiên, vậy Hồng Sư Động tất nhiên còn nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm. Cuối cùng, bọn họ không nhanh không chậm đi, rốt cuộc ở sau một khoảng thời gian gặp được một tòa lõm sâu ở núi non trùng điệp trung ương to lớn động phủ. Đây cũng là Hồng Sư Động, vậy Hồng Sư Đạo Nhân ổ. Bất quá sau đó bọn họ vừa mới chuẩn bị đi vào, nhưng lại có thể bị vậy canh giữ ở ngoài cửa lớn Hồng Sư Động tu sĩ cho ngăn lại. Đứng lại, nhưng có thư mời. Ta Hồng Sư Động động chủ đại nhân 150 tuổi tiệc mừng thọ sắp tới, không đạt được thư mời những người không có nhiệm vụ, nhất luật bất đồng đến gần. Tu sĩ kia có luyện khí tầng 8 cảnh giới, đôi mắt âm trầm cười lạnh, đưa tay đem Trần Phi ngăn lại. Người phải nói hắn không biết, không nhận biết Trần Phi. Điều này hiển nhiên căn bản cũng không có thể. Bởi vì là liên quan tới Minh Thần Động đội ngũ cùng với Trần Phi đến, cũng sớm đã bị người truyền đến bọn họ nơi này. Cho nên theo lý thuyết giống như Trần Phi như bây giờ một động đứng đầu thân phận tôn quý, gương mặt chính là bảng hiệu, căn bản cũng không cần cái gì thư mời, có thể người này vẫn còn là làm như vậy, tại sao? Rất hiển nhiên là bởi vì là phía trên có người cho hắn chỗ dựa, ra lệnh. Cấp cho Trần Phi. Cấp cho Minh Thần Động một cái sống sờ sờ hạ mã uy. Những người không có nhiệm vụ, ngươi là thứ gì, dám nói chúng ta Minh Thần Động là những người không có nhiệm vụ. Muốn tìm chuyện sao, mông nhất các người hiển nhiên cũng là biết đạo lý này, sắc mặt lập tức thay đổi, đổi được âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ nổi giận đạo. Bất quá sau đó Trần Phi nhưng tùy tiện phất phất tay, tỏ ý hắn im miệng. Sau đó lại gặp Trần Phi ánh mắt nhìn đối phương, trầm mặc hồi lâu. Nhàn nhạt nói, thư mời không có, có thể hay không châm trước một chút. Vậy cái gọi là thư mời, sớm lúc trước đánh lén hoàn hắn sau đó, liền mình tự thiêu đốt thành cho bụi. Cho nên hắn hiện ở trong tay nhưng không có gì thư mời. Châm trước, các người khi chúng ta cái này Hồng Sư Động là địa phương nào? Không được châm trước, không có thư mời nhất luật không được đến gần cái này cửa động phủ nửa bước. Tu sĩ kia mới vừa thấy mông nhất nổi giận, vốn còn có chút chột dạ. Bởi vì là lấy hắn sức chiến đấu có thể xa xa không là đối phương địch thủ. Có thể làm hắn sau đó vừa thấy được Trần Phi vậy mà sẽ như vậy, thấp ba hạ khí, muốn hắn châm trước, lập tức trong lòng liền có một loại nồng nặc, ta nhưng mà có chỗ dựa ý niệm tuôn ra ngoài. Sau đó liền gặp hắn giống như là đuổi con ruồi vậy hướng vậy Trần Phi các người phất phất tay, ánh mắt còn thở đều là vô cùng là khinh thường, nói thức thời, vội vàng từ cái này cút. Nếu không ta Hồng Sư Động những người lớn đi ra. Phát hiện các người, nhưng có các người những người này xinh đẹp. Ngươi nói gì? Nghe vậy vậy mông nhất hai tròng mắt phun lửa, nhìn vậy đối phương âm hàn, chấn nộ ánh mắt, sát khí sôi trào, giống như là trực tiếp muốn đem giết chết. Phải biết, coi như là bọn họ Minh Thần Động đang bị mạ vàng thiềm thứ vương cầm quyền thời kỳ, cái này Hồng Sư Động chính là một cái luyện khí tầng 8, cũng không dám đối với bọn họ thái độ như vậy quá đáng chứ. Dẫu sao trên danh nghĩa bọn họ Minh Thần Động cùng với Hồng Sư Động đều là Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ một trong, tầng thứ là giống nhau. Mà đối phương cử động như bây giờ vậy, nhất định chính là ở công khai làm nhục bọn họ, há có thể để cho bọn họ không giận. Thật là một ngu đần. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy hình như là lười được cùng hắn nói nhảm. Chỉ gặp hắn giống như là nhìn ngu si như nhau nhìn người nọ, nhàn nhạt lạnh lùng nói, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Lập tức từ trước mắt ta biến mất, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Hối hận, ngươi là thứ gì, có thể làm cho ta hối hận? Đây là chúng ta Hồng Sư Động địa bàn, các người bây giờ lập tức cho ta cút. Cút, nghe hiểu sao? Tu sĩ kia nghe vậy lập tức có chút bạo đi. Hắn bây giờ bởi vì là có phía trên ra lệnh chỗ dựa, chính là tự mình bành trướng thời điểm, nhưng đối phương, có thể Trần Phi nhưng lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nói hắn sẽ hối hận. Còn để cho người chung quanh đều nghe được. Tốt lắm, hắn ngược lại muốn xem, bọn họ đến tột cùng là ai sẽ hối hận. Không cho những người này một ít màu sắc nhìn một chút, thật đúng là lấy là mình là thứ gì. Phải biết, đây chính là bọn họ Hồng Sư Động, mà không phải là cái gì đó Minh Thần Động. Nơi này là Hồng Sư Động, có thể cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Các người Hồng Sư Động động chủ tự mình phát tới mời hàm, mời ta đến. Người bây giờ xác định muốn cho ta lăn ra ngoài. Trần Phi nhàn nhạt nói.
Loại này đầu óc có vấn đề người hắn trên trái đất mặt thời điểm không biết đụng phải nhiều ít, cho nên, hắn bây giờ dĩ nhiên biết phải thế nào sửa chữa thứ ngu ngốc này, mới là tốt nhất, trực tiếp nhất phương pháp. Có thể để cho hắn cả đời khó quên. Ngươi là thứ gì? Chúng ta động chủ đại nhân sẽ đích thân cho ngươi phát đi thư mời, mời ngươi tới đây. Có bản lãnh liền đem thư mời lấy ra à? Không lấy ra được, liền lập tức cho ta cút. Tu sĩ kia kêu to nói. Được rồi. Xem ra ngươi là quyết tâm mình muốn tìm cái chết, vậy đã như vậy, ta cũng không cản ngươi. Trần Phi lắc đầu nhàn nhạt cười một tiếng. Ta tự tìm cái chết, cút, lập tức cho ta cút, người hắn ma là thứ gì, vậy dám ở nơi này cản rỡ. Tên kia hống, im miệng. Có thể nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một đạo âm thấm thấm quát lạnh thanh. Sau đó liền gặp một đám người từ vậy hồng sư động trong cửa đi ra, người cầm đầu. Bất ngờ là một vị người mặc vào màu vàng đất đạo bào râu dài người trung niên, mũi ưng, hiệp dài mắt nhỏ, để cho người cảm giác rất không cân đối. Ai dám, đặng hộ pháp. Nghe vậy tu sĩ kia vốn là điều kiện phản xạ giận dữ, đang chuẩn bị tức giận mắng. Có thể làm hắn thấy rõ ràng người tới mặt mũi sau đó, cũng không do lập tức cả người run rẩy, sắc mặt dần dần trắng bệch, trong miệng vốn chuẩn bị bật thốt lên tức giận mắng vậy lập tức là gắng gượng nuốt xuống. Bởi vì là vậy người vừa tới không phải là người khác, lại chính là bọn họ Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp Đặng Bằng. Đặng hộ pháp, có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp sức chiến đấu. Xin hỏi, nên xưng hô như thế nào? Vậy Đặng Bằng tới một cái xem đều không xem vậy luyện khí tầng 8 tu sĩ một cái, trực tiếp hướng Trần Phi chắp tay cười ha hả nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là hơi hơi híp mắt giơ tay lên một cái, nhàn nhạt nói ta họ Trần. Gặp Trần Phi như vậy bình thản, bưng cầm bóp tư thái, vậy Đặng Bằng trong mắt lập tức nổi lên lau một cái khó chịu vẻ, nhưng sau đó lại liền lại biến mất. Nhìn Trần Phi trơ cháo không cười, nhiệt tình nói, Trần Động chủ đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, thật là xin thứ tội thứ tội. Mời, chúng ta đến bên trong động đi đi. Không, có thể nghe nói Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, hướng vậy Đặng Bằng cười mỉa. Nói, ta xem các người Hồng Sư Động thật giống như cũng không quá hoan nghênh chúng ta Minh Thần Động, vậy đã như vậy, chúng ta Minh Thần Động cũng sẽ không góp phần này náo nhiệt. Mông nhất, chúng ta đi. Dứt lời, Trần Phi liền trực tiếp muốn xoay người đi. Chờ một chút. Vậy Đặng Bằng thấy vậy sắc mặt lập tức liền biến, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật thẳng như vậy tiếp, không nói hai lời, xoay người rời đi. Mà nếu là thật như thế liền để cho đối phương đi. Nếu như truyền đi, bên ngoài còn không biết sẽ làm sao nói bóng nói gió bọn họ Hồng Sư Động, coi như là đường đường động chủ đại nhân tiệc mừng thọ ngày đó, cũng như thế không có khí độ, nếu không phải là chơi chút thủ đoạn nhỏ làm chuyện. Loại chuyện này mà một khi nếu là truyền đi, bị người tọa thật, nhất định chính là sống sờ sờ cười liệu. Hơn nữa nếu như bị Hồng Sư đạo nhân biết hắn làm việc như thế trăng lợi, nhất định sẽ trừng phạt hắn. Nghĩ đến đây. Vậy Đặng Bằng lập tức dùng một loại rất nghiêm túc, rất âm lãnh ánh mắt hướng vậy luyện khí tầng 8 tu sĩ nháy mắt. Để cho đối phương nhất định phải đem Trần Phi cùng Minh Thần Động người lưu lại. Mà ở thấy Đặng Bằng ánh mắt này, vậy luyện khí tầng 8 tu sĩ lập tức hơi biến sắc mặt một chút đổi, nhưng sau đó, hắn vẫn là hung hăng cắn răng một cái, hướng vậy Trần Phi các người rời đi phương hướng chạy tới, xa xa hô chư vị dừng bước, chư vị xin dừng bước. Dừng bước, lỗ tai ta bình thường đi. Ngươi là đang cùng chúng ta nói chuyện. Trần Phi dừng bước lại, khấu trừ trừ lỗ tai, cười mỉa xoay đầu lại, nói. Không, không, đúng vậy. Vậy Hồng Sư Động luyện khí tầng 8 tu sĩ gặp Trần Phi như vậy diễn cảm, trong lòng cùng nuốt sống con ruồi như nhau khó chịu. Nhưng hắn vẫn là không có biện pháp, chỉ có thể gạt bỏ một khuôn mặt tươi cười, hướng vậy Trần Phi cúi đầu nói chuyện cũng không nghe rõ, nói đúng, thật xin lỗi, các vị. Chúng ta mới vừa rồi thật giống như có chút gì hiểu lầm, bất quá, cái này đều đi về, cho nên, mời các người trở về đi thôi. Đúng vậy, người phía dưới không hiểu chuyện, xin Trần Động chủ ngươi đừng thấy lạ. Vậy Đặng Bằng vậy nhân cơ hội này đi lên nói. À nguyên lai là người phía dưới mà, không hiểu chuyện mà. Trần Phi trong miệng mặt giọng thật cao kéo dài, bỗng trong mắt hàn mang chớp mắt, vung tay lên. Phịch, ầm ầm long. Một cổ hơi thở kinh khủng tam dương chân hỏa thẳng hung hăng đụng vào vậy luyện khí tầng 8 tu sĩ ngực, đem cả người ngay tức thì đánh bay ra ngoài, trong miệng cuồng phún máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất,
rồi sau đó trùng trùng nện ở vậy cách đó không xa Hồng Sư Động trên tường đá, rơi vào hôn mê. Rào rào. Hiện trường tất cả mọi người đều một chút sắc mặt sợ ngây người. Mà vậy Đặng Bằng cũng giống là trên gương mặt thần sắc lập tức so đạp chó ét cũng càng khó hơn xem. Ngay tức thì tức giận dữ tợn. Trần Động Chủ, người đây là ý gì, là ở hướng ta Hồng Sư Động tuyên chiến sao? Sau đó liền gặp cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, linh khí cuồn cuộn, tràn đầy sát khí, lạnh như băng nói. Có ý gì? Nghe vậy, Trần Phi giống như là mới vừa lo liệu xong rác dưới như vậy đánh sợ tay, chợt ánh mắt bình thản nhìn về vậy Đặng Bằng. Ánh mắt hơi híp, cười nói, không phải nói người phía dưới không hiểu chuyện mà sao? Cũng không biết chuyện, chẳng lẽ còn không nên dạy dỗ một chút? Ngoài ra, nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi dần dần hiện ra lau một cái nhàn nhạt vô tình vẻ, nhìn về vậy đối phương, phảng phất là thờ ơ nói, ngoài ra ngươi nếu là muốn nói ta ở tuyên chiến mà nói, vậy ta bây giờ là không phải hẳn động thủ chứ? Vừa nói, Trần Phi trong tay hắc quang chớp mắt, sau đó chính là thấy màu đen kia phán đoán đầu mũi tên xuất hiện, tản mát ra làm người ta sợ hãi khí tức âm lãnh. Không, không phải, ta không phải cái ý này. Là ta nói sai, xin Trần Động Chủ đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Cảm nhận được màu đen kia phán đoán trên đầu tên, vậy làm hắn ngay tức thì liền cảm giác có chút run sợ trong lòng, cả người run rẩy hơi thở, vậy Đặng Bằng cuối cùng là sắc mặt lập tức liền biến, có chút hốt hoảng nói. Đến lúc này hắn mới rốt cục nhớ tới, đối phương nhưng mà liền mạ vàng thiềm thử vương cũng trừ đi nhân vật hung ác, há lại là thật như vậy dễ dàng trêu chọc. Nghĩ đến đây hắn chỉ có thể âm thầm nhìn lướt qua vậy vào khí thiếu thở ra thì nhiều trọng thương luyện khí tầng 8 tu sĩ, không biết làm sao lắc đầu một cái, không dám rồi hãy nói chuyện này mà. Sau đó, liền gặp trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười hướng vậy Trần Phi nói, Trần Động Chủ, mời. Vừa nói, hắn liền ở phía trước dẫn đường. Muốn đem Trần Phi cùng với Minh Thần Động đội ngũ mang nhập Hồng Sư Động. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, cách đó không xa truyền đến động tĩnh không nhỏ. Xích xích xích, cách đó không xa, truyền tới từng chiếc phi thuyền phá không tiếng chói tai vang, từng vị hơi thở bất phàm cường giả đánh vậy phi thuyền từ xa đến gần, bay tới nơi này, có chừng hơn 10 đạo. Sau đó, vậy chói tai tiếng xé gió liền giống như là thiên quân vạn mã ở lao nhanh. Ở đó hơn 10 đạo phi thuyền phía sau, truyền tới từng trận yêu thú cấp thấp gào thét thanh âm, yêu khí lăn lộn, linh khí che trời. Mấy đầu nhìn như vô cùng dữ tợn yêu lang giá yêu khí cuồn cuộn chạy nhanh tới, ở hắn trên lưng tất cả trở từng vị càng cường đại hơn tu sĩ bóng người. Làm không ít người cũng ánh mắt run run. Những cái kia nhìn như dữ tợn sói yêu đều là dị biến sau hung vật, tất cả đều vảy dày đặc, kinh khủng dị thường. Mà đang ở bọn họ phía trước vậy từng chiếc đang mở đường phi thuyền trên, thẳng đứng một cây cờ lớn, theo gió vù vù vang dội, linh khí xông lên đỉnh, phía trên viết có ba chữ to, Vân Long Sơn. Rất kinh người xếp trận rất tức thế, trực tiếp là từ cách đó không xa sông ngang đánh thẳng tới, 18 đạo phi thuyền ở phía trước, mỗi tòa trên phi thuyền mặt đều là một tòa luyện khí tầng 7 cường giả. 8 đầu vảy dày đặc dị chủng yêu lang ở phía sau. Tất cả đều trở ít nhất là luyện khí tầng 8 trở lên cường giả. Thậm chí ở đó dị chủng yêu lang đội ngũ trước nhất phương, rõ ràng giống như là dẫn đầu một người già một trẻ, lại là cả người trên dưới hiện lên làm người ta run sợ trong lòng khí tức kinh khủng. Rất mạnh, ít nhất là luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, thậm chí là luyện khí tầng 9 động chủ cấp trình độ. Cứ như vậy, đội ngũ kia tuy vẻn vẹn chỉ là mấy chục người, nhưng giống như là thiên quân vạn mã xông lên tới. Chiến trận cùng khí thế cũng không có so dọa người, làm mọi người không tự chủ con ngươi co rúm lại, sau đó hiện ra từng luồng kính sợ cùng sợ thần sắc. Đây chính là vậy cái gì Vân Long Sơn sao? Trần Phi híp mắt tự nhủ, mới vừa rồi, hắn cũng còn cảm thấy cái này Hồng Sư Động chiến trận mạnh nhất, nhưng bây giờ cái này Vân Long Sơn đội ngũ vừa xuất hiện, lập tức lại để cho hắn cảm giác cái trước theo sau người so, lại là tiểu vu kiến đại vu, kém thật nhiều. Nguyên lai là Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử Quan Môn, Chu Long Chu Công Tử đến, ồ. Lạc trưởng lão ngươi lại có thể vậy đích thân đến. Từ vậy Hồng Sư Động trong cuồn cuộn hiện ra kinh người yêu khí, phô tán đi ra, trùng điệp mấy chục mét khu vực, vô cùng mạnh mẽ. Sau đó mọi người trong tầm nhìn chính là thấy một tôn dáng người khổng lồ, đầu phát mao đỏ rực hổ yêu, bước chân đạp trên đất, từ trong cửa kia xuất hiện. T. Là Hồng Sư Đạo Nhân. Tốt uy áp đáng sợ à,
Hiển nhiên, vậy dáng người khổng lồ hổ yêu không phải người khác, chính là cái này Hồng Sư Động động chủ, yêu thú cấp 2 hậu kỳ Hồng Sư đạo nhân. Chỉ gặp hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ liền có một loại dày đặc áp lực đè bọn họ trên mình, làm bọn họ không thở nổi, cảm giác hít thở không thông. Vậy yêu khí cuồn cuộn phun trào, ngọn lửa hiện đầy Hồng Sư đạo nhân cả người, khí thế trùng tiêu, làm vậy Vân Long Sơn trong đội ngũ một vị cống ngầm cái mũi âm trầm ông già, đều không khỏi sắc mặt hơi thay đổi một chút. Lão Phu cũng chính là muốn đến tham gia náo nhiệt, làm sao, Hồng Sư động chủ ngươi không hoan nghênh phải không? Vậy cống ngầm cái mũi âm u ông già chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong Lạc Bàng. Chỉ gặp cặp mắt lạnh lùng nhìn Hồng Sư đạo nhân, nhàn nhạt nói. Lạc trưởng lão đại giá đến chơi, chúng ta Hồng Sư động lại há không hề hoan nghênh chi lý. Vị này chắc là vậy Kim Thiềm động, không đúng, hẳn là vậy Minh Thần động mới động chủ chứ. Không biết nên xưng hô như thế nào. Vậy Hồng Sư đạo nhân to lớn như chuông đồng mắt hổ hơi chớp mắt, lại đưa mắt nhìn về phía Trần Phi, giọng hơi có chút lạnh, trơ cháo không cười, nói. Phải biết, hắn mới vừa nhưng mà trong bóng tối chính mắt thấy tất cả hết thảy. Tên này lại dám ở hắn Hồng Sư động trước cửa động thủ tổn thương người, thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, liền hắn Hồng Sư đạo nhân mặt mũi đều không coi vào đâu. Hồng Sư động chủ ngươi khỏe, ta họ Trần, nghe vậy, Trần Phi híp mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn thật ra thì vậy sớm liền phát hiện đối phương ở trong bóng tối nhìn lén. Nguyên lai là Trần động chủ, rất vui gặp. Vậy Hồng Sư đạo nhân nghe vậy không đếm xỉa tới khinh thị nói. Vậy Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử đệ tử Quan Môn Chu Long đầu đội ngọc quan, mặt như ôn ngọc, nguyên vốn phải là anh tuấn tiêu sái, có thể vậy giữa hai lông mày một món trần trụi trần kiêu ngạo khí, cũng làm người ta cảm giác đem vậy khí chất tiêu sái cho phá hư. Ngươi chính là vậy Kim Thiềm động mới động chủ, mạ vàng Thiềm Thứ Vương bị ngươi giết đi. Ta còn tưởng rằng là có ba đầu sáu tay, bây giờ vừa thấy, thật giống như vậy chưa ra hình dáng gì mà. Chỉ gặp hắn nghe vậy mắt lộ ra tinh mang nhàn nhạt quét Trần Phi một cái, ngạo mạn mở miệng nói. Nói như vậy ở giữa, hắn còn tận lực đem mình vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới hơi thở thả ra ngoài. Nhất thời, linh quang dâng trào, uy thế cuồn cuộn, quang gặp hắn cũng chỉ là tùy tiện đi chạm kia, liền lại có thể làm người ta cảm thấy một loại thật giống như bài sơn đảo hải hơi thở mãnh liệt tới, để cho trong lòng mọi người không khỏi chặt chặt co giúp một cái. Cái này Chu Long. Chỉ sợ là khoảng cách vậy luyện khí tầng 9 động chủ cấp cảnh giới cũng sắp không xa. Cũng khó trách hắn sẽ như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là có vốn liếng à. Thấy tình cảnh này, gặp vậy Chu Long lại dám như vậy tùy ý ở trước mặt hắn biểu hiện tùy ý như vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân mắt hổ trong lúc này liền là hơi nổi lên một chút bất mãn, bất quá, sau đó liền gặp hắn ẩn đã qua, cười nói các vị không phải là muốn một mực như vậy đứng bên ngoài chứ. Cũng mời theo ta nhập động đi. Như nếu đổi lại là hắn một phát hiện thân trước, hắn cũng không ngại để cho hắn Chu Long thử một lần Trần Phi tận lực. Trước Trần Phi tuy đã một chiêu bị thương nặng một cái luyện khí tầng 8 tu sĩ, có thể đây đối với hắn Hồng Sư đạo nhân mà nói, lại cũng không coi vào đâu. Bất quá hắn bây giờ đã hiện thân ra, lại hơn nữa ngày hôm nay vẫn là chính hắn tiệc mừng thọ, ngược lại cũng không thích hợp chẳng ngó ngàng gì tới. Được rồi, vậy thì cho Hồng Sư động chủ ngươi mặt mũi này. Vậy Chu Long mặc dù từ dự thân phận bất phàm, một cổ tử kiêu ngạo, có thể vậy Hồng Sư đạo nhân dù sao không phải là cái gì nhân vật nhỏ, hơn nữa vậy Hồng Sư động hai động chủ Vân Sư đạo nhân, bây giờ ở đó thành U Lang đều có nhất định bối cảnh, cho nên hắn vậy không dám quá cản rỡ. Giơ tay lên khách khí nói. Bất quá sau đó, liền lại gặp mắt thần khinh miệt nhìn về vậy Trần Phi, ngạo nghễ nói Trần động chủ đúng không? Nếu ngươi có thể giết chết mạ vàng Thiềm Thứ Vương như thế uy phong, chờ lát nữa nếu là có cơ hội, có thể muốn cho bổn công tử biết một chút về. Hắn sở dĩ lại ba lần khiêu khích Trần Phi, một là bởi vì là có sư phụ hắn Hắc Phong tử bày mưu đặt kế, thứ hai là bởi vì là hắn có chút ghen tị hiện nay Trần Phi giết chết mạ vàng Thiềm Thứ Vương, tiếp quản Kim Thiềm động sau đó, nơi nhắc lên uy vọng cùng thanh danh. Dẫu sao ở hắn xem ra, lấy hắn thực lực, vậy tất nhiên có thể đem vậy mạ vàng Thiềm Thứ Vương chém xuống ngựa hạ, nếu không phải bởi vì là bọn họ Vân Long Sơn cùng Tử Viêm cung quan hệ. Bây giờ há lại cho Trần Phi cướp ở hắn Chu Long trước mặt, như thế uy phong. Được rồi, nếu là có cơ hội, đến có thể để cho ngươi biết một chút về. Trần Phi không mặn không lạt nói, giống như căn bản cũng không có đem đối phương nói bóng gió,
vậy ngạo mạn cùng sát ý coi vào đâu. Dẫu sao ở chỗ này trước thì có một người cùng hắn bây giờ như nhau, cũng là như vậy ngạo mạn cùng tự cho là đúng, nhưng còn bây giờ thì sao? Tên kia kết quả là cái gì? Thật ra thì Trần Phi cũng muốn xem bây giờ cái này cố ý tìm cha nhằm vào thằng nhỏ của hắn, kết quả có cái gì bản lãnh, là cái thứ gì? Phải không? Xem ra ngươi rất tự tin à? Vậy Chu Long lạnh lùng nói một câu, liền âm trầm chân lần nữa đi về phía trước, hắn thân phận bực nào, dĩ nhiên là khinh thường ở nơi này cùng Trần Phi nói nhiều nói nhảm. Như vậy chỉ sẽ làm hắn có mất thân phận. Chu Long như thế vừa đi, sau lưng vậy một đám Vân Long Sơn đội ngũ vậy tự nhiên không dám chần chờ, liền vội vàng đi theo đi. Chỉ có vậy Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong Lạc Bàng lưu tại chỗ ý vị sâu xa lạnh lùng nhìn Trần Phi một cái, cuối cùng lắc đầu một cái, vậy hướng vậy Hồng Sư Động bước vào. Nguyên bản, bọn họ Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử còn muốn bọn họ âm thầm mời chào cái này cái gọi là Minh Thần Động động chủ, bất quá từ đối phương bây giờ thái độ tới xem, lại dám đối với bọn họ Vân Long Sơn bất kính như vậy, lời nói ở giữa đối chọi tương đối gay gắt, ngược lại tựa như ư, vậy không cái đó cần thiết. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người hơi híp một chút. Sau đó liền gặp vậy Hồng Sư Đạo Nhân ở một bên đồng dạng là trơ cháo không cười, nói Trần Động Chủ, xin mời. Tự nhiên, Trần Phi gật đầu cười, theo vậy Hồng Sư Đạo Nhân bước vào Hồng Sư Động trong. Vừa tiến vào cái này Hồng Sư Động bộ, thật đúng là có khác một phen động thiên. Đại điện khoáng đạt thở mạnh, mái vòm như trời. Mau xem, là Vân Long Sơn Chu Long Chu Công Tử. T, đó không phải là Lạc Bàng Lạc Trưởng Lão sao? Hắn lại có thể vậy đích thân đến. Không chỉ là hắn, ta nghe nói vậy gần đây truyền rất nổi nóng Minh Thần Động Động Chủ cũng tới. Có thể đem vậy mạ vàng thiềm thử vương tiêu diệt, từ trước đến giờ vị kia cũng phải có chút bản lãnh, không biết là ai. Này, các người mau xem, đó không phải là Kim Thiềm Động lúc đầu phó động chủ Mông Nhất sao? Hắn làm sao đi theo một người trẻ tuổi sau lưng Vân, Vân, chẳng lẽ hắn chính là vị kia trừ đi mạ vàng thiềm thử vương Minh Thần Động Động Chủ? Làm sao như thế trẻ tuổi? Vân Long Sơn các người cùng với Trần Phi các người đi vào thời điểm, trong đại điện đã là có không ít người. Cái gì đó trước ở trên đường cũng đã nghe được Thanh Xà lão nhân, Tóc Đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân, vậy bất ngờ trong hàng. Bọn họ đều là luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thậm chí luyện khí tầng 9 cảnh giới, ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc khu vực cũng coi là một nhân vật. Lúc này đang thật cao ngồi trên. Bất quá khi bọn hắn gặp được Hồng Sư Đạo Nhân, Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử quan môn Chu Long, cùng với Vân Long Sơn một trong năm đại hộ pháp Lạc Bàng đi sau khi đi vào, lập tức đứng dậy chào đón, ngược lại thì Trần Phi mặt mũi quá mức trẻ tuổi cùng xa lạ, cũng làm cho rất nhiều người cũng bỏ quên. Chu Công Tử, Lạc Trưởng Lão, còn xin mời ngồi. Sau đó, liền gặp vậy Hồng Sư Đạo Nhân đem Chu Long cùng với vậy Lạc Bàng dẫn tới trong đại điện hàng trước nhất vị trí mặt. Cùng hắn Hồng Sư Đạo Nhân mình Thọ Tinh Công Chủ vị đặt song song. Mà ở đó một xếp chỗ ngồi, cũng chỉ thiết lập có 5 cái vị trí. Trừ hiện nay leo lên vị trí Chu Long cùng với Lạc Bàng Lạc Trưởng Lão, còn sót lại cũng chỉ có một người, chính là vậy Tây Phong Lĩnh Thanh Xà Lão Nhân, chính là phạm vi này gần ngàn bên trong uy danh hiển hách luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả, bàn về sức chiến đấu, không kém vậy Hồng Sư Đạo Nhân nhiều ít. Mà coi như là lấy hắn cảnh giới cùng thân phận, ở thấy Chu Long và vậy Lạc Bàng đến, cũng đều vẫn là trịnh trọng đứng dậy, trong miệng khách khí nói, Lạc Trưởng Lão, Chu Công Tử, Lão Phu Thanh Xà lần này để ý tới. Thanh Xà Lão Nhân khách khí, vậy Lạc Bàng nghe vậy lập tức cười tủm tỉm nói. Đối với giống như là Thanh Xà Lão Nhân loại này lợi hại luyện khí tầng 9 tán tu, các thế lực lớn cũng muốn lôi kéo, cho dù là lôi kéo không tới, cũng không khả năng tùy tiện đem vậy hy vọng cho đoạn tuyệt. Còn như Trần Động Chủ. Mà nhưng vào lúc này, Hồng Sư Đạo Nhân đem ánh mắt kia nhìn về Trần Phi, đến phiên hẳn an bài hắn chỗ ngồi thời điểm, nhưng cố ý dừng lại một chút, lộ vẻ được thật giống như có chút do dự cùng trần chờ. Theo lý thuyết, Minh Thần Động cùng Hồng Sư Động đồng loại với Tử Viêm Cung dưới quyền là 3 tòa động phủ một trong, mà vậy Trần Phi nếu có thể đem mạ vàng thiềm thử vương tiêu diệt, vậy khẳng định tất nhiên là có luyện khí tầng 9 cảnh giới sức chiến đấu hoặc là tu vi. Lý bởi vì có tư cách cùng vậy Thanh Xà Lão Nhân. Trưởng lão, Lạc Bàng sóng vai mà ngồi. Nhưng bây giờ, hắn Hồng Sư Đạo Nhân nhưng muốn cho vậy Trần Phi đánh phủ đầu ra oai nói. Trần Động Chủ, nếu không ngươi liền ngồi ở đây đi.
Sau đó liền gặp vậy Hồng Sư đạo nhân lại đem Trần Phi dẫn tới xếp hàng thứ hai vị trí mặt, cười nói. Tuy nói hắn bây giờ nơi là Trần Phi an bài vị trí, vậy giống vậy rất tốt, chính là xếp hàng thứ hai vị trí đầu não, hơn nữa còn là xếp hạng vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới tóc đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân các người trước mặt. Có thể hắn loại này được là đại biểu ý nghĩa, vẫn còn rõ ràng có chút không giống. Bởi vì là coi như là trước kia bị vậy Trần Phi diệt trừ mạ vàng thiềm thử vương tới, vậy nhất định sẽ bị giữ xếp hạng vậy hàng thứ nhất vị trí, mà bây giờ, Trần Phi đều đưa vậy mạ vàng thiềm thử vương giết chết, lại bị Hồng Sư đạo nhân an bài ở thứ hai xếp, đây coi là cái gì? Hồng Sư động chủ, cái này có phải hay không có chút không thích hợp? Chúng ta động chủ đại nhân là cái gì thân? Vậy Mông Nhất Thủ không nhìn được trước đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi nói. Hừ. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền nghe vậy Hồng Sư đạo nhân trùng trùng hừ lạnh một tiếng, giống như là một chuôi búa nện tàn nhẫn đánh vào Mông Nhất trong trái tim, người sau sắc mặt lập tức cũng có chút trắng bệch, trán toát ra mồ hôi lạnh. Mà vậy Hồng Sư đạo nhân sau đó lại đang thản nhiên nói, vậy liền một cái chỗ ngồi mà thôi, có cái gì có vừa hay không, Trần động chủ, ngươi nói sao? Đúng vậy, vậy liền một cái chỗ ngồi mà thôi, quả thật không việc gì có thích hợp hay không? Trần Phi híp mắt nhàn nhạt nói, rõ ràng đối phương đột nhiên tổn thương Mông Nhất ngón này, là rồi trả thù hắn mới vừa rồi ở Hồng Sư động bên ngoài tổn thương người gửi trọng thương. So sánh dưới, Mông Nhất bởi vì là tu vi không kém, cái này còn coi như là nhẹ. Sau đó liền gặp hắn tiện tay từ túi đựng đồ kia trong cầm ra một bình thuốc, mở nắp bình ra cái nắp, ngay tức thì đậm đà đan thơm liền giống như là dũng tuyển vậy xuất hiện, ánh sáng lóe lên, ánh sáng bạc vây quanh, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng ngay tức thì là thay đổi. Ngân văn đan dược, có người lắp ba lắp bắp run rẩy nói. Với bọn họ mà nói, coi như là cấp 2 lên trung hạ phẩm đan dược, chỉ cần là ngân văn. Vậy tuyệt đối là vô cùng chân quý, giá trị phi phàm. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bọn họ những người bình thường này căn bản cũng không có đường dây có thể lấy ngân văn đan dược. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng lại thấy Trần Phi vậy bình thuốc trong, lại có thể tất cả đều là bốn văn ngân văn đan dược. Cái này, kết quả này làm sao có thể à? Cầm đi ăn vào. Sau đó liền gặp Trần Phi từ vậy bình thuốc trong tùy tiện lấy ra một viên, ném cho Mông Nhất, nhàn nhạt nói. Mà hắn nói, trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được tim hung hăng co quắp một cái, hận không được mắng to Trần Phi đây quả thực là phá của. Phải biết, đây chính là bốn văn ngân văn đan dược à. Coi như bây giờ nhìn lại ước chừng chẳng qua là cấp 2 thượng phẩm, có thể hắn giá trị chi chân quý, bây giờ lại không có bất kỳ một người nào sẽ hoài nghi. Chỉ sợ cũng coi như là một vị luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong khi lấy được như vậy một viên cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, cũng bỏ không được loạn dùng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, vậy Mông Nhất chỉ là bị Hồng Sư đạo nhân cho trấn khí huyết phiên trào một chút, vậy Minh Thần động động chủ kết quả muốn cho hắn ăn vào như thế một viên cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Kết quả này có không có thiên lý, có tiền phá của vậy không phải như vậy bại chứ? Vậy Mông Nhất biết Trần Phi kỹ thuật luyện đan lợi hại, tầm thường bốn văn ngân văn đan dược thật là hãy cùng đường đậu tựa như được, tùy thiện luyện, cho nên cũng không nói nhảm, tiếp vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, lập tức mọi người ở đây phảng phất là cảm động lây, vậy thống khổ trong ánh mắt, trực tiếp đem nuốt xuống. Lẩm bẩm, chốc lát ở giữa, dược hiệu kia hiện đầy hắn thân thể, đem vậy trong cơ thể mới vừa rồi bị Hồng Sư đạo nhân chấn động đi ra ngoài nội thương, tất cả đều chữa khỏi. Không chỉ có như vậy, hắn giờ phút này cả người trên dưới nơi bộc lộ ra ngoài hơi thở, còn mơ hồ so với trước đó thật giống như cường hãn hơn liền mấy phần, giống như sắp đột phá. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây lại là lại, đau tim, lại không có tiếng nói. Đây chính là một viên cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược à, bây giờ cứ như vậy bị lãng phí, như thế bị lãng phí, bị lãng phí. Chợt, không ít người nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy khác thường. Cùng tham lam. Khác thường là, bọn họ hiển nhiên không nghĩ ra, Trần Phi đến tột cùng là từ đâu làm tới, nhiều như vậy một chai cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, điểm chính là còn giống bây giờ như thế xa xỉ, như thế phá của. Còn như tham lam là, như vậy một chai cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, chỉ sợ cũng coi như là Vân Long Sơn Chu Long, Lạc Bàng các người, cũng sẽ không động tâm chứ.
Lạc trưởng lão, vậy Chu Long âm thầm hướng Lạc Bàng truyền âm, mặc dù không có cụ thể nói gì, có thể lời kia âm ở giữa tham lam còn có kích động, nhưng là như thế nào đều không đem che giấu. Phải biết coi như là lấy hắn thân phận, cũng đều căn bản không có thể có biện pháp làm được nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ cái loại đó đan dược cực phẩm nhưng ở Trần Phi trong tay giống như là đường đậu vậy, tùy ý lãng phí, hắn tại sao có thể không ghen tị, không đỏ con mắt? Tìm một cơ hội đem thằng nhóc kia cho diệt trừ. Nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, cũng chỉ có chúng ta Vân Long Sơn mới có tư cách có. Vậy Lạc Bàng hiển nhiên cũng là đời này cũng không có gặp qua nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, đâu còn nhìn được. Biểu hiện so Chu Long còn không kham. Hắn trong lòng bây giờ mặt đã hoàn toàn là ở muốn như thế nào đem Trần Phi làm thịt, sau đó, đem vậy một chai cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược chiếm làm của mình. Nhiều viên như vậy đan dược cực phẩm, nếu là có thể cầm đi thành U Lang ra tay bán đi, cũng không biết sẽ là bao lớn một khoản tài sản à. Vì vậy cái này ngay tức thì, hắn đầy trong đầu đều là thuốc viên đan dược đan dược. Linh thạch linh thạch linh thạch. Mông nhất, còn không nhiều cảm ơn Hồng Sư Động chủ dạy bảo. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại híp mắt cười nói. Vậy Mông nhất nghe vậy cũng là không chút do dự, hướng vậy Hồng Sư Động giơ tay lên một cái, nói cảm ơn, đa tạ Hồng Sư Động chủ ngài dạy bảo. Lời vừa nói ra. Vậy Hồng Sư đạo nhân không khỏi mí mắt hung hăng quất sút ra, tâm tình xấu xa tới cực điểm, giống như là nuốt một con ruồi vậy khó chịu, nhưng mà, hắn nhưng bây giờ không có biện pháp phản bác cái gì, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có khổ không nói ra được, sậm mặt lại làm bộ như nhàn nhạt nói. Không việc gì, hắn qua loa lấy lệ sắc mặt khó coi nói. Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, cũng không nói gì nữa, mà là thẳng hướng vậy thứ hai xếp vị trí đầu não chỗ ngồi lên. Chẳng qua là hắn như thế một tòa, ở hắn bên cạnh tóc đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân các người, thì cũng trở nên có chút phía dưới mông không được tự nhiên. Bởi vì là bọn họ lại không ngốc, có thể đem vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược làm là đường đậu vậy lãng phí nhân vật, há lại là bọn họ có thể cùng chi sóng vai mà ngồi. Hồng Sư đạo nhân muốn cho đại nhân vật như vậy hạ mã uy, nhưng bọn họ cũng không muốn nhảy vũng nước đục này à. Nghĩ đến đây. Vậy tóc đỏ đạo nhân cùng với Lý Vinh Quân các người theo bản năng nhìn nhau một cái, rồi sau đó vậy cái mông thật sự là có chút ngồi không nổi nữa, rối rít đứng dậy, cười theo nói, vậy chúng ta vẫn là ngồi ở phía sau đi đi. Dứt lời, liền gặp bọn họ ngồi vào thứ ba xếp vị trí mặt đi. Nhưng vấn đề là bọn họ không dám trêu chọc Trần Phi, thứ ba xếp những tên kia cũng không dám trêu chọc bọn hắn à. Vì vậy, nguyên bản ngồi ở xếp hàng thứ ba người vậy từng cái trong lòng kêu khổ. Trên mặt cười theo đứng dậy, đẩy tới thứ tư xếp. Mà vậy xếp hàng thứ tư người chính là bởi vì là thật ở không đường có thể lui, chỉ có thể lựa chọn đứng. Vì vậy, toàn bộ Hồng Sư Động trong đại điện đi theo liền xuất hiện một cái rất là tức cười tình cảnh. Nguyên bản, vậy trong đại điện chỗ ngồi đều là đủ, nhưng bây giờ nhưng gắng gượng có như vậy rất nhiều người cũng chỉ dám đứng, chỗ ngồi trống rỗng không người ngồi. Thấy tình cảnh này, vậy Hồng Sư đạo nhân trên mặt thần sắc trực tiếp là âm trầm đến so đáy nổi còn khó hơn xem. Hắn cái này không phải ở cho Trần Phi hạ mã uy à. Nhất định chính là đang giúp đối phương đùa bỡn uy phong à. Đáng chết, thằng nhóc kia đến tột cùng là từ đâu làm tới nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Nếu không phải bởi vì là những đan dược kia, kiêng kỵ có thể lấy những đan dược kia đường dây, tóc đỏ cụ già, Lý Vinh Quân những người đó. Làm sao sẽ làm ra bực này tức cười buồn cười sự việc? Thật là lẽ nào lại như vậy? Đan dược ẩn chứa sức ảnh hưởng, uy hiếp tính, vào giờ khắc này hoàn toàn hiện ra tinh tế. Cái này thật ra thì hãy cùng trên trái đất những cái kia cái gọi là đồng xanh, bạc trắng, hoàng kim, kim cương thẻ khách quý, thẻ tín dụng là một cái đạo lý. Người đại biểu thân phận cùng với sức ảnh hưởng. Thử nghĩ một chút. Nếu là trên trái đất có người có thể đủ cầm ra ước chừng chỉ có một phần một triệu, thậm chí ngàn một phần vạn, vô cùng một số ít người mới có thể có được thế giới ngân hàng cao cấp thẻ khách quý, coi như người nọ mang dép, cả người rách dưới, người dám trêu chọc hắn sao? Đây là rất lộ ra thấy rõ tỷ dụ, sợ rằng phàm là hơi có chút đầu óc người, cũng không thể làm ra ngu xuẩn như vậy sự việc. Mà bây giờ vậy tóc đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân các người cử động mặc dù nhìn như tức cười. Thậm chí có chút hèn yếu nhát gan, có thể không nói,
đây mới thực sự là cách làm của người thông minh. Người dày dạn kinh nghiệm. Dẫu sao, bọn họ cũng không nghĩa vụ là Hồng Sư đạo nhân muốn cho Trần Phi hạ mã uy loại này cử động mà trả tiền. Hồng Sư động cùng vậy Minh Thần động giữa bất hòa, hai lỗ lớn chủ giữa cân nhắc đánh cờ, có thể cùng bọn họ những thứ này tán tu một chút giám quan hệ cũng không có à? Hừ, đáng chết. Ngay sau đó, ở nơi này dạng lộ vẻ được tức cười, nhưng lại nhưng là chuyện đương nhiên dưới tình huống, vậy Hồng Sư đạo nhân tuy sắc mặt thật không tốt xem, xanh mét, phiền muộn tới cực điểm, khóe miệng co quắp, có thể hắn đến cuối cùng vậy vẫn là chỉ có thể đánh rụng răng đi trong bụng nuốt, trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một chút nụ cười, hướng vậy Trần Phi nói, nếu không, Trần động chủ ngươi nếu là đến trước mặt đi ngồi đi. Tuy nói bởi vì là vậy Minh Thần động biên giới Hắc Huyền Đồng quặng mỏ sự việc, hắn là muốn chèn ép một chút Trần Phi, tốt nhất là có thể làm cho hắn cúi đầu, thậm chí thỏa hiệp. Cứ như vậy, cũng tốt là hắn Hồng Sư động thần không biết quỷ không hay chiếm hữu vậy Hắc Huyền mỏ đồng động, chiếm hữu vậy trong hầm mỏ chôn sâu Hắc Huyền đồng tinh chôn phục bút, trước thời hạn làm xong cửa hàng. Có thể lời tuy như vậy, nhưng bỏ mặc nói thế nào, hôm nay vẫn là hắn Hồng Sư đạo nhân 150 tuổi trường thọ chi tiệc. Như chính hắn đều đưa hết thảy các thứ này tự mình làm hỏng, truyền đi, hắn là chân thực có chút không ném nổi người này à. Có thể hắn lại không có nghĩ tới, trước là hắn chính miệng nói phải đem Trần Phi chỗ ngồi an bài tới thứ hai xếp, nhưng bây giờ nhưng bởi vì là sự việc làm hỏng, muốn cho Trần Phi hạ mã uy nhưng ngược lại bị Trần Phi đùa bỡn uy phong, bây giờ không có biện pháp, lại chỉ có thể muốn Trần Phi đi thứ nhất xếp liền ngồi, chỗ ngồi nói đổi liền đổi. Cho nên, sau đó Trần Phi nghe vậy chẳng qua là mí mắt hơi đưa lên một chút, ánh mắt bình thản nhìn một cái vậy Hồng Sư đạo nhân, cái mông mang cũng không có mang một chút, lười biếng nói, đa tạ Hồng Sư động chủ ý tốt, bất quá, ta cảm giác vị trí này vậy thật tốt, lười được đổi, cứ như vậy đi. Ừ, tại chỗ không ít người sắc mặt cũng hơi đổi một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy không cho Hồng Sư đạo nhân mặt mũi, lựa chọn cự tuyệt. Tuy nói bọn họ không muốn dính vào Hồng Sư đạo nhân muốn cho Trần Phi hạ mã uy sự việc, nhưng bọn họ nhưng cũng rất rõ ràng. Thật muốn bàn về lợi hại, Hồng Sư đạo nhân sợ rằng tuyệt đối là muốn so với cái gì đó Minh Thần động động chủ lợi hại nhiều lắm. Dẫu sao, Hồng Sư đạo nhân sớm ở hơn 10 năm trước, thì đã nghe nói cùng luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong động tới tay, đến cuối cùng, mặc dù rất hiển nhiên là không địch lại, có thể loại chuyện này thực nơi ý nghĩa chính là cái gì, tại chỗ không có bất kỳ một người nào sẽ không biết. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Hồng Sư đạo nhân cũng đã chọn lựa chủ động cúi đầu, vậy Minh Thần động động chủ lại còn không muốn lúc này bỏ qua. Chẳng lẽ, hắn là thật muốn cùng Hồng Sư đạo nhân đấu một trận, làm ồn ào? Chỉ bằng hắn tên như vậy, trẻ tuổi như vậy, sẽ có như vậy tư cách cùng thực lực sao? Cái này có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình, tự cho là? Trần động chủ, ngươi, chắc chắn. Nghe vậy vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt không ra ngoài dự liệu ngay tức thì âm trầm. Chuông đồng kia vậy to lớn mắt hổ lạnh lùng nhìn Trần Phi, có một loại đáng sợ cảm giác bị áp bách, nói. Làm sao, Hồng Sư động chủ ngươi là không có nghe rõ ta lời mới vừa nói. Tốt lắm, không có nghe rõ ta thì lặp lại lần nữa, ta cảm thấy vị trí này rất tốt, lười được đổi, cứ như vậy đi. Có thể Trần Phi nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Giống như đáng sợ kia cảm giác bị áp bách căn bản cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhìn một cái khí thế kia bức bách người Hồng Sư đạo nhân, nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào lúc này bỏ qua ý nghĩa. Làm trò đùa, chỗ ngồi này ngươi nói đổi liền đổi, liền không đổi thì không đổi, hắn Trần Phi nếu là cũng làm theo, mặt hắn để nơi nào. Chính là một con hổ yêu thật đúng là đem mình làm là cái gì nhân vật không tầm thường. Thật là nghĩ quá nhiều. Được. Rất tốt, nếu Trần động chủ ngươi cảm thấy chỗ ngồi này tốt, vậy ngươi cứ tiếp tục ngồi đi, tốt nhất có thể ngồi an ổn một ít. Hừ, vậy Hồng Sư đạo nhân một mặt xanh mét, sắc mặt âm trầm cũng sắp có thể tích xuất nước. Sau đó liền gặp hắn trùng trùng hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nói. Ta tự nhiên ngồi được an ổn, Trần Phi không mặn không lạt cười một tiếng, nói. Vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt lại là trầm xuống, mắt lộ ra vẻ giận dữ vẻ. Ha ha. Xem ra ngươi ngược lại có chút tự biết mình. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ âm lãnh thanh âm già nua, nhưng là đột nhiên truyền tới. Mọi người tại đây ngẩn ra, Mông Nhất cùng Minh Thần động đội ngũ cùng với Trần Phi đều là nhướng mày một cái, theo thanh âm nhìn lại, nhưng phát hiện vậy đang ngồi ở thứ nhất xếp chỗ ngồi,
Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng, chính diện mang cười lạnh nhìn chăm chú nhìn bọn họ. Ta cho là ai nhiều như vậy miệng, nguyên lai là Vân Long Sơn Lạc trưởng lão. Làm sao, Lạc trưởng lão người đối với ta Trần Phi có ý kiến? Trần Phi chẳng qua là nhìn vậy Lạc Bàng một cái, liền sau đó liền gặp hắn đem thu hồi ánh mắt lại, giống như là không đếm xỉa tới mở miệng, có thể vậy trong lời nói lạnh lùng, cùng với cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lúc ẩn lúc hiện hàn mang, nhưng làm người ta không tự kìm hãm được tim có chút thu chặt đứng lên. Lão già này, còn có vậy kiêu ngạo cùng một ngu đần tựa như được người, tựa hồ là ở cố ý nhằm vào hắn à? Là cảm thấy hắn Trần Phi dễ khi dễ, vẫn là cùng vậy Hồng Sư đạo nhân ôm ý tưởng giống nhau, muốn cho hắn cái này người ngoại lai, người mới, đánh phủ đầu ra oai, chèn ép hắn. Vậy Lạc Bàng nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên ở giữa trầm một cái, chợt liền gặp hắn âm lãnh cười một tiếng, quay đầu đi, đối với vậy bên cạnh Chu Long cười nói, Tiểu Long, ngươi thấy được sao? Cái gì ngựa nhỏ cún con cũng lấy là chính hắn có tư cách cùng chúng ta cũng xếp hàng ngồi, thật không biết loại người như vậy là quá mức tự cho là đúng, vẫn là căn bản cũng không rõ ràng mình thân phận, cùng tầng thứ, là cái gì chứ? Loại người này đương nhiên là quá ếch ngồi đáy giếng, tự cho là mình là thứ gì? Vậy Chu Long nghe vậy ngạo nghễ cười lạnh cười, sau lại lắc đầu, trong ánh mắt kia mịt mờ hiện lên có một món tham lam, ghen tị, ngạo mạn, vặn vẹo các loại tâm trạng tập hợp, lại không bị người phát giác. Sau đó, liền gặp hắn phảng phất là thờ ơ vậy, thản nhiên nói, theo ta xem, cái này thứ nhất xếp có ta cùng Lạc trưởng lão, còn có Thanh Xà lão nhân cũng đã đủ. Những người khác, giống như là không tư cách ngồi qua tới, Lạc trưởng lão ngươi nói sao? Chính hắn rõ ràng liền mới chỉ là một luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, lời nói này, như vậy ngạo mạn tư thái, nhưng thật giống như đem mình tạo thành là cùng vậy Thanh Xà lão nhân đồng bối phần, đồng đẳng cấp luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả như nhau. Liền liền trong miệng gọi đều không quên đem chính hắn sấn thoái thác rất cao vị trí, giống như là thật giống như hắn là cái gì rất lớn nhân vật lợi hại như nhau. Vậy Thanh Xà lão nhân già nua trong con ngươi thoáng qua một tia khó chịu. Nhưng ngại vì vậy Chu Long thân phận, và vậy Vân Long Sơn lợi hại, hắn vậy không nói gì. Ngươi nói ta không tư cách ngồi đó hàng thứ nhất vị trí. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên vang lên. Nghe vậy, mọi người tại đây ngẩn ra, rồi sau đó bọn họ chính là theo bản năng hướng vậy Trần Phi nguyên bản nơi ngồi ở thứ hai xếp vị trí đầu não vị trí nhìn. Chẳng qua là lúc này, Trần Phi cũng đã từ vị trí kia lên đứng lên, mặt không cảm giác. Sau đó liền gặp hắn trực tiếp hướng vậy thứ nhất xếp hạng đưa đi đi. T. Thấy tình cảnh này, nhất thời tại chỗ không ít người con người đều là co giúp một cái. Tên này là muốn cùng Vân Long Sơn đối nghịch. Trần Phi hướng vậy thứ nhất xếp hạng đưa sắc mặt hờ hững đi tới. Thân là Minh Thần Động động chủ, một động đứng đầu, tự nhiên là có tư cách ngồi đó trong đại điện nhất hiển hách vị trí. Mà ở thấy Trần Phi lại có thể thật dám hướng bọn họ bên này bước đi tới. Vậy Chu Long, còn có vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng, trong nháy mắt sắc mặt cũng đổi rất khó khăn xem. Mà ở thấy Trần Phi lại có thể thật dám hướng bọn họ bên này bước đi tới, vậy Chu Long, còn có vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng, trong nháy mắt sắc mặt cũng đổi rất khó khăn xem. Bởi vì là bọn họ mới vừa nói đến, một ít người, không có tư cách cùng bọn họ ngồi ở cùng một hàng vị trí, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ vậy, một ít người. Nhưng trực tiếp là công khai không thấy bọn họ nói, hướng bọn họ lúc này nơi ngồi ở thứ nhất xếp chỗ ngồi đi tới, đây coi là cái gì? Là bọn họ nói không có phân lượng, vẫn là cái này chó má, chính là muốn đặc biệt cùng bọn họ đối nghịch. Muốn thật là như vậy, bọn họ bây giờ thật mặc cho Trần Phi an an ổn ổn ngồi vào bọn họ lúc này nơi ngồi ở thứ nhất xếp vị trí mặt, như vậy cùng trực tiếp một cái tát hô ở trên mặt bọn họ bao lớn khác biệt. Đây hoàn toàn, một chút khác biệt cũng không có. Nghĩ đến đây, vậy Lạc Bàng trực tiếp là nhướng mày một cái, lạnh lùng mở miệng nói, thật là cuồng ngông, không hiểu quy củ, lúc nào ngươi loại này tiểu bối cũng có tư cách cùng ta Lạc Bàng, ta Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử quan môn Chu Long, Thanh Xà lão nhân ngồi ở một hàng vị trí. Ngươi có như vậy tư cách sao? Chuyện này cùng ta không quan hệ. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền gặp vậy Thanh Xà lão nhân không chút do dự liền đứng lên, từ vị trí kia lên đi tới. Bày tỏ chính hắn có thể cùng cái này chuyện hư hỏng mà không có chút nào, một chút xíu quan hệ. Hắn cũng không muốn không giải thích được bị Lạc Bàng âm hiểm kéo xuống nước,
cuốn vào loại này thị phi chính giữa. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng có chút không ưa Vân Long Sơn những tên kia, hừ, thật coi mình là thứ gì, đồ chơi gì. Thấy tình cảnh này, gặp vậy Thanh Xà đạo nhân không chút do dự liền đem chính hắn lời nói lật đổ, vậy Lạc Bàng dĩ nhiên là không khỏi trong lòng một hồi giận lên, thầm mắng lão già này thật là không tán thưởng. Bất quá, vậy Thanh Xà lão nhân dù sao cũng là cái này ưng giản hạp cánh Bắc hung danh hiển hách luyện khí tầng 9 động chủ cấp tán tu, cho dù là không cho hắn Lạc Bàng mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nín. Trừ phi hắn nguyện ý nhân tiện cũng đem cái này hung danh hiển hách lão già kia vậy một thuận mà đắc tội, vậy còn không sai biệt lắm. Chỉ tiếc, hắn Lạc Bàng mặc dù từ dự là địa vị là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, có thể muốn cho hắn vô duyên vô cớ đi đắc tội một vị cùng cấp bậc, thậm chí mơ hồ sức chiến đấu còn so hắn càng lợi hại hơn luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả. Hắn vẫn là không có như vậy nóng nảy, cùng quyết đoán. Mà Trần Phi, tuy nói hắn có thể đem mạ vàng thiềm thử vương diệt trừ, có thể là có luyện khí tầng 9 cảnh giới hoặc sức chiến đấu, có thể loại chuyện này, tai nghe là thật mắt gặp là giả. Ai biết đến tột cùng là thật là giả. Thật ra thì, chủ yếu nhất vẫn là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu từ bề ngoài tới xem, thật sự là quá trẻ tuổi, cho nên làm những cái kia đã thành thói quen liền cậy già lên mặt, tự cho là đúng người, điều kiện phản xạ sẽ đem coi thường. Nhận là loại này tuổi quá trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu, coi như có thể có chút thủ đoạn, lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Không sai, Lạc trưởng lão nói không sai. Họ Trần, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất trung thực ngoan ngoãn hồi ngươi chỗ mình ngồi đi, nếu không, đừng trách ta Chu Long đối với ngươi không khách khí. Vậy Chu Long nghe vậy vội vàng lên tiếng đáp lại, sau đó liền gặp hắn nhìn về Trần Phi ngạo nghễ nói, vậy trong con ngươi ẩn hiện ghen tị cùng vặn vẹo. Dĩ nhiên, trừ cái này ra một màn kia tham lam lại là đậm đà vô cùng. Lao chi không đi. Rất hiển nhiên, tên này tuyệt đối là một mực không quên Trần Phi trong tay, vậy ngay ngắn một cái bình cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Như vậy vô cùng vật phẩm, cũng chỉ có hắn Chu Long mới có tư cách có. Cái này chó má là thứ gì, căn bản cũng không có tư cách có vậy ngay ngắn một cái bình cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Như vậy vặn vẹo còn có tham lam ý niệm một mực quanh quẩn hắn trong lòng, làm hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi gương mặt, càng lộ vẻ ghen tị cùng dữ tợn. Nhìn hết sức xấu xí. Nghe vậy thấy vậy, đối mặt như vậy khiêu khích, Trần Phi nhưng chỉ là sắc mặt lạnh lùng mí mắt vừa nhấc, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ngay khi vậy bình tĩnh sắc mặt dưới, vậy ngậm lạnh ý, nhỏ câu khóe miệng phun ra lời nói, nhưng là làm được cái này cả tòa đại điện trong, đều là làm yên tĩnh lại. Ngươi nếu là thật xương nhột, ta không ngại bây giờ sẽ giúp ngươi buông lỏng một chút. Đại điện bỗng nhiên ở giữa yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Trần Phi. Hiển nhiên bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, coi như tên này hiện đang nắm trong tay liền minh thần động, thành là động chủ, có thể vậy Chu Long lại là thân phận bực nào. Hắn nhưng mà Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử đệ tử quan môn. Vậy Chu Long như vậy tôn quý và làm người ta kiêng kỵ thân phận, hiện tên này, vậy cái gọi là minh thần động động chủ, lại dám như vậy cùng nói đến nói. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đắc tội người, từ đó làm vậy Vân Long Sơn tìm được cớ, thu sau cùng chi tính sổ. Tên này chẳng lẽ là được Thất Tâm Phong sao? Vậy quá to gan đi. Không chỉ là vậy tại chỗ những người khác, thậm chí coi như là vậy Mông Nhất cùng với minh thần động đội ngũ, hiện vào lúc này bọn họ thật ra thì đều có chút thiếu ý trợn tròn mắt. Tuy nói bọn họ đều biết Trần Phi không chỉ có sức chiến đấu, thiên phú, tiềm lực khủng bố, còn là một vị thân phận tôn quý luyện đan sư. Nhưng vấn đề là, vậy Chu Long dẫu sao nhưng mà Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử đệ tử quan môn. Như vậy thân phận, đó là bực nào dọa người cùng hiển hách. Nhất là ở bọn họ phạm vi này vài trăm dặm trong phạm vi, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả thế lực, đều là lâu dài, tích lũy lâu ngày bao phủ ở đó Vân Long Sơn âm uy dưới. Trong lòng đã sớm là bị gieo bóng mờ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, bọn họ động chủ loại này được là có phải hay không, có phải hay không có chút quá xung động? Bất quá tổng thể với Trần Phi cường thế, và mấy ngày nay bọn họ đối với Trần Phi biết ân biết rõ, bọn họ ai cũng không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Oanh! Ngươi nói gì? Tự tìm cái chết! Rồi sau đó một khắc sau, vậy Chu Long sắc mặt đại biến, vô án, căm tức nhìn Trần Phi. Một cổ khiếp người luyện khí tầng 8 đỉnh cấp khí thế lúc này từ hắn bên trong thân thể tung tóe ra,
lộ vẻ được vô cùng là khủng bố, ngay tức thì tràn ngập vậy cả tòa đại điện trong. Cảm nhận được cổ khí thế kia mãnh liệt cùng mạnh mẽ, tại chỗ không ít người cũng sắc mặt bỗng nhiên ở giữa đổi một cái, có chút trắng bệch. Cái này Chu Long không hổ là Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử đệ tử quan môn, thật là lợi hại à. Trần Động Chủ, người đang nói gì? Còn không mau mau hướng Chu Long Chu Công Tử nói xin lỗi. Vậy Hồng Sư Đạo Nhân cũng là lập tức nói, bất quá hắn hiện vào lúc này cả người nhưng đứng ở đàng xa hai tay bao bọc, mặt đầy cười nhạt, nhìn hết thảy các thứ này, dưới chân bước chân động cũng không có nhúc nhích ý nghĩa. Hiển nhiên, hắn bây giờ nhưng mà ước gì Trần Phi cùng Vân Long Sơn ồn ào. Bởi vì là đây chính là chó cắn chó, một miệng mao. Hắn ở bên cạnh xem cuộc vui chẳng lẽ còn khó chịu. Nói xin lỗi, Hồng Sư Động Chủ ngươi vậy thật là quá để mắt hắn, chính là một cái luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, ở trong mắt ta liền so làm là một con chó, cũng không bằng. Loại hóa sắc này, có tư cách bị được ta Trần Phi nói xin lỗi. Có thể nghe nói, Trần Phi hơi bĩu môi, rồi sau đó từ hắn trong miệng ói ra, trực tiếp là làm trong đại điện tất cả mọi người đều ngu, sắc mặt giống như là bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn lại dám nói Chu Long là một con chó. So chó cũng không bằng. Cái này họ Trần chẳng lẽ là đã điên rồi? Được, thật rất tốt. Xem ra ngươi là thật không đem ta Vân Long Sơn coi vào đâu. Lại dám hướng ta Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử quan môn nói như vậy. Sau đó, vậy Chu Long cũng còn không tới kịp mở miệng, ở hắn bên người vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng cũng đã lạnh lùng nói. Trong mắt đã lộ ra sát cơ. Vừa nói, hắn trong mắt còn rất hiển nhiên nổi lên cười nhạt vẻ, vậy thần sắc giễu cợt lộ vẻ được đùa cợt vô cùng. Hắn đang giàu không mượn cớ cùng Trần Phi ồn ào, không nghĩ tới tên này cứ như vậy, thức thời, quản đưa tới cửa, tự tìm đường chết. Lúc này, coi như bọn họ trực tiếp cùng Trần Phi trở mặt, truyền đi, tin vậy Tử Viêm cung vậy không có biện pháp nói gì chứ. Đây chính là cái này chó má mình tìm, oán không được bọn họ Vân Long Sơn. Bất quá hắn đổ nhưng cũng không nghĩ tới. Cái này họ Trần, lá gan lại thật có lớn như vậy, đây là liền bọn họ Vân Long Sơn cũng không sợ, đều không coi vào đâu sao. Ha ha, thật lấy là mình là thứ gì? Nghe vậy thấy vậy, vậy Chu Long cũng là mặt đầy nổi lên dữ tợn, vặn vẹo, cùng với tham lam, vẻ ghen tị, nhìn về Trần Phi, uy nghiêm nói, Lạc trưởng lão nói không sai, thật lấy là bắt lại cái mạ vàng thiềm thử vương liền cảm giác được mình có thể ngất trời. Nói cho ngươi, ở chúng ta Vân Long Sơn trước mặt, vậy mạ vàng thiềm thử vương cùng con kiến không việc gì khu vực, mà ngươi, liền vẻn vẹn chỉ là giết chết một con kiến mà thôi, lại dám đối với ta Chu Long cản rỡ phách lối, thật là tự tìm cái chết. Phải không, coi như vậy mạ vàng thiềm thử vương là con kiến, coi như bằng ngươi loại phế vật này, sợ rằng liền vậy con kiến cũng kém hơn chứ. Ha ha, ngươi là thứ gì, ta Trần Phi trước mặt còn chưa tới phiên ngươi loại này ngu đần, ngông cuồng như vậy. Trần Phi khinh thường nói. Ngươi nói gì? Vậy Chu Long nghe vậy một mặt ngay tức thì bị tức được đỏ lên, xanh lơ một hồi trắng một hồi, cả người run rẩy, đôi mắt đỏ lên, giống như là muốn phun lửa đi ra. Trần Phi lời này thật là làm hắn cảm thấy vô cùng lớn làm nhục, có thể mấu chốt hắn còn không thể nào cãi lại. Bởi vì là bàn về sức chiến đấu, hắn quả thật không bằng mạ vàng thiềm thử vương lợi hại. Cái này là công nhận, hắn coi như muốn tranh cãi, cũng là không công. Tại chỗ nhiều người như vậy lại không phải người ngu, người nào không biết. Ta nói gì ngươi nghe không hiểu, vẫn là ngươi là người điếc nghe không gặp. Trần Phi lạnh lùng khinh thường nhìn hắn, uy nghiêm nói, chính là một cái Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử, ngươi thật đúng là lấy là chính ngươi là thứ gì. Ta đây muốn xem, chỉ bằng ngươi loại phế vật này, có thể làm ta thế nào. Giao. Trần Phi lời vừa nói ra, toàn điện khiếp sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng giống như là, thấy người chết vậy. Liền Hồng Sư Đạo Nhân cũng không ngoại lệ. Mặc dù thật ra thì trong lòng của hắn cũng nghe khinh thường Chu Long cái phế vật này, có thể không khỏi không thừa nhận, sau lưng vậy Vân Long Sơn ba chữ to, là đích thực làm có phách lối vốn. Dẫu sao phải biết, vậy Vân Long Sơn có thể có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả à, cái gì khái niệm? Ở bọn họ cái này ưng giản hạp cánh bác bên trong khu vực nhất định chính là đại biểu vô địch. Nếu không phải như vậy, người cảm thấy Tử Viêm cung bằng cái gì có thể dễ dàng tha thứ Vân Long Sơn phát triển lớn mạnh đến ngày hôm nay.
Cái này thì chỉ là bởi vì là một vị kia, Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, tiền nhậm trưởng giáo, Ngọc Đàn chân nhân. Mà bây giờ Trần Phi như vậy lời nói cùng được là, hoàn toàn chính là ở lại giám phạm thượng, khiêu khích một phương có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trấn giữ siêu cường thế lực uy nghiêm. Hắn là thứ gì, dựa vào cái gì, có như vậy tư cách sao? Ha ha, tốt, rất tốt, ta Lạc Bàng ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc khu vực tung hoành nhiều năm như vậy, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe có người dám như thế cùng chúng ta Vân Long Sơn nói chuyện. Người đến, cho ta đem cái này không biết trời cao đất rộng chó má, bắt lại. Vậy Lạc Bàng giận dữ ngược lại cười. Còn sót lại vậy Vân Long Sơn đội ngũ cùng với Chu Long vậy trực tiếp là động, đứng dậy hướng Trần Phi xông tới, cặp mắt mang cười nhạt vẻ, thần sắc giễu cợt vô cùng. Ở bọn họ xem ra, Trần Phi đây hoàn toàn chính là tìm chết được là. Hoàn toàn không biết sống chết. Oanh! Các người ai dám, nghe vậy thấy vậy vậy mông nhất hung hăng cắn răng. Tốt hơn theo sau đứng ra, đôi mắt trợn tròn, tức giận quát lên. Tựa hồ căn bản cũng không biết đây cũng không phải là bọn họ Minh Thần Động, mà vậy Vân Long Sơn đội ngũ, vậy là có thể muốn mạng hắn. Ha ha, ha ha ha, có ý tứ, chính là một yêu thú cấp 1-2 trung kỳ lại cũng dám ở ta Lạc Bàng trước mặt kêu la om sòm, họ Trần, xem ra ngươi cùng thủ hạ ngươi đều là như thế không có đầu óc, cuồng ngông rốt nát. Vậy Lạc Bàng uy nghiêm cười nói. Nhấc tay một cái, trong ánh mắt hàn mang chớp mắt. Cùng lúc đó, vậy Chu Long sau lưng mấy cái Vân Long Sơn tu sĩ cũng là lập tức mặt mang cười nhạt, bán ra động lực. Trong đại điện ở giữa vô căn cứ nổi lên một hồi cuồng phong, vậy trong cuồng phong trực tiếp là nhấc lên lẫm liệt chùm ánh sáng. Vây quanh ở đó lăng liệt chùm ánh sáng phía trên là từng cái lớn chừng ngón cái, vô cùng sắc bén xoay tròn điểm sáng, tương tự với từng đạo mang trông tiểu nhân ánh sáng vòng tròn, khí thế cuồn cuộn. Uy thế đáng sợ, chớp mắt ở giữa trực tiếp là hướng vậy mông nhất vặn cổ đi. T, thủ đoạn thật là lợi hại, lão phu dù cho có luyện khí tầng 8 cảnh giới tu vi, đang đối mặt như vậy kinh khủng chiêu thức thủ đoạn, vậy cảm giác không đỡ được. Gặp vậy Vân Long Sơn đội ngũ hợp kim cùng ra tay, mọi người tại đây sắc mặt không khỏi biến, lại lần nữa nhìn về mông nhất cùng với Trần Phi ánh mắt, hãy cùng là xem người chết không việc gì khác biệt. Liền vậy mông nhất lúc này sắc mặt cũng có chút run rẩy cùng tái nhợt. Bực này thế công, ở hắn xem ra, thật là tựa như cùng là có thể đem hắn cả người cắn nát không khác biệt. Chân thực quá mức nguy hiểm cùng lợi hại. Được rồi, lui ra đi. Bất quá liền sau đó một khắc, một cái tay lại đột nhiên xuất hiện ở bả vai hắn lên, sau đó một cổ không cách nào kháng cự lịch luyện liền đem hắn cả người trực tiếp là về phía sau kéo một cái. Thấy tình cảnh này mọi người nhất thời sững sốt một chút. Lại cẩn thận xem, nhưng phát hiện là Trần Phi từ vậy chỗ ngồi đứng dậy, bắt đầu ra tay. Chỉ gặp hắn đem mông nhất bắt hắn sau lưng, sau đó nhìn vậy đánh tới đông đảo Vân Long Sơn đội ngũ hợp lực mạnh mẽ thủ đoạn công kích, một vươn tay ra, năm ngón tay đều dương, một cổ khí tức nóng bỏng chính là ở ngay tức thì xuất hiện. Oanh! Chỉ nghe được nặng nề vang lớn, vậy giữa không trung đột nhiên hiện ra một đạo hỏa diễm cuồn cuộn cự kiếm, vây quanh mọi người tại đây không biết lai lịch ngọn lửa. Khẽ run lên, liền trực tiếp là hướng vậy phía trước hung hăng chém đi ra ngoài. Như vậy một màn trực tiếp là làm mọi người tại đây đều không khỏi lần nữa ngớ ngẩn. Bởi vì là, bọn họ cũng không có từ ngọn lửa kia cự kiếm lên cảm nhận được quá mức hung tàn lực lượng. Chẳng lẽ nói, cái này cái gọi là Minh Thần Động động chủ, thực lực cũng chỉ có loại này tầm thường trình độ. Muốn thật là như vậy nói, hắn dựa vào cái gì có tư cách đi khiêu khích vậy Vân Long Sơn à? Là đầu óc có vấn đề, không biết sống chết sao. Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Thậm chí liền liền vậy Lạc Bàng, liền vậy Chu Long, liền vậy Vân Long Sơn đội ngũ trên mặt hay không là hiện lên đùa cợt vẻ khinh thường. Bởi vì là liền loại trình độ này, bọn họ tựa hồ nhắm mắt lại cũng có thể đem nghiền diệt sạch sẽ. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, nhưng là làm tất cả mọi người tại chỗ cũng ngay tức thì nán lại. Bởi vì là chỉ gặp vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cự kiếm ước chừng chẳng qua là cho vậy quanh quẩn trong vòng tròn lẫm liệt chùm ánh sáng đụng nhau lên sau đó, ầm một tiếng rên, vậy người sau chính là trực tiếp bị nghiền ép đến, hài cốt không còn, sạch sẽ. Hơn nữa nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Phi một kiếm này vô cùng dứt khoát đem vậy lẫm liệt chùm ánh sáng chặt đứt, nghiền diệt sau đó, vậy dư lực lại là trực tiếp nổ lên. Đếm không hết lớn chừng ngón cái ngọn lửa tựa như là ùng ùng rớt xuống hỏa diễm kiếm mưa vậy,
khoảnh khắc ở giữa tựa như là bạo phong mưa mau vậy, hung hăng kích động ở đó một đám Vân Long Sơn người trên thân ngựa. Rồi sau đó ngay tức thì, người ngưỡng mã phiên, máu tươi ói như điên, nhuộm đỏ mặt đất. Lực lượng kinh khủng nhấc lên từng cơn cuồng phong lại là ở vô cùng trong thời gian ngắn, trực tiếp đem cả tòa đại điện bên trong cũng vét sạch một lần, uy phong cuồng liệt làm người ta sợ. Phịch, phịch, phịch. Sau đó chính là từng đạo thân thể rủ xuống té xuống đất thanh âm vang lên. Vậy Vân Long Sơn đội ngũ tất cả, không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều bị trọng thương. Trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, yên tĩnh được liền người tiếng hít thở cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Cho tới nay, tất cả mọi người biết Trần Phi là trừ đi vậy mạ vàng thiềm thử vương, mới thành công ngồi lên bây giờ cái này minh thần động động chủ vị trí. Mà vậy mạ vàng thiềm thử vương, tuy không phải yêu thú cấp 2 hậu kỳ, có thể hắn có sức chiến đấu nhưng là phạm vi này mấy trăm cây số trong phạm vi công nhận mạnh mẽ. Thậm chí liền tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả, cũng biết kiêng kỵ ban đầu mạ vàng thiềm thử vương. Cho nên Trần Phi có thể diệt trừ mạ vàng thiềm thử vương. Thành công ngồi lên hiện nay cái này minh thần động động chủ vị trí, thực lực, đúng là hẳn là rất lợi hại và mạnh mẽ. Bất quá, loại chuyện này mà Thủy Chung là tai nghe là giả mắt gặp là thật. Không chân chính gặp qua Trần Phi lợi hại, bọn họ lại tại sao có thể có như vậy đồng ý, cùng thực chất cảm. Mà bây giờ, loại này đồng ý cảm, loại này thực chất, cuối cùng là tinh tế hiện ra ở bọn họ trước mắt. Trước, vậy Vân Long Sơn đội ngũ một đám cao thủ liên hiệp công kích. Coi như là luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong vậy cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi vẻn vẹn chỉ là giơ tay nhấc chân giơ tay đầu giơ ở giữa, nhưng lại đơn giản là đem vậy Vân Long Sơn một đám cao thủ cũng ngay tức thì nghiền ép, giết được người ngưỡng mã phiên, một mảnh hỗn loạn, phần thực lực này, thật là lập tức liền đem bọn họ tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Đây không khỏi có chút quá dọa người cùng khoa trương chứ? Nhất thời. Vậy Hồng Sư đạo nhân không khỏi theo bản năng cặp mắt hơi nheo lại, trong lòng có dũng khí vô cùng phiền não tâm trạng thăng lên. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi sức chiến đấu lại có thể thật lợi hại đến loại trình độ này. Mà đây đối với hắn mà nói, có thể chưa tính là tin tức tốt gì. Còn như vậy Chu Long, Lạc Bằng các người, chính là ngay tức thì hắn sắc mặt đều ở đây rất trong thời gian ngắn thay đổi mấy lần. Vẻn vẹn chỉ là giơ tay nhấc chân ở giữa. Bọn họ Vân Long Sơn một đám cao thủ lại có thể trực tiếp bị toàn diệt, như vậy sức chiến đấu, bọn họ trước là tuyệt đối không có nghĩ tới. Họ Trần, không nghĩ tới người thật là có chút thực lực à. Sau đó, liền gặp vậy Chu Long nhìn về Trần Phi dữ tợn, vặn vẹo nói. Cùng lúc đó, hắn trong ánh mắt kia còn lại phụ mang theo nồng nặc đố kỵ. Rất rõ ràng. Ở hắn xem ra, rõ ràng Trần Phi cũng chỉ có và hắn không sai biệt lắm, thậm chí so hắn còn trẻ tuổi tác. Nhưng bây giờ, đối phương không chỉ có lấy ra hắn Chu Long đời này cũng chưa thấy qua, nhiều như vậy cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, thậm chí còn có lớn mạnh như vậy sức chiến đấu. Khoảnh khắc ở giữa, trực tiếp là đem bọn họ Vân Long Sơn lấy nhiều người cao toàn diệt. Như vậy sự thật ở hắn xem ra thật sự là quá không cách nào đón nhận, bởi vì là, chẳng lẽ không phải là hắn Chu Long như vậy uy phong sao? Chẳng lẽ không phải là hắn Chu Long có nhiều như vậy tinh phẩm cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược sao? Chẳng lẽ không phải là hắn Chu Long hiện đang hưởng thụ chung quanh đây hết thảy rung động, ngưỡng vọng ánh mắt sao? Nhưng là bây giờ, vậy chó má, hắn kết quả dựa vào cái gì à? Ông trời thật là mắt bị mù. Ghen tị hạt giống ở trong lòng thật sâu mọc dễ phát tài mầm, hãy cùng ác ma như nhau khó mà phát hiện, cùng đáng sợ. Vì vậy sau đó... liền gặp vậy Chu Long lại tự mình động thủ. Giết hướng Trần Phi. Oanh! Từ vậy Chu Long trong cơ thể hiện ra kinh người cuồn cuộn linh quang, hàm chứa sát ý nồng nặc, tập trung vào Trần Phi, vô cùng lạnh lẽo, làm vậy tại chỗ trên mặt mọi người thần sắc đều là biến đổi. Thần sắc kinh động tới. Cái này Chu Long, lại có thể không nhịn được tự mình ra tay. Chu Long công tử không thể. Thấy tình cảnh này vậy Hồng Sư đạo nhân ngay tức thì sắc mặt có chút biến. Như chẳng qua là nhỏ phân tranh, hắn ngược lại là có thể làm bộ như xem không thấy, để cho Trần Phi nếm chút khổ sở, nhưng bây giờ Chu Long nếu là tự mình động thủ, vậy tình huống này có thể cũng có chút phức tạp, cùng không giống nhau. Bởi vì là bỏ mặc nói thế nào, bọn họ Hồng Sư Động là treo tựa vào Tử Viêm Cung dưới quyền 13 tòa động phủ một trong, cùng vậy Vân Long Sơn chính là đối nghịch à. Hồng Sư Động chủ,
cái này chó má ba lần bốn lượt bắt ngươi mặt mũi, có cái gì không thể. Ngươi lại ở một bên nhìn, bổn công tử dạy một chút hắn cái gì là trên dưới, cái gì là tôn ti, cái gì là thực lực sai biệt. Có thể vậy Chu Long bây giờ lòng đều đã rối loạn, sát tâm đã lên, đâu còn nhìn được nhiều như vậy. Họ Trần chó má, cho ta xem chiêu. Bổn công tử để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng, cái gì mới thật sự là thân phận. Sau đó liền gặp vậy Chu Long trực tiếp là động tới tay, sử dụng pháp khí, là một chuôi tản ra khủng bố khí tức băng hàn màu xám cho cổ xưa trường mâu, trên đó còn hiện đầy gì, chớp mắt ở giữa treo ở vậy đại điện giữa không trung, rồi sau đó hướng về phía Trần Phi đầu chính là xuyên thủng đi. Lăng liệt tới cực điểm, cực kỳ kinh khủng. T. Đây không phải là Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử năm đó dung chuyển trời đất, uy chấn cái này ưng giản hạp cánh bắc trung phẩm pháp khí, băng xà mâu. Không nghĩ tới hắn lại có thể đem vật này cũng truyền cho Chu Long. Có người gặp trường mâu kia xuất hiện, không nhịn được mặt liền biến sắc, kinh hô. Đếm 10 năm trước, vậy Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử tu vi vẫn còn luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thời điểm, chính là ỷ vào cái này băng xà mâu ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực đánh hạ hiển hách hung uy. Mà bây giờ, không nghĩ tới hắn lại có thể đem mình chuôi này năm đó thành danh binh khí, truyền cho Chu Long, cái này có phải hay không ý nghĩa, lấy Chu Long hiện nay thực lực, có thể ra nghề. Phải biết năm đó Hắc Phong tử vẫn còn ở luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thời điểm, hắn sức chiến đấu, nhưng mà so mạ vàng thiềm thử vương cũng mạnh hơn à. Động chủ đại nhân cẩn thận. Đó là Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong tử năm đó thành danh binh khí, băng xà mâu. Vậy Mông Nhất hiển nhiên cũng là nhận ra chuôi này lông dài lai lịch, không khỏi mặt liền biến sắc, kinh hô. Có chút thời điểm, pháp khí nguyên chủ nhân đối với món binh khí này uy danh gia trì, là làm người ta không có biện pháp lơ là. Rất nhiều người đang đối mặt binh khí như vậy thời điểm, cũng biết theo bản năng kinh hoàng thất thố, không phát huy ra như cũ lực lượng, cùng thực lực. Đây cũng chính là cái gọi là khí thế thêm được. Có thể Trần Phi nghe vậy, nhưng chỉ là sắc mặt bình thản lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng không biết vậy Hắc Phong tử là ai, cho dù biết, thì có thể làm gì. Cái này cái gọi là băng xà mâu mặc dù nhìn như cũng không tệ lắm, có thể trên thực tế, thật giống như còn không có trong tay hắn vậy Hắc Vân phủ lợi hại à. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong tay một hồi ánh sáng đen lóe lên. Sau đó liền có một đạo cùng trước kia tướng mạo có chút không giống nhau lắm màu đen lưỡi rìu, cỡ quả đấm, xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, rồi sau đó chớp mắt ở giữa nhanh chóng nghênh phong lớn lên, bị hắn nắm trong tay hung hăng bổ ra ngoài. Một đạo kinh khủng hắc mang trực tiếp là ở nơi này ngay tức thì xuyên ngang đại điện, cùng vậy đón đầu xuyên thủng xuống băng xà mâu hung hăng đụng vào nhau. Sau đó, một cổ kinh khủng chấn động cùng với sóng trùng kích, liền giống như là rời núi lấp biển vậy ngay tức thì nổ tung. Âm 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 âm. Một tiếng rên, vậy đại điện trực tiếp là bị kinh khủng này sóng trùng kích rung sụp. Bốn bề đại điện nóc cũng đang phát ra tiếng ầm ầm, hoặc là bị xuyên thủng, hoặc là bị lật, hiện trường một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều ở hướng phía ngoài trốn. Trong một cái chớp mắt này, vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt đơn giản là khó khăn thấy được không cách nào hình dung đến nước. Hôm nay, hắn cái này tiệc mừng thọ coi như là hoàn toàn phá hủy. Mặt cũng bị mất hết. Phịch. Nhưng liền sau đó một khắc, lại là một tiếng rên, nhưng là xuất xứ từ vậy giữa không trung. Nghe được tiếng này có chút làm người ta bất an rên vang lên sau đó, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ là theo bản năng hướng vậy đại điện giữa không trung, nguyên bản trước vậy băng xà mâu cùng Hắc Vân phủ đụng khu vực nhìn lại. Sau đó, trên mặt bọn họ thần sắc trực tiếp ngây ngẩn. Không, không phải đâu. Điều này sao có thể? Có người mặt đầy hoảng sợ, lắp ba lắp bắp lên tiếng, thật là khó có thể tưởng tượng trước mắt một màn này, lại là thật. Bởi vì là ở đó giữa không trung, làm càn rỡ khói báo động bị một hồi gió thổi tán sau đó, chỉ còn lại màu đen kia lưỡi rìu dừng lại ở vậy giữa không trung. Mà vậy băng xà mâu, lúc này lại đã bị chém nứt thành hai nửa, linh khí mất hết, rơi xuống đất. Mà vậy Chu Long thì dĩ nhiên là bởi vì là băng xà mâu bị hủy, mà bị cắn trả. Lúc này chính là một mặt tái nhợt, cả người run rẩy, con người cuồng nộ sụi lơ ngồi dưới đất, dùng tay chỉ Trần Phi giữ tợn nói, ngươi, ngươi lại dám hủy ta pháp khí. Đúng vậy, phá hủy, ngươi vừa có thể đem ta như thế nào? Nghe vậy, Trần Phi cười nhạt nói. Ngươi, ngươi, vậy Chu Long trực tiếp là bị Trần Phi lời này tức giận sặc ở,
hụ 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 thiếu chút nữa hộc máu đi ra. Đúng vậy, phá hủy, hắn bây giờ thì có thể làm gì? Đây quả thực là làm nhục, đối với hắn Chu Long trần trụi trần, to lớn làm nhục. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy đại điện mặc dù cũng đã bị phá hủy, đi đôi với vậy ầm ầm điếc tai sụp đổ thanh, tất cả mọi người tại chỗ vẫn còn đều là thần sắc ngơ ngác, một mảnh tĩnh mịch. Cơ hồ liền lá cây rơi trên mặt đất thanh âm cũng có thể nghe được. Vô luận là ai, vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp tóc đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân, thậm chí luyện khí tầng 9 thanh xà lão nhân, lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy chấn động, thậm chí, liền liền người sau đều có như vậy từng tia tim kịch liệt đập ý, ở bên trong. Bởi vì là vậy thanh xà lão nhân rất rõ ràng, coi như là hắn muốn hủy diệt một kiện trung phẩm pháp khí, cũng không khả năng như vậy tùy tiện, liền làm đến, mà bây giờ. Không thể nào cái này minh thần động động chủ, chính là và đảo Thương Lam hai lớn đảo chủ như nhau, là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong chứ. Nếu không, tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả là thật không thể có thể làm được loại trình độ đó. Hơn nữa, muốn thật là như thế, vậy là có thể nói xuôi được. Tại sao hắn đang đối mặt Vân Long Sơn, đang đối mặt Lạc Bàng lão nhân kia tại chỗ thời điểm, cũng còn dám như vậy không chút kiêng kỵ, cây bản không cố kỵ chút nào. Nếu thật là luyện khí tầng 9 tột cùng, vậy hắn đích xác là có như vậy tư cách à? Trách không được vậy mà Vàng Thiềm Thử Vương coi như là hắn thanh xà lão nhân, cũng không có biện pháp tùy tiện giết chết, bây giờ nhưng ở một đêm bây giờ, dễ dàng, tùy tùy tiện tiện liền chết ở thần bí kia minh thần động động chủ trên tay. Nguyên lai bọn họ đều nghĩ sai, cái này minh thần động động chủ, xa so bọn họ trước tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều à. Không chỉ là hắn, coi như là vậy Hồng Sư Đạo Nhân hiện vào lúc này đều có chút bị Trần Phi ngón này trấn trụ. Cái gọi là, người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt. Lấy hắn cảnh giới cùng tầm mắt, bây giờ dĩ nhiên có thể nhìn ra Trần Phi có sức chiến đấu, tuyệt không phải là phổ thông luyện khí tầng 9 tu sĩ có thể so sánh. Thậm chí coi như chính hắn. Đường đường Hồng Sư Động Chủ Hồng Sư Đạo Nhân, nói thật, hiện vào lúc này đều có như vậy chút hơi chột dạ. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, coi như là bằng hắn thực lực, cũng không cách nào như vậy dễ dàng hủy xấu xa một kiện trung phẩm pháp khí, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Trần Phi nhưng làm được, hơn nữa còn là như vậy bình thường nhàn nhạt, ung dung thoải mái. Loại này người nếu như lại để mặc cho ở cái này bọn họ địa bàn bên trong khu vực ở lâu mấy năm. Há chẳng phải là bọn họ Hồng Sư Động cũng được nguy hiểm. Không được, loại nguy hiểm này người, nhất định phải nghĩ biện pháp sớm diệt trừ, nếu không mấy năm sau đó, thì thật không còn kịp rồi. Oanh! Trần Động Chủ, xem ra ngươi là thật có chút không đem ta Vân Long Sơn coi vào đâu à? Liền ta Vân Long Sơn trưởng giáo năm đó thành danh binh khí cũng dám hủy diệt, ngươi lá gan này, không khỏi chân thực có chút quá lớn một chút. Mà nhưng vào lúc này, vậy Lạc Bàng rốt cục thì không nhịn được giận mà bạo khởi. Cả người toát ra cuồn cuộn kinh người linh khí, tạo thành đợt sóng, hết sức đáng sợ. Một ít tu vi thấp tu sĩ, ở nơi này khí thế cường đại sát khí dưới, lại đặt mông liền rất ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hào hển, liền đứng lên năng lực cũng không có. Không chỉ có như vậy, cả tòa phế tích bên trong không khí tựa hồ vào lúc này cũng bị đọng lại như nhau. Ngưng lưu động. Cái này ngay tức thì, coi như là luyện khí tầng 8 tu sĩ đều phải vận chuyển linh khí, mới có thể ngăn cản được kinh người như vậy, khí thế cường đại. Mà đây, cũng chính là một vị luyện khí tầng 9 cường giả chân chính giận dữ sau uy thế. Coi là thật khủng bố. Trừ thanh xà lão nhân, Hồng Sư Đạo Nhân cùng ước chừng có mấy cái, người đứng xem sáng suốt, thấy rõ hiện vào lúc này cục diện này cường giả ra, tại chỗ những người khác, coi như đã rõ ràng Trần Phi hoặc giả là rất lợi hại. Có thể cái này Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng nhưng mà bọn họ ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 cường giả, hắn sức chiến đấu không biết có lợi hại dường nào, kinh khủng dường nào. Cho nên vậy minh thần động động chủ coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn Lạc Bàng chứ. Bọn họ tầm mắt không đủ, cho nên chỉ có thể nghĩ như vậy. Vì vậy sau đó, liền gặp tất cả mọi người bọn họ ánh mắt khác thường nhìn Trần Phi, có mong đợi. Cũng có đùa cợt, thậm chí đáng thương. Bởi vì là ở bọn họ xem ra, cái này Trần Phi mặc dù lợi hại, khá vậy vẫn là quá không biết thu liếm cùng trời cao đất rộng. Lạc Bàng là ai? Đây chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, bọn họ ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 cường giả,
lần này tự mình ra tay, hắn làm sao có thể chống đỡ được. Phá đồng nát vụn đồng mà thôi, phá hủy vậy sẽ bị hủy. Ngược lại là ngươi, ngươi là thứ gì, cũng dám cùng bổn động chủ nói như vậy nói. Một đạo không nhanh không chậm thanh âm tại đại điện trong vang lên. Con bà nó, tất cả mọi người óc cơ hồ tất cả đều đường ngắn. Ở bọn họ xem ra, hiện nay cái này Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lạc Bàng cũng tự mình ra tay, vậy Minh Thần Động động chủ coi như là không sợ, cũng hẳn thái độ và miệng thu liếm chút hít chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ bọn họ không nghĩ tới, Trần Phi không chỉ không có toát ra chút nào sợ hãi, thu liếm vẻ, thậm chí ngược lại nói vậy Lạc Bàng, lại dám cùng hắn nói như vậy nói. Xin nhờ, đây chính là Lạc Bàng à. Đường đường Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, hung danh hiển hách uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả. Cái này họ Trần, cái này Minh Thần Động động chủ, rốt cuộc là có hiểu hay không à? Có biết hay không vậy ý vị như thế nào? Bọn họ thật sự là có chút xem không hiểu, hiện trường mọi người một hồi thần sắc đờ đẫn. Thành tựu Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, cái này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 cường giả, vậy Lạc Bàng, lúc nào bị một cái nhìn như vậy tuổi quá trẻ tiểu tử chưa ráo máu đầu ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ phách lối qua. Huống chi, vậy Chu Long nhưng mà bọn họ Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử chi duy một đệ tử quan môn, có thể bây giờ lại bị Trần Phi như vậy tùy tiện, giơ tay nhấc chân ở giữa tùy tiện chân áp, thậm chí cũng còn đem vậy bọn họ trưởng giáo năm đó thành danh binh khí cũng làm hỏng. Đây đối với hắn mà nói, đối với bọn họ Vân Long Sơn mà nói, là bực nào làm nhục cùng mặt mũi tang tẫn một chuyện. Trọng yếu nhất chính là hắn Lạc Bàng, hiện nay còn cảm thấy chính hắn uy nghiêm, đang bị vũ nhục cực lớn cùng khiêu khích. Vì vậy không khỏi tức giận ba thi thần bạo khiêu, không nói hai lời liền có một đạo làm người ta hồ sơ ánh sáng vàng phóng lên cao, treo ở hắn đỉnh đầu, quả thật một chuôi mặt trậu lớn nhỏ lồi lõm, cái hố thạch ấn. Vèo. Vậy tản ra ánh sáng vàng, lồi lõm, cái hố thạch ấn vừa xuất hiện, liền làm cái này phế tích vậy Hồng Sư Động cung điện ngay tức thì nhấc lên từng cơn khiếp người cụ phong, vậy trong gió tỏa ra kinh người năng lượng, cuồn cuộn phun trào, vô cùng kinh người, giống như là có thể đem khu vực này cũng cho trực tiếp đè bể vậy. Sau đó tại chỗ không ít người sắc mặt lúc này liền biến, trở nên có chút tái nhợt cùng kinh hãi. Hiện nay Lạc Bàng nơi lấy ra tảng đá kia pháp khí, có thể so với trước đó Trần Phi nổ nát băng xà mâu lợi hại quá nhiều. Như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này lồi lõm, cái hố, tản ra hoàng quang thạch ấn, chỉ sợ là một kiện trung phẩm pháp khí cao cấp. T, đây không phải là Vân Long Sơn ba đại trọng bảo một trong thiên quân thạch ấn. Không nghĩ tới Hắc Phong Tử lại có thể đem bảo vật này cũng đưa cho Lạc Bàng tùy thân mang tới, lúc này. Tên kia phiền phức lớn, có người nhận được vậy lồi lõm, cái hố được thạch ấn. Sau khi thấy được, sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi, có chút tái nhợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh hô lên, nói. Cái gì, đây là Vân Long Sơn ba đại trọng bảo một trong thiên quân thạch ấn. Phế tích trong đại điện mọi người còn lại vừa nghe nói như vậy, lúc này tất cả đều lại là sắc mặt trắng nhợt, rồi sau đó các giống như là cái mông liền lửa vậy, rối rít sắc mặt kinh biến hướng vậy bốn phương tám hướng, xa hơn khu vực bay vút đi, giống như là sợ bị vậy bảo vật vạ lây người vô tội. Tình cảnh hỗn loạn dị thường. Thậm chí không chỉ là bọn họ, coi như là vậy có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp tu vi tóc đỏ đạo nhân, Lý Vinh Quân các người, thậm chí còn liền liền vậy luyện khí tầng 9 thanh xà lão nhân, yêu thú cấp 2 hậu kỳ Hồng Sư đạo nhân, lúc này ở gặp được vậy thiên quân thạch ấn sau đó, cũng không nhịn được là sắc mặt bỗng nhiên thay đổi biến đổi, rồi sau đó sắc mặt thật là kiêng kỵ. Cái này thiên quân thạch ấn chính là Vân Long Sơn vị kia trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ năm đó thành phẩm hung khí một trong, không biết từng nhuộm qua nhiều ít cao cấp cao thủ huyết dịch, uy thế khủng bố, uy danh cực thịnh. Thậm chí bảo này nguyên vật liệu, còn nghe nói là một loại bọn họ ưng giản hạp căn bản là không tìm được cao cấp vật liệu luyện khí, tên là Thiên Quân Trọng Thạch, là cùng vậy Hắc Huyền Đồng Tinh như nhau, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí. Bất quá khối này Thiên Quân Trọng Thạch mặc dù không có thể đúc ra thượng phẩm pháp khí, vậy do mượn nó căn cơ, nơi đúc nên trung phẩm pháp khí cao cấp vậy tuyệt đối là không bình thường, ở tầng thứ này và đẳng cấp binh khí trong tuyệt đối coi là xếp hàng vào hàng đầu. Cho nên bảo bối này mặc dù nhìn như chưa ra hình dáng gì, nhưng uy lực nhưng là không thể nghi ngờ khủng bố. Thậm chí liền liền Trần Phi, lúc này làm vậy lồi lõm, cái hố, tản ra hoàng quang thạch ấn pháp khí xuất hiện sau đó,
cũng là lập tức cặp mắt híp lại, trong ánh mắt sau đó có một đạo ngưng nhiên nhanh chóng thoáng qua. Nhưng sau đó, liền lại gặp trên mặt đột nhiên quỷ dị nổi lên vẻ mỉm cười, nhìn vậy quanh quẩn ở Lạc Bàng đỉnh đầu Thiên Quân Thạch Ấn, ngược lại thì một mặt cười ha hả nói. Ha ha, ta còn đang giàu gần đây trong tay không việc gì binh khí thích hợp. Huyền Thạch Kính đối với ta bây giờ mà nói, đã có chút quá yếu, cái này bỏ vào, Lạc trưởng lão ngươi như vậy khẳng khái, vậy ta Trần Phi không thể làm gì khác hơn là từ chối thì bất kính. Trần Phi híp mắt ha ha cười nói. Nhất thời, hiện trường mọi người một mảnh xôn xao cùng đờ đẫn, bởi vì là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hiện nay Trần Phi phản ứng đầu tiên lại có thể không phải kiêng kỵ, hoặc là khủng hoảng, mà là muốn đánh vậy Thiên Quân Thạch Ấn chú ý. Tên này, hắn là thật có lá bài tẩy cùng dựa vào, vẫn là người thật ngu, hoàn toàn không thấy rõ cục diện cùng thế cục. Ha ha, có ý tứ, thật sự có ý nghĩa. Bảo vật này quả thật lợi hại, ngươi muốn là muốn, vậy ta trước hết để cho ngươi nếm thử một chút hắn lợi hại. Nghe vậy vậy Lạc Bàng đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó ngược lại giận dữ cười, vung tay lên, linh khí cuồn cuộn, từ sau lưng hắn vậy Thiên Quân Thạch Ấn trung lập tức tản mát ra làm người ta sợ hãi hơi thở. Chỉ gặp vậy bảo vật nghênh phong mà tăng, sau đó rất nhanh liền ít nhất trở thành đường kính ước chừng 20 đến 30 mét đồ vật khổng lồ, trôi lơ lửng ở đó không khí, vây quanh linh quang, khí thế cuồn cuộn, chỉ là vậy hào hùng trọng lực cũng đã là làm mọi người tại đây sợ hãi. Sau đó, cũng chỉ nghe gặp ùng ùng một tiếng vang thật lớn, vậy ít nhất đường kính ước chừng 20 đến 30 mét đồ vật khổng lồ liền giống như là chân chánh đỉnh núi vậy, từ vậy giữa không trung hoảng sợ rơi xuống. Cuốn lên từng trận điên cuồng, màu vàng đất linh quang cuồn cuộn, uy thế kinh hãi người tới cực điểm. Đè hướng Trần Phi. Ngay sau đó, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt và vậy không khí, thậm chí đều tựa như là ở nơi này ngay tức thì cũng cứng lại, mặc cho kinh khủng kia đồ vật khổng lồ núi to rong ruỗi, rơi xuống, tung lên hoảng sợ sóng trùng kích lãng. Thậm chí, cái loại đó khổng lồ trọng áp sóng cũng trực tiếp là làm trong đại sảnh này mọi người mất đi thăng bằng. Mọi người dưới chân phế tích giống vậy đất đai kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời muốn nứt ra. Đáng chết! Mọi người tại đây sắc mặt duy nhất không có như vậy rung động cùng kinh hoàng, cũng chỉ có vậy Hồng Sư Đạo Nhân. Chỉ gặp hắn hiện vào lúc này sắc mặt hết sức khó khăn xem, nhìn một cái vậy đơn giản cũng sắp thành là phế tích đại điện một cái, cuối cùng vẫn là quyết định buông tha, bóng người chớp mắt, ngay tức thì xuất hiện ở vài mét ra, lại chớp mắt, lại là xa hơn vài mét bên ngoài. T, đây chính là vậy Vân Long Sơn ba đại trọng bảo một trong Thiên Quân Thạch Ấn sao? Cái này cũng thật lợi hại chứ. Bực này uy lực, coi như là luyện khí tầng 9 cường giả cũng là nuốt hận chứ. Đúng vậy, chủ yếu nhất là vậy Thiên Quân Thạch Ấn bây giờ là Lạc Bàng sử dụng. Lấy hắn thực lực, hơn nữa như vậy trọng bảo, thật là như hổ thêm cánh, như có thần giúp. Ồ, vậy Minh Thần Động Động chủ làm sao còn không chạy? Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn cùng vậy Thiên Quân Thạch Ấn đối kháng? Không thể nào đâu, ngươi không thấy được Thanh Xà lão nhân, Hồng Sư đạo nhân đều đã chạy. Vậy họ Trần Minh Thần Động Động chủ coi như là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua Thanh Xà lão nhân, Hồng Sư đạo nhân như vậy uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 cường giả. Cách đó không xa mọi người bàn luận sôi nổi, trên mặt thần sắc rung động không dứt. Cái này Thiên Quân Thạch Ấn không hổ là Vân Long Sơn uy danh lan xa ba đại trọng bảo một trong, quả thật quá mạnh mẽ, nhất là bây giờ lúc này vẫn còn ở vậy Lạc Bàng như vậy uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 trong tay cường giả, lại là mạnh đến rối tinh rối mù, làm người ta tức lộn ruột. Ha ha, họ Trần, lần này biết ta Lạc Bàng lợi hại. Lại dám ở trước mặt lão phu ngang ngược, ta đây muốn xem, ở nơi này Thiên Quân Thạch Ấn dưới, người có thể kiên trì tới khi nào. Nghe được bên tai truyền tới những nghị luận kia thanh, Lạc Bàng trên mặt tràn đầy nụ cười, từng bước một hướng Trần Phi ép tới gần, thậm chí sau đó, đều có một loại tên là tham lam tâm trạng từ hắn trong mắt chậm rãi xông ra. Chỉ gặp mắt thần chết nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy Thiên Quân Thạch Ấn liền đè ở Trần Phi trước mặt bầu trời mấy thước vị trí, uy thế cuồn cuộn, vô cùng kinh người, tham lam nói, họ Trần, vốn là hôm nay ngươi dám như thế cùng ta Vân Long Sơn đối nghịch, là tử tội. Bất quá lão phu gặp ngươi tu hành không dễ, cũng chỉ khoan hồng độ lượng, đại phát tử bi, cho ngươi một lần cơ hội. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, rồi sau đó giống như là có chút không ức chế được trong nội tâm kích động, hướng vậy Trần Phi ánh mắt đỏ lên, tham lam,
kích động nói, đem vậy một chai cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược giao ra, hôm nay chuyện này liền có thể như vậy thôi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Giao giao. Lạc Bàng lời vừa nói ra, hiện trường mọi người không khỏi một mảnh xôn xao. Coi như là vậy Thanh Xà lão nhân, Hồng Sư đạo nhân cũng là như vậy, sắc mặt rất là khó khăn xem, con mắt lóe lên. Nguyên lai cái này Lạc Bàng lão thất phu, là chuẩn bị đánh vậy một chai 4 văn ngân văn đan dược chú ý. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, vậy một chai cấp 2 thượng phẩm ngân văn đan dược, nhiều không nói, thiếu, ít nhất cũng có hơn 10 viên cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Mà vậy là cái gì khái niệm? Như vậy nhiều số lượng cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, chỉ sợ cũng coi như là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong cũng không có biện pháp làm được không động tâm, cho nên bây giờ vậy vốn là tính cách tham lam Lạc Bàng, lại làm sao có thể làm được coi mà không gặp, không muốn cướp đi. Lão già này thật đúng là lấy là đem ta ăn chắc. Thấy tình cảnh này, Trần Phi mặt không cảm giác, trong lòng quả thật có ở khinh thường tự lẩm bẩm. Ngươi chuẩn bị làm gì? Đá kia quả thật có chút lợi hại, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, không tốt lắm đối phó. Trong thức hải, Trần Kinh không có chút hiếu kỳ vấn đề, muốn biết Trần Phi chuẩn bị như thế nào đối phó trước mắt cục diện này. Cái này thì muốn tiền bối ngươi ra tay giúp ta một cái. Nghe vậy, Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, nói. Ta, Trần Kinh không nghe vậy lại là ngẩn ra. Bất quá sau đó hắn liền biết rõ, Trần Phi rốt cuộc muốn làm gì. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, ở đó Lạc Bàng dưới chân đột nhiên hiện ra ngất trời linh quang, ngọn lửa cuồn cuộn, uy thế gào thét, làm người ta hoảng sợ. Trọng yếu nhất chính là ngọn lửa kia cuồn cuộn ngất trời linh quang lại vẫn còn ở rất ngắn trong thời gian rất ngắn. Tác phẩm tranh thành từng cái quang đường dây, tạo thành trận văn, ở một chớp mắt kia bây giờ trực tiếp là đem vậy nguyên bản nắm chắc phần thắng Lạc Bàng ngay tức thì cuốn vào trong đó. Vèo, vèo, vèo. Rồi sau đó chừng 8 đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cự kiếm xuất hiện ở trận pháp kia 4 phương 8 hướng, 8 cái xó xỉnh, chấn áp tại nơi đó, tản mát ra làm người ta kinh hãi kiếm khí, làm tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Trận pháp. Không ít người sắc mặt không thể tưởng tượng nổi lắp bắp nói, một mặt rung động, cùng khó tin. Hiển nhiên, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này Minh Thần Động động chủ lại không chỉ là một vị có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu cường giả, còn lại có thể, lại là một vị có thể bày trận giết địch trận pháp sư. Trời ạ, kết quả này có không có thiên lý à? Mọi người tại đây không khỏi bị trước mắt rung động này sự thật cho sợ ngây người, mặt đầy đờ đẫn. Không chỉ là mọi người tại đây đều sợ ngây người, coi như là vậy Mông Nhất, coi như vậy Minh Thần Động cả đám ngựa, bây giờ cũng là một mặt mơ hồ, nhìn lẫn nhau, cũng không dám tin. Phải biết bọn họ nhưng mà biết, Trần Phi trừ là một vị có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu cường giả ra, còn là một vị kỹ thuật luyện đan vô cùng kinh khủng luyện đan sư. Người bình thường ở hắn tuổi như vậy, đừng nói là có như vậy thực lực cùng kỹ thuật luyện đan, coi như là chỉ chiếm trong đó như nhau. Liền đã hoàn toàn đủ đã ngạo thị quần hùng, vượt qua cùng đời thiên kiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, Trần Phi không chỉ có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu, không chỉ là một vị kỹ thuật luyện đan kinh khủng thân phận cao quý luyện đan sư, cùng lúc đó hắn cũng lại có thể còn là một vị trận pháp sư. Trời ạ, ông trời, cái này hắn ma kết quả có lầm hay không? Cái này còn muốn không muốn để cho người sống? Mông Nhất các người một mặt mơ hồ. Trong lòng nhưng lại đột nhiên tràn đầy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Bởi vì là bọn họ lại không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng bọn họ thật coi như là ôm lên một cái siêu cấp bắp đùi, đây nếu là lại cho bọn họ một ít thời gian, tiếp tục đi theo, đến tương lai, khởi không phải rất lớn tỷ lệ là có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng, gà chó thăng thiên. Nghĩ đến đây, vậy Mông Nhất các người rốt cục thì toàn thân lòng bị Trần Phi tiềm lực cùng thiên phú nơi khuất phục. Chân chân tránh tránh cam tâm tình nguyện công nhận bọn họ thân phận bây giờ. Công nhận Trần Phi thân phận. Vèo. Mà hết thảy các thứ này mặc dù miêu tả rất lâu, nhưng trên thực tế, nhưng chỉ là xuất hiện ở một chớp mắt kia bây giờ. Mượn Trần Kinh không đối với trận pháp mạnh mẽ thành tựu, ở hắn trợ giúp cùng dưới sự hỗ trợ, Trần Phi rốt cục thì đem mình cuộc sống này trong người thứ nhất trận tầng 4 trận pháp cho bố trí đi ra. Ở nơi này mới vừa rồi bây giờ. Sau đó. Liền gặp vậy cao treo ở trận pháp trên 8 đại ngọn lửa cự kiếm chợt chấn động, đổi lại phương hướng, kinh người hỏa diễm kiếm khí hướng vậy thiên quân thạch ấn vén lên,
người sau cùng vậy Lạc Bàng liên lạc liền trực tiếp là ngay tức thì bị ngăn trở. Mất đi linh khí cung cấp cùng với thao túng thiên quân thạch ấn lắc mình một cái, lại đổi trở về vậy mới bắt đầu gồ ghề, lồi lõm dáng vẻ, cỡ quả đấm, bị Trần Phi vẫy tay một cái linh quang cuốn đi, rồi sau đó trực tiếp là bị cuốn vào Trần Phi trong tay. Không, cái này không thể nào. Ngươi dám đoạt ta Vân Long Sơn trọng bảo, ngươi muốn tìm cái chết sao? Vậy Lạc Bàng hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thủ đoạn như vậy thủ đoạn, lại còn là một vị có thể bố trí ra nhân trận tầng 4 trận pháp nhân trận tầng 4 trận pháp sư. Gặp tông môn trọng bảo thiên quân thạch ấn bị đoạt đi, vậy Lạc Bàng trực tiếp là lúc này không nhịn được luống cuống, sắc mặt tái nhợt, sắc lệ nội trao uy hiếp hét. Cùng lúc đó hắn đánh lại trong thật nhanh nắm ấn quyết, liều mạng thúc giục vậy thiên quân thạch ấn pháp khí. Người sau lại lần nữa toát ra cắn răng ánh sáng, rất là hỗn loạn. Cũng đến ta trong tay còn muốn vùng vẫy. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng hơi gợi lên một tia cười lạnh. Sau đó liền gặp hắn đưa tay hung hăng ở đó thiên quân thạch in lên hướng xuống đè một cái, rồi sau đó hắn lòng bàn tay vậy cuồn cuộn linh khí, liền trực tiếp chân ép xuống. Phốc suy. Cùng lúc đó vậy Lạc Bàng sắc mặt ngay tức thì biến đổi, một hớp nghịch huyết sau đó phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, là bởi vì là gặp phải cắn trả. Mà vậy thiên quân thạch ấn tự nhiên đã là bị Trần Phi vững vàng nắm trong tay đến trong tay, hoàn toàn chiếm làm của mình, đem phía trên người khác dấu vết, cũng lau sạch. Cái này, tất cả mọi người thấy vậy con ngươi cũng thiếu chút nữa rớt đầy đất. Mà vậy Lạc Bàng tức thiếu chút nữa lại phải miệng máu thứ hai phun ra miệng. Cái này hắn ma thật cũng chỉ là cái phổ thông luyện khí tầng 9 tu sĩ sao? Có như thế lợi hại phổ thông luyện khí tầng 9 tu sĩ? Liền Vân Long Sơn ba đại trọng bảo một trong thiên quân thạch ấn cũng dám cướp. Điểm chính vẫn là coi là thật vậy Lạc Bàng mặt mà, gắng gượng từ hắn trong tay cướp đi. Cái này hắn ma đến tột cùng là cái gì à? Chẳng lẽ bọn họ bây giờ đều là đang nằm mơ sao? Tại chỗ cả đám hoàn toàn chính là một mặt mơ hồ, không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật. Mà vậy đã sớm trong lòng đối với Trần Phi có sức chiến đấu có chính xác, lường được Thanh Xà lão nhân, Hồng Sư đạo nhân. Lúc này cho dù là trong lòng kịp chuẩn bị, có thể bọn họ bây giờ vậy vẫn là không nhịn được thần sắc hoảng sợ, trong lòng vô cùng rung động. Nhân trận tầng 4 trận pháp, nhân trận tầng 4 trận pháp sư. Chỉ gặp vậy Thanh Xà lão nhân ánh mắt hoảng sợ nhìn Trần Phi, có chút khó tin nói. Nhân trận tầng 4 trận pháp sư nhưng mà được gọi là có thể cùng luyện khí tầng 9 cường giả cũng giá tể khu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là... Bây giờ cái này Minh Thần Động động chủ cũng không phải là một cái đơn thuần, người bình thường trận tầng 4 trận pháp sư, mà là ở đã có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp sức chiến đấu sau đó, ở nơi này cơ sở trên, còn là một vị nhân trận tầng 4 trận pháp sư, cái này ý vị như thế nào? Quang Sơ lược suy nghĩ một chút, hắn cũng có chút không nhịn được choáng váng đầu hoa mắt. Rung động vạn phần. Vị này Minh Thần Động động chủ, đến tột cùng là lai lịch gì à? Mà vậy Hồng Sư đạo nhân hiện vào lúc này cũng là giống vậy sắc mặt rất rung động, tâm tình nhưng là vô cùng gay gâu. Thần sắc hết sức khó khăn xem. Bởi vì là dẫu sao phải biết hắn bây giờ nhưng mà đang đánh Minh Thần Động biên giới, vậy chôn giấu Hắc Huyền Đồng Tinh Hắc Huyền Mỏ Đồng Động chú ý, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nhưng nhô ra một cái phá rối. Không chỉ có bản thân sức chiến đấu cũng đã là đủ quá cường hãn, còn lại là một cái trận pháp sư. Bàn về thân phận cao quý, trận pháp sư mặc dù có thể không bằng luyện đan sư, nhưng vấn đề là loại thân phận này đối với bọn họ tu sĩ bình thường mà nói vậy vẫn là tương đương đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, một vị trận pháp sư có thể ở trong chiến trường phát huy được tác dụng, có thể so với đơn thuần một cái gì cũng không biết tu sĩ mà nói, muốn lợi hại hơn. Nếu như nói một người luyện khí tầng 9 cường giả ở lớn hình trong khi giao chiến tác dụng là súng liên thanh mà nói. Một người nhân trận tầng 4 trận pháp sư tác dụng chính là không khác biệt phạm vi hỏa tiễn. Là đoàn thể công kích à? Không sai, không tệ. Mọi người ở đây rung động vạn phần, Trần Phi đem vậy thiên quân thạch ấn cầm ở lòng bàn tay trong đem chơi, khen không dứt miệng nói. Vật này ngươi sau này ngược lại là có thể tìm một lợi hại một chút luyện khí sư tới lần nữa hồi lò luyện chế một chút. Mới có thể thành là thượng phẩm pháp khí trình độ, coi như là vậy trận kinh không cũng là như vậy mở miệng. Đủ để có thể gặp bảo này giá trị. Ngươi, còn ta bảo vật. Thấy tình cảnh này vậy Lạc Bàng thật là ngay tức thì tức bể phổi, sắc mặt vô cùng dữ tợn, cả người khí thế cuồng trào,
rồi sau đó một trận thể ố vàng kiếm gỗ liền ngay tức thì xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Vậy kiếm gỗ tựa như là lóe lên sấm vậy, tản ra hàn mang, mũi kiếm ngay tức thì đâm về phía Trần Phi. Hừ, thấy tình cảnh này, Trần Phi lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó, trận pháp kia vận động. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn, đó hoàn toàn đã đem Lạc Bàng phong tỏa tầng 8 ngọn lửa cự kiếm đại trận cũng đã là mở hết hỏa lực đứng lên. Kiếm khí bay lên, ngọn lửa cuồn cuộn, uy thế cực đoan đáng sợ. Phịch, 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 phịch. Sau đó chính là thấy vậy tầng 8 ngọn lửa cự kiếm nếu như là sao rơi vậy, trùng trùng chiếu nghiêng xuống, đầu tiên là tàn nhẫn nện ở vậy ố vàng kiếm gỗ trên. Vang 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 thanh bạo vang, người sau trực tiếp là bị đập bay ra ngoài, mặc dù không có bị chém đứt, khá vậy trực tiếp là bị đánh đập hao tổn đứng lên, lồi lõm, linh khí ảm đạm. Làm vậy Lạc Bàng ngay tức thì lại là phun ra một ngụm máu tươi miệng. Bị thương không nhẹ. Không có vậy trung phẩm pháp khí cao cấp thiên quân thạch in ở tay, cái này ố vàng kiếm gỗ cũng chỉ là một chuôi phổ thông trung phẩm pháp khí mà thôi. Lại làm sao có thể chống đỡ được Trần Phi, đây là do trận kinh không trợ giúp hoàn thành nhân trận tầng 4 mạnh mẽ trận pháp. Phịch. Thương. Vậy ố vàng kiếm gỗ sau trực tiếp là bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập rơi xuống đất, đập ra một cái thật to cái hố tới. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, hiển nhiên tất cả mọi người tại chỗ đều bị Trần Phi thực lực cường đại cho sợ ngây người. Cường đại như vậy nhân trận tầng 4 trận pháp, chỉ sợ cũng coi như là thanh xà lão nhân, hồng sư đạo nhân đi vào, vậy đòi không là cái gì được rồi. Lại có thể liền vậy một chuôi trung phẩm pháp khí liền trực tiếp một chút trực tiếp là bị làm phế bỏ. Cái này Trần Phi, cái này Minh Thần Động động chủ, có trâu bò như vậy cùng lợi hại sao? Đây không khỏi có chút quá dọa người A3. Bây giờ nên ta ra tay. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhìn vậy một mặt tái nhợt cùng hoảng sợ Lạc Bàng cười lạnh nói. Sau đó, vậy tầng 8 ngọn lửa cự kiếm đại trận trực tiếp là mở hết tốc lực hướng hắn lướt đi. Ung ung, ung ung, ung ung. Phịch, phịch, phịch. Vậy tầng 8 ngọn lửa cự kiếm có thể không bình thường. Mỗi một chuôi đều là do Trần Phi trong cơ thể vậy tam dương chân hỏa kiếm khí quán chú mà thành. Uy thế mãnh liệt. Vô cùng cường hãn, kiếm khí ngất trời. Mà ở thấy đáng sợ như vậy một màn, vậy Lạc Bàng rốt cục thì sắc mặt bị sợ cũng liếc, muốn cầu xin tha thứ, nhưng là cầu không ra miệng. Lấy hắn thân phận làm sao có thể nguyện ý hướng chính là một cái hang phủ đứng đầu mở miệng cầu xin tha thứ, vậy nhiều lắm thật mất mặt. Sau đó liền gặp một mặt tàn khốc nhìn Trần Phi, sắc lệ nội cha hét, họ Trần, ta nói cho ngươi, ta nhưng mà Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong. Ngươi dám đối với ta động thủ. Tin không tin ta Vân Long Sơn để cho ngươi chết không ẩn thân đất. Nghe vậy thấy vậy, vậy tại chỗ phàm là hơi có chút đầu óc người, cũng không nhịn được khóe miệng hung hăng vừa kéo, thật sâu giễu cợt. Đều như vậy, vậy Lạc Bàng lại còn dám khiêu khích giễu cợt, coi là thật đầu óc có vấn đề sao? Loại này người muốn là thật kiêng kỵ Vân Long Sơn mà nói, đánh từ vừa mới bắt đầu hắn cũng sẽ không như vậy càn rỡ động thủ, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ liền băng xà mâu đều bị đánh nát, vậy Vân Long Sơn ba đại trọng bảo một trong thiên quân thạch ấn còn bị đối phương cướp đi. Người cảm thấy giống như loại chuyện này cùng dáng vẻ, đối phương thật sẽ kiêng kỵ cái gì Vân Long Sơn, cái này ba chữ sao? Đáng chết, tên này rốt cuộc là lai lịch gì, tại sao như vậy lợi hại, như vậy vô cùng gan dạ. Thật sự là liền Vân Long Sơn cũng không sợ sao. Coi như là người có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu vi. Có thể vậy Vân Long Sơn, nói thế nào đi nữa vẫn là có vị trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ ở à. Như vậy tồn tại, ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực nhưng mà đại biểu vô địch à. Sau đó, quả nhiên như bọn họ nơi liệu, Trần Phi nếu đã lựa chọn động thủ, lại làm sao có thể tùy tiện thả qua vậy Lạc Bàng. Mà ở gặp trong miệng lại còn như vậy không làm không sạch sẽ, còn dám uy hiếp hắn, Trần Phi lúc này sắc mặt trầm xuống, trận văn một nặn. Trận quang uy thế cuồng trào, cuồn cuộn kinh người, tầng 8 ngọn lửa cự kiếm trực tiếp là hướng vậy mặt đầy hoảng sợ Lạc Bàng chém xuống. À! Người sau một tiếng hét thảm, một cánh tay trực tiếp là bị chém xuống rơi trên mặt đất, còn sót lại thân thể các vị trí còn trực tiếp là bị cự kiếm kia xuyên thủng, đóng xuống đất, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất. Một màn này trực tiếp là làm mọi người tại đây nguyên bản cũng đã đang run rẩy con ngươi, hơn nữa co rúm lại cùng sợ hãi. Như vậy một màn đơn giản là làm bọn họ sợ hãi. Tất cả mọi người con người cũng bạo lòi ra, tim cũng thiếu chút nữa ngừng đập. Ngươi,
ngươi lại dám hướng ta Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão ra tay, ngươi là điên tử sao? Ngươi đây là đang tự tìm cái chết, là tìm chết. Mà vậy ở một bên Chu Long rốt cục thì bị trước mắt một màn này dọa cho được có chút không tỉnh táo lắm, trong miệng lắp ba lắp bắp hét, một bộ sắc lệ nội cha. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Trần Phi thật xuống nặng tay, giết Lạc Bàng Lạc trưởng lão, vậy phải làm thế nào? Coi như là bọn họ Vân Long Sơn như vậy siêu cường thế lực, một vị luyện khí tầng 9 hộ pháp trưởng lão, nếu là tổn thất, vậy tất nhiên là thương cân động cốt thiên đại. Loại tổn thất này, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác không có biện pháp chịu đựng. Tự tìm cái chết, ngươi là thứ gì, cái này hắn mà có ngươi chỗ nói chuyện. Nhưng sau đó, Trần Phi nhìn về vậy một mặt tái nhợt, nhưng cố chống đỡ sắc lệ nội cha Chu Long, khóe miệng cười nhạt, trực tiếp là một cái tát hóa thành linh khí bàn tay, hung hăng vung ở người sau trên mặt. Bót! Như vậy và bạt tai thanh âm vô cùng vang dội. Vậy Lạc Bàng trực tiếp là bị một tát này cho phiến lật trên đất, một bộ chó ăn ét hình dáng. Không chỉ có như vậy, vậy người sau một miệng răng đều giống như đều bị đánh rớt. Miệng đầy là máu, răng cũng không có, chật vật thê thảm tới cực điểm. Hiện vào lúc này cái này Hồng Sư Động Đại Điện trong phế tích, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy rung động cùng với vẻ hoảng sợ. Thậm chí bọn họ rất nhiều người hiện vào lúc này trong lòng đều đã tuyệt đỉnh, sau này tuyệt đối không thể trêu chọc cái này đâm đầu vậy người, quá mạnh mẽ thế, quá bá đạo, quá coi trời bằng vung. Tên này căn bản là cái đổi tai, là một người điên. Phải biết đây chính là Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, uy tín lâu năm luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong Hắc Phong Tử đệ tử Quan Môn, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ tên này thật là giống như không cho Hắc Phong Tử một chút xíu mặt mũi. Nói đánh liền nói đánh, hơn nữa còn là thật đánh à. Không gặp chút nào nương tay, một tát này trực tiếp là đem vậy Chu Long một miệng răng đều phiến không có, cái đó thảm à, thật là không dám nhìn thẳng. Trọng yếu hơn chính là lấy vậy Chu Long thân phận, ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực, lúc nào thảm như vậy qua. Trong nháy mắt, tại chỗ không thiếu nhát gan người, đơn giản là ở nơi này ngay tức thì trở thành pho tượng. Cái này họ Trần người. Cái này cái gọi là Minh Thần Động Động Chủ, bây giờ đây quả thực là muốn cùng vậy Vân Long Sơn hoàn toàn xé rách ra mặt, nói một chút ngươi chết ta sống vấn đề à. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng không biết mình hiện vào lúc này đến tột cùng là cái tâm tình gì, chẳng qua là khi bọn hắn lần nữa nhìn về Trần Phi thời điểm ánh mắt. Quả thật đã thật run rẩy tới cực điểm, tên này nhất định chính là một người điên. Ngươi cần phải hiểu rõ. Đây chính là chúng ta Vân Long Sơn trưởng giáo chân nhân Hắc Phong Tử duy một đệ tử Quan Môn, hắn nếu là có chuyện không may, ta Vân Long Sơn tuyệt đối không thể nào biết tha ngươi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo run rẩy lại có xen lẫn thanh âm tức giận từ vậy một bên gầm thét lên. Chỉ gặp vậy Lạc Bàng mặc dù là bị tầng 8 ngọn lửa cử kiếm trận pháp trấn áp, có thể hắn dẫu sao có luyện khí tầng 9 cảnh giới cùng thực lực, cũng không phải thật cứ như vậy không có chút nào lực trở tay. Hiện vào lúc này, liền gặp hắn đã từ vậy tầng 8 ngọn lửa cử kiếm chấn áp dưới tránh thoát đi ra ngoài, nhìn Trần Phi ánh mắt gắt gao uy hiếp cảnh cáo nói. Như Chu Long ngày hôm nay thật ở nơi này xảy ra vấn đề gì cùng bất ngờ, coi như là lấy hắn thân phận, trở về cũng là đối hắn áy náy, sẽ có phiền toái. Không sai, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám động ta một sợi lông tơ, ngươi liền tuyệt đối chết chắc ngươi biết không? Vậy Chu Long nghe được Lạc Bàng mà nói. Vậy hình như là lần nữa có một ít lòng tin, chỉ Trần Phi tuét miệng giữ tợn nói. Lấy hắn tu vi thực lực, coi như là một miệng răng đều bị tát rớt, khá vậy chưa đến nỗi không nói rõ ràng nói. Chết chắc, vậy ta ngược lại muốn xem ngày hôm nay đến tột cùng là ta chết, vẫn là ngươi chết. Có thể Trần Phi nghe được vậy Chu Long ầm ĩ, ngay tức thì sắc mặt trầm xuống, ánh mắt một nghiêm túc, trực tiếp là một cái bước nhanh về phía trước. Một cước hung hăng đem vậy Chu Long lại lần nữa đạp lộn mèo trên đất. Không chỉ có như vậy, lần này Trần Phi vậy còn đều không phải là quang đạp một cước thì xong rồi, mà là bình bịch bịch. Liên tục không ngừng rất nhiều chân trực tiếp đá vào vậy Chu Long óc, trên ngực, lực lớn thế nặng, khiến cho được mặt đất đều là một hồi đung đưa.